Quan thần, hạ tưởng. Tập 131. Đúng là hạ tưởng từ chuyện Hà Giang Hải bị ngất, cửa chính tỉnh ủy bị bao vây kéo đổ và một loạt chuyện bên trong hoa cả mắt và không khống chế cho ra kết luận, sợ là Hà Giang Hải không dự kiến được tình thế sẽ phát triển đến nông nỗi này, thế lực của đối phương hiểm ác. Nếu hắn đoán đúng, sự kiện tai nạn xe cộ trên đường tốc độ cao đi sân bay, chết mất mấy người bên trong, có lãnh đạo quan trọng trên đường, cho nên, nhằm vào nha nội trả thù khẳng định là mãnh liệt mà liều lĩnh. Có lẽ nhóm người này căn bản không biết nha nội là ai, lại cũng có lẽ là biết, nhưng vẫn phải lấy tính mạng của gã, bởi vì tất cả sự kiện một khi kích phát, người ta sẽ không khống chế được, sẽ mất đi lý trí. Đây cũng là lý do mà nếu không khống chế, cuối cùng sẽ biến thành nguyên nhân dẫn đến, bởi vì ở bên trong một quần thể, bản tính con người bị kích động, cũng có thể làm ra chuyện to gan lớn mật mà bình thường không dám. Đã trải qua vô số sóng gió, Hạ Tưởng xem xét thời thế mà bình tĩnh phán đoán, hắn phân tích đúng thời cuộc và nắm chắc, thậm chí suy xét chi tiết vấn đề, là Chu Hồng Cơ còn xa mới có thể so sánh với tài trí hơn người, ngay cả Khâu Nhân Lễ cũng không so được với sự cẩn thận của Hạ Tưởng. Dù sao, sau khi đấu trí với vô số người, tầm mắt và kiến thức của Hạ Tưởng đã bay lên tới độ phóng nhãn thiên hạ không mấy người có thể sánh vai trình độ. Cũng nhờ như vậy, mới khiến nha nội thoát chết. Nếu không phải Hạ Tưởng kịp thời phái Tiêu Ngũ đến bệnh viện bảo vệ nha nội, vừa mới trải qua tai nạn xe cộ kinh hồn lần thứ hai, hiện giờ có khi đã chết dưới đống côn đánh loạn. Tuy rằng nha nội chết, ở mặt ngoài Hạ Tưởng đúng là có lợi, cũng sẽ khiến Hà Giang Hải lâm vào cảnh vạn kiếp không phục, nhưng Hạ Tưởng dù sao cũng không phải chính khách lạnh lùng, không đành lòng nhìn nha nội như vậy mà chết, gần như không cần nghĩ ngợi mà ra quyết định bảo vệ nha nội. Đúng là Hạ Tưởng nghĩ sai thì hỏng hết. Đối với cục diện chính trị tỉnh tề, thậm chí cục diện chính trị trong nước, mang đến ảnh hưởng không thể xem nhẹ. Làm việc trong cuộc họp, không khí nghiêm trọng mà khẩn trương. Sau khi biết được Hà Giang Hải đột nhiên ngất xỉu và được đưa đi bệnh viện, Khâu Nhân Lễ còn không rõ ràng lắm phía sau màn rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì lớn, nhưng vẫn mơ hồ đoán được tình thế hiện nay chắc chắn là có biến đổi lớn. Sau khi người tham dự hội nghị đến đông đủ, Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ, Hạ Lực, cuối cùng lại khẩn cấp thông báo cho Viên Húc Cường cũng tham gia hội nghị. Nhưng những kẻ bao vây khu tập thể tỉnh ủy chẳng những không giảm bớt, còn có dấu hiệu tăng lên, cục công an thành phố xem chừng chống đỡ không nổi. Khâu Nhân Lễ nổi giận, vừa tạm thời thông báo Phó Giám đốc Thường vụ Sở Công an tỉnh Đường Trịnh Kiệt và Cục trưởng Cục công an thành phố Lục Gia Thành, dự thính hội nghị. Cũng may vì Hà Giang Hải ngất xỉu, nếu không hội nghị hôm nay, sẽ thành đại hội nhằm thẳng vào y mà lên án công khai, nếu lúc ấy y không choáng, hiện tại chắc cũng phải choáng một lần. Tuy nhiên lúc Khâu Nhân Lễ nghe nói con của Hà Giang Hải vừa mới chết vì tai nạn xe cộ, vẻ mặt tức giận nháy mắt biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao lại thế? Khâu Nhân Lễ nhìn thẳng Đường Trịnh Kiệt và Lục Gia Thành. Đường Trịnh Kiệt không dám nhìn thẳng vào mắt Khâu Nhân Lễ, cúi đầu. Kỳ thật sự thật đúng là như vậy. Bốn người trong một chiếc ô tô BMW 330, đã phát sinh sự cố giao thông nghiêm trọng với hai chiếc Audi 8 trên đường tốc độ cao đi sân bay. Hành khách trên Audi 8 chỉ bị thương nhẹ, sau khi BMW 330 quay cuồng, hai người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng. Đường Trịnh Kiệt cũng không nói rõ quan hệ giữa hai chiếc Audi 8 và nha nội, bởi vì tin tức từ hiện trường truyền đến, 8 hành khách trên xe tự xưng là tự lái xe từ Bắc Kinh đến thành phố Lỗ du lịch. Mà nha nội cũng không có ở hiện trường, không có căn cứ chính xác, không ai có thể trực tiếp chỉ trích sự cố và liên quan với nha nội, còn nữa với thân phận của nha nội, ai dám nói lung tung. Ô tô của Tổng Giám đốc Cao khi đang chờ đèn đỏ ở giao lộ trong nội thành, bị một chiếc xe chở phế thải chạy vượt đèn đỏ đụng vào ô tô của Tổng Giám đốc Cao ngay tại chỗ, lái xe của Tổng Giám đốc Cao gặp nạn, Tổng Giám đốc Cao bị thương nặng, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Kiểm tra hiện trường cho thấy. Xe chở phế thải chịu toàn bộ trách nhiệm, lái xe sợ tội chạy trốn, khi băng ngang qua đường, bị một chiếc ô tô thường đang chạy đâm chết tại chỗ. Đoàn xe chở phế thải thuộc đội công trình hệ thống ngành muối tỉnh Tề, sau khi sự cố phát sinh, đem trách nhiệm đổ lên Tổng Giám đốc Cao, lại tạm giữ lái xe của chiếc xe tư nhân thường đã chạy đâm chết lái xe của xe chở phế thải, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, chưa đủ với yêu cầu của bọn họ, liền bao vây trụ sở tỉnh ủy không chịu đi. Có thể nói. Kết luận của Đường Trịnh Kiệt, trên cơ bản phù hợp sự thật, cũng là khách quan công bằng chính trực, cũng không thiên vị bất luận bên nào, bởi vì ông ta cũng biết, hiện tại sự tình náo động,
thái độ công bằng mới là mấu chốt, bởi vì sự thật chính là như thế. Ai cũng biết rằng xe chở phế thải của hệ thống ngành muối vẫn hoành hành không sợ ai trong nội thành, chỉ một năm nay, đã cướp đi 50 mạng người, nhưng vẫn không ngừng, không chỉ vì đối phương nhiều tiền thế lực lại lớn, còn bởi vì lái xe đều là dân ngoại thành vùng phụ cận của thành phố Lỗ, nổi tiếng côn đồ, không ai dám quản, động đến là chém người. Dưới sự chủ trì của Viên Húc Cường, thành phố Lỗ hòa hợp êm thấm, trong lúc ông ta chủ quản, ngoại trừ xây dựng rầm rộ ở ngoài, thì không quan tâm, thành ra trị an thành phố Lỗ trở nên vô cùng hỗn loạn, ở trong nước cũng có thể coi như là có số. Lúc ấy Hứa Tổ Hải đã khống chế toàn bộ thị trường đoàn xe vận chuyển của thành phố Lỗ, ở thành phố Lỗ ăn cả trắng cả đen, uy phong nhất thời, đều nói y có thể bảo đảm thành phố Lỗ. Nghe nói Chủ tịch Quốc hội có một lần đến thị sát thành phố Lỗ, ở tại một nhà khách, lúc ấy tất cả các khách đều phải rời đi, kết quả sau khi tính lại phát hiện còn một người không đi. Vừa hỏi là ai, y nói là Hứa Tổ Hải, là người có thể bảo đảm thành phố Lỗ. Chủ tịch Quốc hội lúc ấy không nói gì, sau khi trở lại thủ đô, Hứa Tổ Hải đã bị bắn chết. Nghe đồn có chuyện thế này, tin cũng được mà không tin cũng được, cũng không quan trọng, nhưng cách nói của Hứa Tổ Hải là có thể bảo đảm thành phố Lỗ, người thành phố Lỗ cũng đều biết sự thật. Mà hiện tại, Hứa Tổ Hải đã chết, nhưng sức ảnh hưởng của y còn tồn tại. Ân oán năm đó rơi xuống người nha nội, coi như là một vòng luân hồi. Về phần lái xe phẫn nộ muốn đưa nha nội vào chỗ chết, có phải là thủ hạ của Hứa Tổ Hải năm đó hay không, thì không thể biết được. Nghe xong báo cáo của Đường Trịnh Kiệt, Khâu Nhân Lễ nhíu mày, biết tình thế nghiêm trọng, tuy rằng không nghiêm trọng đến nỗi không khống chế được và bùng nổ thành đám lớn, nhưng đã tới mức độ không nặng tay sửa trị thì không được. Thương tích của Tổng Giám Đốc Cao hiện giờ thế nào? Khâu Nhân Lễ không hỏi người khác, mà hỏi Hạ Tưởng. Nhà nội vẫn bị người ta coi là Tổng Giám Đốc Cao, kỳ thật tên gã là Tông Cao, bởi vì gã thích người khác gọi mình là Tổng Giám Đốc Cao, hơn nữa khi giới thiệu, luôn cường điệu một chút, bởi vậy, dần dà, tất cả mọi người lấy Tổng Giám Đốc Cao để gọi gã. Cũng có nhiều người lén gọi gã là nhà nội con ông cháu cha. Về phần trong đó có nội tình gì, hoặc là nhà nội còn thể hiện ngầm điều gì, thì không ai biết. Hạ Tưởng gật đầu nói. Tạm thời còn khó mà nói, tuy nhiên hẳn là không có nguy hiểm tới tính mạng. Hắn biết rõ Khâu Nhân Lễ hỏi chuyện này, là Khâu Nhân Lễ lo lắng ở bệnh viện có chuyện gì sai lầm. Khâu Nhân Lễ vừa dứt lời, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ liếc nhau, đều ý thức được sai lầm lớn lao, không ngờ sơ sót ở bệnh viện, đối phương nếu dám lộ liễu va chạm nha nội ở nội thành, thể hiện rõ là muốn lấy mạng nha nội, lại có thể nào buông tha mắt xích bệnh viện. Hai người vừa nghĩ tới có khả năng phát sinh hậu quả nghiêm trọng, thiếu chút nữa kinh hãi ra mồ hôi lạnh toàn thân. Không ngờ Hạ Tưởng lại nói một câu, lập tức khiến Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đồng thời cảm kích Hạ Tưởng vô cùng. Tiêu Ngũ đã chạy tới bệnh viện, tôi vừa mới nhận được điện thoại của anh ta, một đám quần chúng không rõ chân tướng tấn công bệnh viện, muốn gây bất lợi cho Tổng Giám Đốc Cao, bị Tiêu Ngũ cùng vài người khuyên đi rồi. Nói kín đáo và miêu tả sơ lược, cái gọi là khuyên đi là chuyện gì xảy ra, thì chẳng ai ở đây mà không hiểu rõ chứ. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đồng thời hướng về phía Hạ Tưởng với ánh mắt cảm kích, không phải làm bộ, là cảm ơn thật lòng. Nếu nha nội ở thành phố Lỗ xảy ra chuyện không hay, một chủ tịch tỉnh và một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đều bị liên lụy thật sự phải về Bắc Kinh đối mặt với thủ trưởng. Hạ Tưởng vừa mới dứt lời, điện thoại của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đều reo lên. Hai người không nghe điện thoại, đồng thời nhìn về phía Khâu Nhân Lễ. Khâu Nhân Lễ sốt ruột phất phất tay. Khẩn trương nghe điện thoại, đừng nhìn tôi. Hai người mới nghe điện thoại, sau khi nghe, gật đầu nói. Tổng Giám Đốc Cao đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng. Chu Hồng Cơ lại báo cáo ngắn gọn tình thế vừa mới nghe được, biết nếu không có Tiêu Ngũ ở đấy, nhà nội coi như tuyệt mệnh, liền trịnh trọng nói với Hạ Tưởng. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng không nói, chỉ gật gật đầu, chuyển hướng về Khâu Nhân Lễ nói. Bí Thư Khâu, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, phải quyết định ngay. Tình thế đã cấp bách. Khâu Nhân Lễ gặp phải một thử thách ác liệt nhất từ khi đảm nhiệm ở tỉnh Tề, ông ta hít sâu một hơi, biết phải xuất ra thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Theo thuyết chính trị mà nói, trong nước không có xã hội đen, chỉ có xã hội đen phạm tội tính chất tập thể. Như nhóm chủ mỏ than tỉnh Tây, cố ý dùng lái xe và vệ sĩ đều là quân nhân xuất ngũ, hơn nữa thân thủ mỗi người đều không tầm thường,
không phải xạ thủ thì cũng là bộ đội đặc chủng, những người lính dạn dày này càn quấy, ngay cả chủ mỏ than xách dép cũng không theo được. Nhóm xe chuyên dụng của chủ mỏ than, chẳng những có thể chống đạn, hơn nữa bên trong còn có áo tránh đạn và súng, trên mỏ quặng cũng có vô số tay chân canh giữ, thậm chí còn có tay súng ở phần đất bên ngoài chờ đợi bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển, một khi gặp chuyện không may liền từ phần đất bên ngoài điều người đến trừng trị. Sau khi xử phạt sẽ thấy nhanh chóng rời khỏi tỉnh Tây, dù sao đến không thấy, đi không biết, chẳng ai rõ hành tung. Tiêu Ngũ có một chiến hữu chính là thủ hạ của chủ mỏ than làm việc ngay tại tỉnh Tây, một tháng kiếm ít nhất 2.000 tệ. Hàng năm lễ mừng năm mới về nhà, cánh tay và sau lưng đều có thêm vết chém, hỏi anh ta sao lại thế này, anh ta cũng không nói. Và Tiêu Ngũ cũng vậy, đến bây giờ còn chưa kết hôn, tuy rằng kiếm tiền không ít, cũng là lấy mạng đổi tiền. Nói lại, chủ mỏ than bình thường thuế nên nộp đều nộp, hơn nữa quan hệ với chính phủ rất tốt. Người khác không nói, nói ngay chiến hữu của Tiêu Ngũ phục vụ chủ mỏ than, trong phòng làm việc liền lộ ra ảnh chụp chung của anh ta và người lãnh đạo quốc gia cùng với lãnh đạo tỉnh thành phố, hơn nữa bản thân vẫn là thành viên mặt trận Tổ quốc. Anh có thể nói anh ta là xã hội đen sao? Lực lượng âm thầm chỉ vì tự bảo vệ mình, tuy rằng trên thực tế cũng qua đường dây. Rồi lại không ai truy cứu trách nhiệm bởi vì anh ta cũng không làm sằng làm bậy. Đương nhiên, cũng có một số người không khống chế được dục vọng của chính mình, cho rằng có tiền có thế là có thể muốn làm gì thì làm, muốn lợi dụng lực lượng trong tay giành nhiều lợi ích hơn. Ví dụ như lừa người khác, đe dọa đối thủ, từ tự bảo vệ mình biến thành xã hội đen phạm tội tập thể. Sau đó, một khi lực lượng quốc gia chuyên chính khởi động, ở trong nước, bất luận thế lực đen tối nào đều trong nháy mắt liền tan thành tro bụi. Khẳng định chắc chắn biến mất một chút dấu vết cũng không để lại. Chuyện hôm nay nếu chỉ là tai nạn xe cộ trên đường tốc độ cao đi sân bay thôi, sự tình sẽ không lên men. Thậm chí lui một bước mà nói, chẳng sợ đối phương hung hăng ngang ngược đến dám trực tiếp đụng phải ô tô nha nội ở nội thành làm cho nha nội hôn mê tại chỗ, có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng đối phương chẳng những vượt qua giới hạn, còn lướt qua tơ hồng, làm Khâu Nhân Lễ vô cùng tức giận. Bao vây cửa khu tập thể tỉnh ủy không nói, còn dám đến bệnh viện tiếp tục giết người, chính là hành vi to gan lớn mật của xã hội đen. Khâu Nhân Lễ không tức giận mới là lạ. Còn có một điểm, ông ta đã sớm bất mãn với những gì Viên Húc Cường đã làm ở thành phố Lỗ, chỉ có điều ngại vì Viên Húc Cường là cán bộ trung ương trực tiếp quản lý, phía tỉnh ủy can thiệp vào quá nhiều, sẽ là quyền thật, ông ta liền vẫn dễ dàng tha thứ. Dân tỉnh tề ngay thẳng, mà phải cung cấp đất đai cho thế lực đen ác trưởng thành. Trên thực tế, Khâu Nhân Lễ vẫn biết nhưng sẽ không thừa nhận sự thật là, thành phố Lỗ cực nổi danh về một vài nhóm thế lực đen tối, ngoại trừ Hứa Tổ Hải đã đền tội còn có mấy người, cũng từ lúc trong tay ông ta được có số. Sở dĩ vẫn âm thầm hoạt động, chủ yếu là vì đối phương vẫn làm việc cẩn thận, không tìm được nhược điểm, cũng không có sự việc tội ác tày trời, ông ta đường đường là một bí thư tỉnh ủy, cũng không hay khi trực tiếp nhắc nhở Viên Húc Cường đề cập vài tên đầu sỏ thế lực đen tối nghe đồn trong dân gian. Vậy thì quá hạ thấp phẩm giá. Cũng có liên quan đến lực khống chế không lớn của tỉnh ủy đối với thành phố Lỗ. Không thừa nhận cũng không được một sự thật chính là, dân gian nghe đồn mấy tên đầu sỏ thế lực đen tối đều là người địa phương thành phố Lỗ và cũng có ít nhiều quan hệ với Hà Giang Hải. Nếu ăn ngay nói thật, bất luận một thế lực đen nào lớn mạnh, tất nhiên có ô dù ủng hộ phía sau, nếu không ở hoàn cảnh đất đai bị nhiễm phèn trong nước, một gốc cây non thế lực đen tối muốn sống được cũng sẽ rất khó khăn. Trong đầu Khâu Nhân Lễ vẫn không hề có ý niệm dễ dàng mà đả kích thế lực đen tối, nếu sau lưng không có lực lượng hùng mạnh chống đỡ, chẳng những không đạt được chiến tích còn có khả năng đặt mình trong vòng nguy hiểm. Bình thường bí thư tỉnh ủy, đơn giản sẽ không chạm đến chuyện này bởi vì thường thường kết quả là mất nhiều hơn được. Trong nước có vài lần đánh quét oanh liệt bởi vì người khởi xướng là ủy viên Bộ Chính trị, ở Trung ương nói chuyện cũng đủ sức mạnh. Mà ông ta còn chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị. Còn có một điểm, kỳ thật nói bọn họ là thế lực đen tối cũng có phần cường điệu, bởi vì bọn họ cũng không làm chuyện gì oanh liệt, nhưng bởi vì hung danh bên ngoài, ai ai cũng đều sợ hãi. Nếu thật sự muốn động đến vài tên lãnh đạo thế lực đen tối ở thành phố Lỗ, chẳng khác nào động vào điểm mấu chốt cuối cùng của Hà Giang Hải. Hà Giang Hải ở tỉnh Tề sở dĩ thế lực khổng lồ, không chỉ bởi vì thế lực địa phương ở tỉnh Tề vô cùng đồng lòng, mà cũng bởi vì thành phố Lỗ có vài đại ca tên tuổi hung ác truyền xa. Dùng câu thông tục mà nói chính là, nhân vật chính trị cũng chú ý ăn thông hai con đường sáng và tối.
Có lẽ để hình dung một cách hình tượng hơn là, Hà Giang Hải trong tay có binh quyền. Đương nhiên, cái gọi là binh quyền chỉ là đám ô hợp, cùng loại với bọn buôn lậu muối có vũ trang, nhưng cán bộ cũng là người, đều sợ gặp chuyện không may, cũng sợ người nhà bị trả đũa, cho nên Hà Giang Hải mới có thể có thế lực ngút trời ở tỉnh Tề. Mặc dù kỳ thật Hà Giang Hải cũng không vận dụng thủ đoạn quá phi pháp, tuy nhiên nguyên tắc cũng giống như vũ khí hạt nhân vậy, có tác dụng kinh sợ. Dù sao theo quan niệm từ thời Mãn Thanh lưu truyền tới nay, ngàn dặm làm quan chỉ cầu tài, đến nay vẫn vậy, thị trường không hề nhỏ đi, không ai vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn, lấy tính mạng người nhà đi bảo vệ cái gọi là nguyên tắc và quan niệm. Hà Giang Hải cũng không vận dụng thủ đoạn phi pháp, bởi vì mọi việc không thể bỏ qua điểm mấu chốt. Cũng là bởi vì, tỉnh Tề vẫn duy trì một thế cân bằng tinh tế, không ai chủ động đánh vỡ. Ngay cả Hạ Tưởng sau khi đến nhận chức, xuất kích một loạt cú đánh mạnh, đánh cho Hà Giang Hải đầu óc choáng váng và thất bại thảm hại, Hà Giang Hải còn duy trì lý trí, không vi phạm. Đương nhiên ở sau lưng Hà Giang Hải có chuẩn bị ra tay hay không, cũng không ai biết được, nhưng đến hôm nay, tất cả đều thay đổi. Bởi vì hôm nay, Hà Giang Hải chẳng những vượt qua giới hạn, hơn nữa còn chọc vào người không nên dây. Khâu Nhân Lễ liền biết, mặc kệ Hà Giang Hải phát điên ra sao, hay là y nhất thời chậm mạch, hoặc là tình thế đột nhiên không khống chế được, vân vân, nguyên nhân là gì cũng không quan trọng, quan trọng là Hà Giang Hải đã để lộ nhược điểm. Rất đáng tiếc, còn y bất ngờ bỏ mạng, thông cảm là thông cảm, nhưng cảm tình không thể thay thế chính trị, hơn nữa hiện tại Khâu Nhân Lễ không ra tay, còn có khả năng đắc tội phe đối lập. Chẳng ai vì bảo vệ thế lực đối địch mà nhân từ nương tay, lại càng không vì thông cảm mà khiến chính mình lâm vào vòng xoáy chính trị. Nói cho cùng, Khâu Nhân Lễ lại chưa bao giờ là một người không quả quyết, ông ta tiếp nhận kỳ ngộ mà Hạ Tưởng giao vào tay, ánh mắt đảo qua mặt mỗi người, kiên định nói. Hiện tại tính chất sự kiện đã thay đổi, không còn là sự kiện băng nhóm gây chuyện bình thường, mà là tình nghi có người đứng sau. Nhất là hiện tại bao vây khu tập thể tỉnh ủy, một đám người còn đến bệnh viện còn ý đồ hành hung đả thương người, tính chất vô cùng ác liệt, là tính chất phạm tội băng nhóm xã hội đen, không được nương tay mà phải xóa sạch u ác tính này. Viên Húc Cường hoảng sợ, Khâu Nhân Lễ định tính sự kiện là hành vi phạm tội của thế lực đen tối, nghĩa là muốn ra độc thủ giải quyết, nói không chừng sẽ làm một mẻ, khỏe suốt đời, giải quyết rất nhiều vấn đề. Hà Giang Hải đang trong trạng thái hôn mê, không khống chế được việc này nữa, Khâu Nhân Lễ không nhân cơ hội đánh một trận càn khôn, thì còn để đến khi nào? Viên Húc Cường muốn phản đối, há miệng thở dốc, ánh mắt dừng ở vẻ mặt tức giận của Tôn Tập Dân, lại thấy ánh mắt của Chu Hồng Cơ tóe lửa, lời nói đã đến bên miệng lại lập tức nuốt xuống, trong lòng cũng rất là khổ sở. Không phải vì Hà Giang Hải, cũng không phải khổ sở thay thế lực đen tối, mà là vì chính gã. Bởi vì cuối cùng sau khi sự tình náo động, khi gã sắp lui ra, thành phố Lỗ lại có một phen hành động diệt trừ thế lực đen tối oanh liệt, không phải là lý lịch sau cùng của gã bị bôi nhỏ hay sao? Lời nói của Khâu Nhân Lễ khiến trong lòng mỗi người đều khơi dậy sóng to gió lớn. Hạ Tưởng hài lòng, dù sao với kinh nghiệm đánh quét kẻ ác của hắn, cũng không sợ phải đối mặt với thế lực đen tối. Tôn Tập Dân thì khác, ông ta vừa tới tỉnh Tề nhậm chức, tỉnh Tề liền gió nổi mây phun, sự kiện tập đoàn đạt tài còn chưa tính, có thể trở thành suy tính kinh tế bình thường nhưng đánh quét thế lực đen tối đề cập đến rất nhiều phương diện, nếu chẳng may ảnh hưởng con đường làm quan của ông ta thì làm sao bây giờ? Nếu chẳng may trừ ác không diệt được tận gốc, lưu lại di chứng nghiêm trọng thì làm sao bây giờ? Chu Hồng Cơ lại tuy rằng kinh ngạc khi Khâu Nhân Lễ mạnh mẽ, cứng rắn và ngang nhiên ra tay, nhưng trong lòng khiếp sợ, sau khi suy nghĩ, vẫn tán thành Khâu Nhân Lễ mượn cơ hội ra tay, không có thì để tôi làm, lúc này nếu không dẹp yên nền móng thế lực của Hà Giang Hải mà không tiến hành thì đợi đến khi nào? So sánh với Chu Hồng Cơ có tinh thần mạo hiểm từ trong xương cốt thì Tôn Tập Dân sau khi trải qua một lần thất bại chính trị chỉ thực hiện một cách bảo, thì kém cả ngàn dặm. Nhưng cho dù là phản đối hay là ủng hộ, tình thế mạnh hơn người, không thể trách Khâu Nhân Lễ mượn cơ hội sinh sự và xuất ra một cú đánh mạnh, trách chỉ bằng thừa. Hà Giang Hải rất ngu xuẩn, tặng một phần quà lớn cho Khâu Nhân Lễ, hoặc nói tặng cho Hạ Tưởng cũng được. Tuy nhiên lúc này Hà Giang Hải đã hôn mê. Hai chuyện bao vây khu tập thể tỉnh ủy một cách có tổ chức cùng với đến bệnh viện gây rối có phải đều là Hà Giang Hải một tay thao túng hay không, thì không biết được. Hiện tại cho dù có phải là tác phẩm của Hà Giang Hải khi phát điên hay không, dù sao hiện tại con của y cũng đã chết, người cũng đang bị bệnh rồi. Thừa dịp anh bệnh, phải xử lý anh.
Chính trị không phải đưa tình dịu dàng, cũng không phải chuyện nhà thân tình mà là vì ích lợi sẽ rút đao đằng đằng sát khí hướng tới. Tôn Tập Dân trầm mặc một lát, biết ông ta hiện tại không nêu lên thái độ cũng không được, hơn nữa lúc này nếu lập trường không kiên định, Chu Hồng Cơ nói không chừng sẽ tố cáo về Bắc Kinh. Chỉ có điều, một khi khai chiến, thật không biết sẽ kết thúc như thế nào, ông ta kiên định nói. Tôi ủng hộ đề nghị của Bí Thư Khâu. Sau đó, Hạ Tường, đám người Chu Hồng Cơ đều tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ. Khâu Nhân Lễ gặp thời cơ toàn diện, vung tay lên. Lập tức mời họp hội nghị thường vụ. Bí thư làm việc sẽ định ra quan điểm chủ đạo, không có quyền ra quyết sách, đại sự phải do hội nghị thường vụ biểu quyết. Đồng thời, cũng là cho thấy, ra quyết định đánh quét kẻ ác, không phải một mình Khâu Nhân Lễ quyết định, là toàn bộ tỉnh ủy tỉnh Tề quyết định, là quyết định chung của bộ máy tỉnh ủy. Nói cách khác, có công cùng nhận thưởng, có tiếng xấu cùng chịu. Không ngoài dự đoán, ủy viên thường vụ nghiêng về xu thế không ai dám phản đối, hiện tại cửa chính nghiêm kín còn bị người đánh đổ, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, ngay cả cửa chính tỉnh ủy cũng dám đánh đổ, có phải tiếp tục phát triển, liền vọt vào tỉnh ủy giết người phóng hỏa hay không? Trong hội nghị thường vụ, Khâu Nhân Lễ lại định tính sự kiện, là sự kiện phạm tội có tính chất xã hội đen cùng nhau cổ động bao vây khu tập thể tỉnh ủy, sau đó đập bàn. Điều động cảnh sát có vũ trang, trấn áp toàn diện. 1415 thiếu. Thực hiện theo kế hoạch. Hạ Tưởng thản nhiên nói một câu. Dưới tình huống hợp pháp hợp lý, trả giá thấp nhất để thu được sản nghiệp của đối phương, Chủ tịch Trần, cơ hội cho anh quay về Bắc Kinh đã tới. Nga Ni Trần sao có thể không rõ ý của Hạ Tưởng. Tuy rằng thâu tóm sản nghiệp của nha nội là việc rất nguy hiểm, nhưng trong kinh doanh cũng có quy tắc nhất định, nha nội muốn ỷ thế hiếp người thâu tóm người khác. Phải chuẩn bị tâm lý bị người khác thâu tóm bất cứ lúc nào. Huống chi, hiện tại đối với nha nội mà nói, thân thể khỏe mạnh còn hơn 10 tỷ, có thể tỉnh lại và không có gì chứng chính là vạn hạnh rồi, làm sao còn ham muốn sản nghiệp người khác nữa. Nga Ni Trần ngầm hiểu, cười khẽ một tiếng rồi cúp điện thoại. Nếu là người khác nói, Nga Ni Trần một là sẽ không tin tưởng đối phương có thể đứng vững trước áp lực của thế lực phía sau nha nội. Hai là y cũng không dám ra tay với sản nghiệp của nha nội, nhưng nếu Hạ Tưởng nói, y liền tin 100%, chỉ cần đi theo Hạ Tưởng, nhất định sẽ bình yên vô sự, hơn nữa khẳng định sẽ có thu hoạch rất lớn. Nhớ năm đó, y không tin tưởng thủ đoạn và năng lực của Hạ Tưởng, kết quả là mất hết sản nghiệp cả đời vất vả gây dựng, còn rơi vào một kết cục vô cùng thê lương. Nếu không phải thời khắc cuối cùng y hoàn toàn tỉnh ngộ, dốc toàn lực chém dụng cổ Hướng Quốc, nhận được sự tán thành của Hạ Tưởng, thì hiện tại, không chừng y còn đang bị hành hạ trong nhà giam. Bại cũng Hạ Tưởng, thành cũng Hạ Tưởng, nói cũng lạ, hiện tại y lại không hề oán hận Hạ Tưởng, ngược lại còn vô cùng cảm ơn Hạ Tưởng đánh cho y tỉnh lại, bởi vì từ khi y nhìn được nhiều cuộc đấu tranh chính trị hơn, cũng hiểu rõ một điểm, chờ y phát triển đến một mức độ nhất định thì chỉ có một con đường chết. Như Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường, không ngờ bị thiêu chết. Lại ví dụ như nha nội, so với y khiêu ngạo hơn vô số lần. Nhưng giờ thì sao đây? Bây giờ không phải còn hôn mê ở bệnh viện sao, nói không chừng còn lưu lại di chứng. Lại như Hà Giang Hải, cuối cùng thì ra sao, tuy hiện tại vẫn giữ kín như bưng, nhưng ai cũng rõ ràng, Hà Giang Hải gặp hạn rồi, đầu đã chui vào vũng bùn, không còn khả năng ngẩng đầu lên nữa. Trong cuộc đời này, chỉ có một hai bước quan trọng nhất, có đôi khi bước đúng một hai bước đó thì sau này chính là tiền đồ rộng mở. Nga Ni Trần hiện tại giống như đã đến ngày hồi xuân, tinh thần phấn chấn, chú tâm vào sự nghiệp vĩ đại gặp núi mở đường, đến sông Bắc cầu cho Hạ Tưởng. Ý tưởng của Dương Uy và Nga Ni Trần đại khái cũng giống nhau, nhưng có một chút khác biệt, hiện tại anh ta theo sát Hạ Tưởng, càng mưu tính ích lợi lâu dài giữa chính trị và kinh tế hơn. Dương Uy đối với Hạ Tưởng không có sự cảm kích như Nga Ni Trần, mà là một dạng thần phục và theo đuôi, là một loại đầu tư chính trị của thương nhân có ánh mắt lâu dài. Dương Uy kiên định cho rằng, về sau Hạ Tưởng nhất định đứng trên cao, chiếm cứ một vị trí trọng yếu, hiện tại anh ta trở thành một thuộc hạ trung tâm, về sau ở trong nước sẽ luôn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa Dương Uy cũng từng kề vai chiến đấu với Hạ Tưởng ở thành phố Lang, Tần Đường, anh ta vô cùng kính nể Hạ Tưởng. Bởi vậy, kế hoạch xâm chiếm từng bước ở Bắc Kinh do Dương Uy và Nga Ni Trần ra mặt đối kháng nha nội càng thỏa đáng hơn. Mà nha nội không ngờ lại trọng thương hôn mê. Kế hoạch từng bước xâm chiếm Bắc Kinh vẫn tiếp tục đẩy mạnh như cũ, nhưng vì nguyên nhân quần long vô thủ, rắn mất đầu, bước đi chậm lại,
và có dấu hiệu trận thế đại loạn, đúng là thời cơ tốt để phản công toàn diện, sao có thể bỏ qua. Sau khi xin chỉ thị Hạ Tưởng, Nga Ni Trần và Dương Uy bàn bạc, lại gặp Tiếu Giai để thảo luận bước tiếp theo. Tiếu Giai quen biết Hạ Tưởng nhiều năm, hiểu rất rõ tâm tư Hạ Tưởng. Thứ nhất, Hạ Tưởng cố ý bảo cô tránh ở phía sau, đem sản nghiệp khổng lồ phân thành hai, một phần giao cho Tùng Phong Nhi ra mặt kinh doanh. Sau khi Tùng Phong Nhi gả cho Hứa Quan Hoa, lại xuất đầu lộ diện thì không có vấn đề gì, một phần khác tốt nhất tìm một người đại diện, hơn nữa tốt nhất là đàn ông. Nếu tính tuổi thì Nga Ni Trần thích hợp nhất, bởi vì ông ta đã lớn tuổi, không dễ làm cho người ta liên tưởng đến quan hệ của ông và cô, nhưng Nga Ni Trần dù sao cũng có tiền án trong người, vẫn nên giấu mặt sau màn, vậy Dương Uy là lựa chọn trước mắt tốt nhất. Nhưng Dương Uy lại hơi trẻ tuổi, sản nghiệp của anh ta còn không bằng sản nghiệp khổng lồ của cô, nên cần một nhân vật lão luyện thành thục phía sau màn bày mưu tính kế cho Dương Uy, như vậy trừ Nga Ni Trần ra, không còn người thứ hai. Hạ Tưởng cho Dương Uy và Nga Ni Trần đến giúp cô cũng là có ý như thế. Tiếu Giai liền quyết định ủy quyền toàn diện, giao cho Nga Ni Trần và Dương Uy toàn quyền phụ trách. Tuy nhiên khi gặp Nga Ni Trần, cô còn hơi ngượng ngùng, bởi vì có mấy chỗ sản nghiệp là năm đó lợi dụng thủ đoạn hợp pháp cướp đoạt từ trong tay Nga Ni Trần. Tuy nhiên Nga Ni Trần lại rất thản nhiên, dường như hoàn toàn quên chuyện năm đó, cũng khiến Tiếu Giai âm thầm khâm phục Nga Ni Trần. Nói đi cũng phải nói lại. Những thứ Nga Ni Trần trải qua, không phải người bình thường có thể hiểu được, những thứ như tiền tài, thanh danh, đã rất khó khiến y thật sự động tâm. Duy nhất khiến y vướng bận, là hai cô con gái thôi. Cũng bởi vì Hạ Tưởng liều lĩnh cứu hoa nhài vàng, bạc, mới khiến Nga Ni Trần vô cùng tin phục Hạ Tưởng, và khăng khăng làm tùy tùng của Hạ Tưởng. Theo một góc độ khác mà nói, chỗ cao minh nhất của Hạ Tưởng cũng chính là chỗ này, nói chung hắn có thể hiểu rõ nhược điểm của mỗi người là gì. Cần nhất cái gì? Nắm giữ dục vọng lớn nhất của một người liền nắm giữ vận mệnh của người đó. Kế hoạch ở Bắc Kinh tiếp tục thực hiện như cũ, Hạ Tưởng thu hồi suy nghĩ, tạm thời không quan tâm vấn đề ở Bắc Kinh, bởi vì hiện tại Nha Nội đang ở thành phố Lỗ. Chính chủ đang ở thành phố Lỗ, tự nhiên phải chuyển sự chú ý đến thành phố Lỗ, càng làm cho hắn thoải mái là Nha Nội bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu nói Hạ Tưởng là vui sướng trên tai họa của người khác, Hạ Tưởng cũng sẽ không phản bác, thực ra hắn vẫn còn là một người tốt, không vì trò khôi hài giữa Nha Nội và Hà Giang Hải mà vỗ tay khen ngợi. Hắn còn âm thầm đáng tiếc một loạt chuẩn bị của hắn, một bữa tiệc dành cho Nha Nội, hiện tại lại không dùng được, cũng tốt, hắn tất nhiên là thoải mái, chỉ khổ cho Hà Giang Hải. Tuy nhiên thế sự xưa nay vẫn như vậy, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, Hạ Tưởng không phải thánh nhân, tự nhiên muốn chính mình sung sướng người khác sầu. Hơn nữa, Nha Nội này đến thành phố Lỗ, cũng không phải là vì đến để cho hắn được sung sướng, mà Hà Giang Hải mạo muội ra tay, cũng không phải muốn tạo phiền phức cho hắn sao. Nghĩ đến đây, Hạ Tưởng là một người lương thiện đến mức nào, vẫn cười trộm một cái vì trận quyết đấu giữa Hà Giang Hải và Nha Nội. Có thể nói, Hà Giang Hải mạo muội ra tay, hoàn toàn quấy rối đại kế của Hạ Tưởng, đồng thời, cũng trực tiếp đưa thế cục tỉnh tề đến bên vách núi. Theo suy luận của Hạ Tưởng, thế cục tỉnh tề ít nhất còn nửa năm mới có thể hoàn toàn mở ra, nhưng nói thật đúng là phải cảm tạ hành động theo cảm tính của đồng chí Hà Giang Hải, trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực từ giai đoạn thứ hai nhảy tới thời kỳ cuối giai đoạn thứ ba. Tỉnh tề thật sự sẽ phong vân đại biến, không chỉ vì Hà Giang Hải ra tay với Nha Nội, chạm đến điểm mấu chốt của phái phản đối, hơn nữa bởi vì một vụ tai nạn giao thông mà ai cũng không ngờ, khiến cặn bã lắng đọng dưới đáy nước thành phố Lỗ nổi hết lên mặt nước. Vừa vặn bị Khâu Nhân Lễ một lưới bắt hết. Bởi vậy, chẳng những Hà Giang Hải chạy trời không khỏi nắng, tỉnh ủy trực tiếp bỏ qua thành ủy mà ra tay, cũng khiến Viên Húc Cường Lưng mang tiếng xấu, làm hai đại nhân vật đại biểu thế lực địa phương ở tỉnh Tề, từ đó lần lượt đồng thời ngã ngựa, có thể nói một công đôi việc, không chỉ khiến hắn nhận được niềm vui bất ngờ, cũng khiến Khâu Nhân Lễ được mùa bội thu, đồng thời giải quyết nan đề mà nhiều năm qua Trung ương không thể phá giải. Đó là thế lực địa phương tỉnh Tề quá mức hùng mạnh, cứ vậy một lần hành động quét sạch mọi chướng ngại. Nghiêm Tiểu thì cũng là một trong những người được lợi. Cũng bởi vì một loạt kết cục khiến Hạ Tưởng tâm tình tốt, cô mới được hưởng thụ cùng Hạ Tưởng một đêm, có thể thật sự ôm Hạ Tưởng vào lòng. Hạ Tưởng ăn sáng xong, thấy không còn sớm, sắp phải đi làm, nhưng không thể đi ra ngoài mà không rửa mặt, ai ngờ Nghiêm Tiểu thì mới dậy đã tắm rửa, không chờ được, Hạ Tưởng liền đẩy cửa mà vào. Nghiêm Tiểu thì đang ngâm người trong nước ấm,
thưởng thức cơ thể chính mình, thấy mình vẫn còn trẻ chưa già, làn da vẫn mượt mà, trong lòng liền tràn đầy tự tin, lại nhìn vòng eo gọn gàng, bộ ngực cao vút, còn có hai vai thon gầy, cùng với đường cong vòng ba tuyệt đẹp, càng nhìn càng tự tin, cho rằng ít nhất trong vòng 10 năm, Hạ Tưởng sẽ không chán ghét thân thể của cô. Người quan tâm đến sắc đẹp phai tàn thì tình yêu cũng tan rã, tình yêu tan rã thì cũng cạn tình nghĩa, giữa cô và Hạ Tưởng, tình cảm hơn 10 năm, Hạ Tưởng yêu thương cô, không chỉ là yêu sắc đẹp và thân thể của cô, hẳn là cũng có tình cảm sâu đậm. Khi đang nghĩ ngợi lung tung, lại không ngờ Hạ Tưởng đẩy cửa đi vào, trong lúc bối rối, Nghiêm Tiểu thì vẻ mặt đỏ bừng, tay cũng không biết nên che chỗ nào, sẵn giọng. Anh, sao anh lại muốn nữa? Hạ Tưởng rất ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Trên mặt anh chẳng lẽ viết hai chữ dê sòm à? Thật là, anh vào rửa mặt, chuẩn bị đi làm, đợi em tắm xong, phỏng chừng phải giữa trưa. Hạ Tưởng làm bộ nhìn không chớp mắt, rửa mặt đánh răng xong, sau đó xoay người đi ra, đi tới cửa, lại lặng yên quay đầu nhếch miệng cười. Tiểu thì, dáng người của em thật đẹp, da cũng rất trắng. Hạ Tưởng đi một hồi lâu, vẻ mặt Nghiêm Tiểu thì vẫn thẹn thùng, cả người trần truồng đứng trong nhà tắm, giật mình không biết hôm nay là ngày gì. Đúng như Hạ Tưởng suy đoán, cuộc họp gần một ngày, xác định sự kiện vây đổ trụ sở tỉnh ủy hoàn toàn là tội phạm mang tính chất xã hội đen, và đưa vụ tai nạn của nha nội tới tầm chính trị, nhất định phải điều tra rõ ràng, lái xe tuy rằng bị đâm chết, nhưng nhất định phải đưa kẻ đứng sau ra công lý. Lại điều động lực lượng cảnh sát hai cấp tỉnh và thành phố vừa mới quét sạch các loại lưu manh đường phố, trùm nước, trùm đồ ăn. Làm nguy hại thành phố lỗ nhiều năm, khiến Viên Húc Cường cảm thấy mất mặt, đành phải tỏ thái độ, chủ động kiểm điểm công tác bản chức bất lực với tỉnh ủy, xin tỉnh ủy xử phạt. Khâu Nhân Lễ không tiếp nhận kiểm điểm của Viên Húc Cường, không phải rộng lượng, mà là chuyện đã kinh động đến ban tổ chức trung ương, xử trí Hà Giang Hải và định luận Viên Húc Cường như thế nào, là quyết sách của trung ương, tỉnh ủy không có quyền can thiệp. Buổi chiều, nhà nội hôn mê hơn một ngày rốt cục tỉnh dậy, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại cũng giống như Hà Giang Hải, y mở miệng cũng hỏi Hạ Tưởng, tuy nhiên, vấn đề y hỏi lại làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Nhà nội nỗ lực mở hai mắt, nhìn những người chung quanh, thấy những người chung quanh không có người y muốn gặp, liền yếu ớt hỏi một câu. Trong lúc tôi hôn mê, Hạ Tưởng có đến thăm tôi không? Hạ Tưởng Hạ Đại Bí Thư cũng là người vô tội, nếu nói câu đầu tiên sau khi Hà Giang Hải thức tỉnh nói là hỏi hắn có ở đó không, là có chuyện muốn nói với hắn, cũng coi như chấp nhận được đi, nhưng sau khi nha nội tỉnh lại, câu nói đầu tiên là hỏi hắn có đến thăm y không, quả thật làm cho người ta dở khóc dở cười. Đại nạn không chết, nha nội cũng không đơn giản, cũng có chút hài hước, cũng không hỏi ai, chỉ hỏi Hạ Tưởng có đến thăm y không, thật ra là muốn nói, Hạ Tưởng có còn mặt mũi đến gặp y không. Cho đến giờ khắc này, nha nội còn tưởng rằng toàn bộ mọi chuyện đều do Hạ Tưởng làm. Cho dù trước khi y bị tai nạn lần thứ hai, Chu Hồng Cơ đã nói cho y, chuyện đó không phải Hạ Tưởng gây nên, nhưng y cũng không hoàn toàn tin tưởng. Trong nháy mắt bị tai nạn, ý niệm cuối cùng trong đầu nha nội trước khi hôn mê chính là Hạ Tưởng điên rồi sao? Y và Hạ Tưởng không có thù giết cha, cũng không có thù cướp vợ, sao Hạ Tưởng muốn dồn y vào chỗ chết? Nếu y chết, Hạ Tưởng có thể có chỗ tốt gì? Dường như giữa y và Hạ Tưởng mặc dù có mấy lần xung đột, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận. Cho nên vừa tỉnh lại, mở mắt ra, nha nội không để ý cả người đau đớn, vẫn muốn tìm Hạ Tưởng để hỏi cho rõ ràng, nếu không hiểu được vì sao Hạ Tưởng muốn diệt y chết không nhắm mắt. Nguyện vọng của nha nội rất tốt đẹp, nhưng quả thật tính khả thi lại không cao, bởi vì sau khi y tỉnh lại, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hiển nhiên không thể gặp Hạ Tưởng trước được. Hơn nữa, cho dù y muốn, Hạ Tưởng cũng sẽ không đến phòng bệnh của y, vừa không phù hợp thường quy, cũng không phù hợp thân phận hai bên. Cũng như Hạ Tưởng cũng sẽ không xuất hiện trong phòng bệnh Hà Giang Hải, tuy Hà Giang Hải mấy lần nói y có chuyện trọng yếu phải ủy thác cho Hạ Tưởng, cũng chỉ nói với một mình Hạ Tưởng, nhưng suy xét các mặt, Hạ Tưởng sẽ không muốn và cũng không có khả năng trở thành người đầu tiên gặp mặt Hà Giang Hải. Bởi vì lập trường bất đồng, Hạ Tưởng phải tránh bị tình nghi, hơn nữa trước khi tỉnh ủy đồng ý, bất kỳ lãnh đạo tỉnh ủy nào cũng sẽ không đi gặp Hà Giang Hải. Người đầu tiên vào phòng bệnh của nha nội là Chu Hồng Cơ. Vốn Tôn Tập Dân cũng cùng đến, nhưng Tôn Tập Dân ngay trong đêm bay tới Bắc Kinh, nên tin nha nội tỉnh lại vừa truyền ra, Chu Hồng Cơ liền lập tức bỏ hết công việc, chạy đến bệnh viện.
Trên đường đi, ông ta còn gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Tưởng mà Chu Hồng Cơ cũng biết, gần đây tâm trạng của Hạ Tưởng vô cùng tốt, bởi vì Nha Nội và Hà Giang Hải xung đột, người được lợi lớn nhất chính là Hạ Tưởng, hiện tại Hạ Tưởng ngồi mát ăn bát vàng, thật đúng là rất thoải mái. Không thể hiện thái độ bàng quan đã là không tệ rồi. Nhưng Chu Hồng Cơ không hề hận Hạ Tưởng, chỉ có hâm mộ Hạ Tưởng, còn có một tia cảm kích, bởi vì hiện tại cho dù Hạ Tưởng hoàn toàn thu tay lại mặc kệ việc của Nha Nội và Hà Giang Hải, cũng không ai có tư cách chỉ trích gì hắn, dù sao Hạ Tưởng đã ra tay cứu Nha Nội một mạng. Phó Bí Thư Hạ, bây giờ tôi đi gặp Nha Nội, anh muốn tôi chuyển lời gì không? Chu Hồng Cơ luôn cố chấp gọi Tông Cao là Nha Nội, không giống người khác gọi y là Tổng Giám Đốc Cao, cũng không gọi thẳng tên y. Lời cảm ơn không cần nói nhiều, tôi sẽ nói tỉ mỉ mọi chuyện với Nha Nội. Lúc này Hạ Tưởng đang nhàn nhã ăn cơm chiều với Nghiêm Tiểu Thì, hắn giơ tay làm động tác yên lặng, ý là bảo Nghiêm Tiểu Thì đừng nói gì, sau đó cười ha hả. Ngày mai tôi tặng giỏ hoa, mong Tổng Giám Đốc Cao sớm ngày bình phục. Chu Hồng Cơ hiểu rõ ý của Hạ Tưởng, cũng không muốn kể công, trong lòng lại hiểu thêm một phần về cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, liền than thở. Phó Bí Thư Hạ, anh là một người bạn đáng tin cậy. Chu Hồng Cơ cúp điện thoại, Hạ Tưởng lắc đầu tự giễu. Chu Hồng Cơ nói anh là một người bạn đáng tin cậy, quả thật là anh ta nói thật. Nếu anh ta biết ở Bắc Kinh đang khí thế hừng hực nhằm vào sản nghiệp của Nha Nội, có một trận công kích và thâu tóm trong cuộc chiến tranh kinh tế, phỏng chừng anh ta sẽ thu hồi lời nói đó. Nghiêm Tiểu Thì thản nhiên cười, vẻ mặt sáng lạn, cũng đúng, gần đây Hạ Tưởng được dịp rảnh rỗi. Thời gian bên cô còn nhiều hơn so với mười mấy năm trước, thân là phụ nữ, mong muốn đơn giản nhất là có người mình yêu ở bên cạnh, cô tất nhiên sẽ vui vẻ. Cũng không có thể nói như vậy, anh cứu mạng của gã ta, theo đạo nghĩa chính là một phẩm hạnh tốt đẹp. Mà công kích sản nghiệp của gã ta, thì là hành vi buôn bán bình thường, không liên quan tới phẩm hạnh. Lại nói, gã ta là người ra tay trước, anh chỉ phòng vệ mà thôi. Nghiêm Tiểu Thì không nói đỡ cho Hạ Tưởng thì cô sẽ không phải Nghiêm Tiểu Thì rồi. Ở một nhà hàng xa hoa thành phố Lỗ, Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì ngồi ở trong một phòng, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. Từ khi Hạ Tưởng thăng tới cấp phó tỉnh, cũng rất ít có thời gian rảnh rỗi được yên tĩnh ăn cơm, càng không cần nói đến thời khắc thanh thản dễ chịu này. Cũng là nguyên nhân trọng yếu sau khi Vệ Tân làm bạn với hắn ở thành phố Lang một thời gian, không còn cơ hội trở về bên cạnh hắn. Cũng không phải hắn muốn lơ đi những người phụ nữ bên cạnh, thật ra thân là đàn ông, cho dù vị trí cao tới đâu cũng đều muốn ăn cơm cùng người mình yêu, hoặc là hưởng thụ thời khắc ấm áp, huống chi hiện tại hắn mới 30 tuổi, tục ngữ nói, đàn ông 30 như đóa hoa, đúng là tuổi hoàng kim của một người đàn ông. Có lẽ bởi vì hai ngày qua thường ở chung với Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng luôn nhớ tới Vệ Tân và Phó Tiên Tiên. Còn có Cổ Ngọc, Vệ Tân còn tốt, ở Bắc Kinh cùng với Tống Nhất Phàm. Sự nghiệp đang thăng tiến, phỏng chừng cũng ít khi nhớ hắn quá nhiều, hơn nữa có Tống Nhất Phàm làm bạn, mặt khác cũng một lòng với sự nghiệp. Phó Tiên Tiên thì suốt ngày đi đây đi đó, đầu tư vài khoản kinh doanh ở tỉnh Tương, sau khi đã ổn định, lại về Bắc Kinh, nghe nói thời gian trước lại đi nước ngoài vài ngày, còn gặp Liên Nhược Hạm ở nước ngoài. Cụ thể thì Hạ Tưởng cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua hắn biết, gần đây Phó Tiên Tiên luôn ở Bắc Kinh, bởi vì ông cụ nhà họ Phó lại bị bệnh. Là bệnh cũ, gần như hàng năm đều tái phát, nhưng năm nay dường như nghiêm trọng hơn, rất có khả năng là một chướng ngại lớn. Lại nói trong bốn ông cụ, thâm sâu nhất chính là ông cụ nhà họ Ngô, hàm súc nhất chính là ông cụ nhà họ Mai, thật thà nhất chính là ông cụ nhà họ Khâu, lợi hại và nóng nảy nhất chính là ông cụ nhà họ Phó, mà trong bốn người, thân thể ông cụ nhà họ Phó cũng không tốt nhất, cũng phù hợp với tính cách, câu nói tính cách quyết định vận mệnh, cũng không phải là giả. Người có tính cách nóng nảy, bởi vì thường xuyên lộ ra tâm sự, tinh lực tiết ra ngoài, cho nên dễ tổn thương gan. Khi về già, bắt đầu từ chân lạnh, hỏa tính không vượng, hàn khí liền nhập thể, sức đề kháng của thân thể ngày càng sa sút. Khi ngủ lại thích há miệng thở, cũng là dễ làm tinh khí tiết ra ngoài, dễ bị cảm mạo, đồng thời, cũng có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bốn ông cụ, cho tới hôm nay vẫn là trụ cột cho bốn nhà. Lúc này mặc dù bốn nhà ở hai lĩnh vực lớn là chính trị, kinh tế, đều có lực ảnh hưởng kinh người, nhưng bởi vì thế hệ sau có vấn đề về tuổi tác và lý lịch kinh nghiệm, không có mấy người vào bộ, trong bốn nhà, trước mắt chỉ có Ngô Tài Dương nhà họ Ngô và Phó Bá Cử nhà họ Phó là ủy viên bộ chính trị. Đương nhiên, với thực lực bốn nhà,
vẫn có đủ lực ảnh hưởng trong bộ chính trị, nhưng lực ảnh hưởng trên cơ bản đều nhờ mấy ông cụ, nếu chẳng may vị nào rời khỏi nhân gian khi gia tộc chưa có người vào bộ chính trị, thì tuyệt đối là một kích chí mạng. Nhà họ Phó thích đầu cơ trên chính trị, trên lĩnh vực kinh tế lại thường xuyên liều lĩnh, cũng thuận buồm xuôi gió, từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại, coi như là một kỳ tích, nhất là gần đây thế lực phát triển không ngừng, mơ hồ có xu hướng ngang hàng với nhà họ Mai, gần như sắp thành gia tộc thứ hai trong bốn gia tộc. Tưởng rằng đã thành công, nhưng nhân lực cạn kiệt, tính được với người, không tính kế được với ông trời. Nếu ông cụ nhà họ Phó không qua được một cửa này, nhà họ Phó liền có khả năng suy bại trong tay Phó Tiên Phong. Trên thực tế, ở mặt ngoài nhà họ Phó vượt qua hai nhà Khâu, Mai, thực lực mạnh mẽ, kỳ thực không phải vậy, so sánh với hai nhà Khâu Mai, nhà họ Phó không có năng lực nối nghiệp, bởi vì Khâu gia có Khâu Nhân Lễ có khả năng vào bộ bất cứ lúc nào, lại có Khâu Tự Phong là người nổi bật nhất đời thứ ba, bố cục rất rõ ràng, khi Khâu Nhân Lễ lui ra, cũng vừa lúc nâng Khâu Tự Phong lên. Mà nhà họ Mai, trên có Mai Thái Bình, dưới có Mai Hiểu Lâm, cũng là một đường nối nghiệp. Nhưng nhà họ Phó, nhiệm kỳ sau Phó Bá Cử sắp lui ra, trong ba đời, chỉ có một mình Phó Tiên Phong. Mà tuy rằng hiện tại Phó Tiên Phong ngồi ghế chủ tịch tỉnh, tiếp theo lên bí thư tỉnh ủy dường như cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa Phó Tiên Phong có ưu thế tuổi, sau này vào bộ nhìn có vẻ như là việc nước chảy thành sông. Nhưng không phải vậy. Đó là Hạ Tưởng ban tặng. Lại có quyết sách sai lầm năm đó của Phó Tiên Phong, một cơn lũ ở sông Hạ Mã ngày xưa, trực tiếp đẩy rơi cái mũ cấp phó tỉnh của Phó Tiên Phong, chẳng những khiến ông ta ở nhà rảnh rỗi 2 năm, cũng lưu lại một vết nhơ không thể xóa nhòa trong hồ sơ chính trị của ông ta. Trừ phi Phó Tiên Phong trong thời gian đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy có chiến tích rạng rỡ, hoặc là có kỳ chiêu, nếu không ông ta rất khó vào bộ, vết nhơ chính trị kia chắc chắn trở thành chướng ngại vật lớn nhất của ông ta, cũng sẽ trở thành cái cớ cho đối thủ công kích. Lại nói, lúc Phó Tiên Phong vào bộ, cũng là thời kỳ Quan Viễn Khúc làm tổng bí thư, đến lúc đó tình huống như thế nào, sợ là không như tưởng tượng, cho nên, có lẽ Phó Tiên Phong có cơ duyên khác cũng chưa biết chừng. Nghĩ như thế, cũng thật khó cho cô bé Phó Tiên Tiên này, nếu cô có thể chăm sóc ông cụ nhà họ Phó tốt, để ông cụ nhà họ Phó vượt qua cửa ải khó khăn, sống lâu thêm vài năm, cũng là nhà họ Phó có phúc lớn. Hạ Tưởng lại nghĩ đến Cổ Ngọc. Thời gian trước Cổ Ngọc ở tỉnh Tề chơi đến kinh khủng, sau khi trở về, nghe nói lại đến miếu đạo quan ngộ đạo cùng ông cụ nhà họ Cổ. Kỳ thật ông cụ nhà họ Cổ không ngộ thiên đạo, mà là nhân đạo. Hạ Tưởng suy đoán, ông cụ nhà họ Cổ thân thể khỏe mạnh, sống thêm 20-30 năm, Cổ Ngọc vui vẻ thoải mái, không có ưu sầu, tất cả đều thỏa mãn rồi. Mà bốn ông cụ kia, tốt lắm cũng chỉ sống được vài năm nữa, sau khi Quan Viễn Khúc nhậm chức. Đa số thế lực trong nước chỉ duy trì được một thời gian ngắn. Buổi tối, Hạ Tưởng lại ở với Nghiêm Tiểu Thì, Tào Thù Lê nói là phải ở Bắc Kinh một thời gian, Hạ Đông quấn quýt không buông, cô chỉ có thể chăm sóc đứa nhỏ trước, mặc kệ, đứa lớn. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Cũng chính thế Nghiêm Tiểu Thì được lợi lớn, cũng làm cho Hạ Tưởng ở cùng cô một thời gian dài nhất từ trước đến nay. Làm cho cô vô cùng vui sướng. Buổi chiều hôm sau, từ bệnh viện truyền đến tin tức, Hà Giang Hải lại nói muốn gặp Hạ Tưởng, rất cần thiết. Ngay khi Hà Giang Hải đề nghị, nhà nội cũng nhờ Chu Hồng Cơ truyền lời, vô cùng hy vọng gặp Hạ Tưởng ngay lập tức. Nếu là người khác, có lẽ sẽ đắc chí vì mình thành nhân vật quan trọng, bởi vì thái độ của Hà Giang Hải hiển nhiên là không phải Hạ Tưởng không hợp tác, tuy rằng vấn đề của Hà Giang Hải còn chưa xác định, nhưng ai cũng rõ ràng. Hà Giang Hải xuống đài là chuyện chẳng sớm thì muộn, có phải Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra quyết định cuối cùng hay không còn khó mà nói, nhưng khẳng định sẽ có một hình phạt nặng. Hạ Tưởng cũng không có chút vui sướng nào. Đối với vận mệnh sau này của Hà Giang Hải, hắn cũng không quan tâm, cũng không muốn tham gia vào vũng nước đục đó, bởi vì Hà Giang Hải là người lệ thuộc hệ bình dân, chuyện này xét đến cùng là ân oán giữa hệ phản đối và hệ bình dân, liên quan gì đến hắn. Hà Giang Hải bị chết thảm hay sống khỏe, không có liên quan gì với hắn, là kết quả của hai phe phái giao tranh, nếu hắn tham gia vào chuyện đó, nhất định phải tỏ thái độ, ủng hộ một bên, đắc tội với bên còn lại. Cho nên, phương án tốt nhất là khoanh tay đứng nhìn. Nếu nói đề nghị của Hà Giang Hải là một cái bẫy chính trị thì hơi khuyết đại, nhưng nếu Hạ Tưởng đến, khẳng định không phải một con đường thoải mái, mà Hà Giang Hải cũng sẽ đề xuất điều kiện trao đổi lợi ích. Hắn. Hoặc là nhân vật trung gian,
phụ trách truyền lời với hệ phản đối, hoặc là một cái cầu, cũng có thể là một cây rơm cứu mạng cuối cùng của Hà Giang Hải. Nhà nội mấy lần muốn gặp hắn, tất nhiên có nhân tố cảm kích ân cứu mạng của hắn, phỏng chừng cũng có ý tưởng mượn sức hắn đẩy Hà Giang Hải xuống lỗ. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng có bất hòa với Hà Giang Hải, nhưng còn chưa đến nông nỗi không chết không ngừng, càng không cần phải trở thành tay sai cho nha nội, cho nên, thỉnh cầu của nha nội cũng không hợp với lợi ích của hắn. Bởi vậy, mặc kệ Hà Giang Hải và nha nội đều có nhu cầu, mấy lần đề xuất muốn gặp hắn, Hạ Tưởng đều lấy các loại lý do khéo léo từ chối, thật sự không phải hắn vô lễ, lại càng không phải hắn lưu luyến trong sự ôn nhu của Nghiêm Tiểu Thì, mà là thời cơ chưa tới. Sự kiện nha nội đã qua 2 ngày, trong 2 ngày này, nha nội ở phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp của thành phố Lỗ, thân thể dần dần bình phục, người đến thăm hỏi y nối liền không dứt, ngay cả Khâu Nhân Lễ cũng cho người tặng quà và an ủi, Tôn Tập Dân còn tự mình đến thăm. Lãnh đạo tỉnh ủy tới phòng bệnh của nha nội không dưới 4-5 người, cụ thể là người nào, phỏng chừng ai cũng không nói được, bởi vì mỗi người đều không gióng trống khua chiêng đến thăm như bình thường, mà sẽ chọn một thời điểm riêng tư, lặng lẽ đến thăm. Thăm nha nội, có 2 tầng hàm nghĩa, một là biểu lộ tôn trọng và thiện ý với nhân vật phía sau nha nội, 2 là thể hiện lập trường trong chuyện giữa nha nội và Hà Giang Hải. Mà những lãnh đạo tỉnh ủy không đến thăm, thì hoặc là cho người đến tặng quà, hoặc là nhắc tới sự kiện vây trụ sở và tai nạn một cách công khai, thái độ kiên định, lập trường dứt khoát, tỏ vẻ phải kiên quyết đả kích thế lực đen tối đã thực hiện hành vi không hợp pháp. Tóm lại, một vụ tai nạn giao thông không chỉ khiến hướng gió tỉnh Tề đổi chiều, thế cục đại loạn, cũng giúp rất nhiều người sáng mắt, biết nên đứng ở đâu, và lúc nào phải phân rõ giới hạn với Hà Giang Hải. Phòng bệnh của Hà Giang Hải hoàn toàn tương phản với phòng bệnh sắc màu rực rỡ của nha nội, trước cửa vắng vẻ, gần như không có một nhân vật cấp quan trọng nào xuất hiện, hiện tại ai cũng tránh y còn không kịp, không đánh rắn dập đầu đã là không tệ rồi, ai còn tới thăm chính là đồ đầu đất. Đương nhiên cũng không phải không có một lãnh đạo tỉnh ủy nào xuất hiện, nếu quả thật là không có một ai, thì Hà Giang Hải coi như sống vô ích rồi. Viên Húc Cường đến đây, là bạn bè nhiều năm, lại là thông gia quan hệ tốt, Viên Húc Cường không đến cũng khó yên lòng, còn có một điểm, dù sao con Hà Giang Hải đã chết, Viên Húc Cường phải đến tỏ vẻ an ủi một chút. Chủ yếu cũng là Viên Húc Cường sắp nghỉ hưu, cũng không sợ có người không vừa mắt với ông ta. Dù sao hiện tại ông ta đã bị đặt lên chảo lửa, hành động, đả hắc tảo ác, đánh đen quét ác, chiến dịch điều tra và xử lý những việc phi pháp đã làm ông ta cháy ngoài đen trong, rồi, có hỏng thì cũng không còn chỗ nào để hỏng được nữa. Viên Húc Cường và Hà Giang Hải nói chuyện gì, không ai biết, có tin đồn, Hà Giang Hải khóc đến rối tinh rối mù, Viên Húc Cường cũng là thở dài thở ngắn, cuối cùng suýt nữa 2 người ôm nhau khóc giống lên. Tuy nhiên tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn. Với cấp bậc của Hà Giang Hải và Viên Húc Cường, quyết sẽ không ôm nhau mà khóc, bởi vì mọi chuyện còn chưa có kết luận cuối cùng, Hà Giang Hải là lên hay xuống, sống hay chết, còn chưa chắc chắn. Với cấp bậc của Hà Giang Hải, khẳng định sẽ không chết, nhưng bị xử phạt thế nào, còn khó mà nói, bởi vì đã qua 2 ngày mà Trung ương còn chưa có chỉ thị tinh thần gì truyền xuống. Đồng thời, đối với hành động, truy quét, trọng đại vừa mới phát sinh ở tỉnh Tề, Tân Hoa xã cũng tốt, tạp chí quốc gia cũng tốt. Đều không đưa tin tức gì. Đã nói lên một điểm, đối với vấn đề ở tỉnh Tề, về việc xử lý Hà Giang Hải, Trung ương còn chưa có kết luận cuối cùng, có rất nhiều ý kiến. Hà Giang Hải rơi đài hay không, Viên Húc Cường có bị liên lụy mà nghỉ hưu sớm hay không, Khâu Nhân Lễ ra quân mạnh mẽ có được Trung ương tán thành hay không, vân vân, sẽ mang đến ảnh hưởng quan trọng với thế cục tỉnh Tề sau này. Trung ương chậm chạp không ra quyết định, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, vấn đề của Hà Giang Hải. Rút dây động rừng, muốn bắt Hà Giang Hải, lại sợ làm cho cán bộ địa phương tỉnh Tề bất mãn, làm thế nào cho Hà Giang Hải không thể trở mình, lại làm cho đa số cán bộ trung tầng của tỉnh Tề ngậm bồ hòn làm ngọt, sẽ vô cùng khảo nghiệm trí tuệ chính trị của Trung ương. Còn phải xem trình độ nhượng bộ và thỏa hiệp của thế lực các nơi. Cho nên, hiện tại Hạ Tưởng kiên quyết không gặp nha nội và Hà Giang Hải, chính là không muốn dính vào chuyện này. Tan tầm. Hạ Tưởng thu dọn đồ đạc đang muốn đi ra, hôm nay Nghiêm Tiểu thì tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn, nói là đồ ăn mang phong vị Hồ Nam, nói hắn nhất định phải đến, hắn không thể không đi, không ngờ Ôn Tử Tuyền lại đến đây báo cáo công tác. Ôn Tử Tuyền luôn thích xuất hiện đúng lúc gần hết giờ, Hạ Tưởng cũng biết rõ suy nghĩ của cô, một là biểu hiện ra quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo,
hay là khi đó không khí thích hợp, có thể mượn cơ hội lấy lý do tiếp tục báo cáo công tác, mời lãnh đạo ăn cơm, giao lưu tăng tình cảm. Phó Bí Thư Hạ, đã lâu không mời ngài ăn cơm, tối nay thế nào? Hạ tưởng đoán đúng rồi, Ôn Tử Tuyền vừa lên liền đi thẳng vào vấn đề mời đi ăn cơm. Cũng vì hiện tại quan hệ thân thiết, ở trước mặt Hạ tưởng Ôn Tử Tuyền thoải mái hơn rất nhiều, không hề gò bó, nên trực tiếp mời Hạ tưởng. Tối nay thật sự là không được, không đi được. Hạ tưởng liền nói thẳng. Có việc gì thì nói đi, tôi muốn đi ra ngoài một chút. Ôn Tử Tuyền cười cười. Vài ngày gần đây lãnh đạo nét mặt rạng rỡ, đúng là người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái. Hạ tưởng sửng sốt, thầm nghĩ ánh mắt Ôn Tử Tuyền khá chuẩn, lời nói lại mờ ám, vài ngày gần đây quả thật hắn rất có duyên với phụ nữ, tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì âm thầm bật cười, thật sự là trong lòng có quỷ, theo như lời Ôn Tử Tuyền hiển nhiên là nói chuyện Hà Giang Hải, là hắn nghĩ nhiều rồi. Cũng lạ, nếu Ngô Thiên Thiếu nói như vậy, hắn khẳng định sẽ không nghĩ đến vấn đề phụ nữ. Nhưng Ôn Tử Tuyền vừa nói, lại khiến cho hắn hiểu sai, có thể thấy được vẫn là vì Ôn Tử Tuyền rất có phong vị phụ nữ. Chỉ có thể nói là khá may mắn thôi. Hạ tưởng cười ha hả. Lãnh đạo luôn luôn rất may mắn. Ôn Tử Tuyền rốt cục nói đến chính đề. Cục Công an thành phố chuẩn bị kết án Chu Trấn Ba và Triệu Mẫu Đan, theo chứng cứ chuẩn bị đệ trình, Chu Trấn Ba là tội cố ý giết người, Triệu Mẫu Đan là tội lừa đảo kinh tế, liên quan tới kim ngạch 30 triệu. Hạ tưởng nghĩ thầm khá lắm, Lục Hoa Thành hạ độc thủ, muốn trực tiếp đưa hai người vào chỗ chết. Chu Trấn Ba nếu bị đưa ra tòa với tội cố ý giết người, mất đi Hà Giang Hải che chở, chắc chắn sẽ chết. Mà Triệu Mẫu Đan lừa đảo kinh tế liên quan tới kim ngạch 30 triệu, tuyệt đối sẽ áp dụng mức án tử hình. Triệu Mẫu Đan còn đỡ, chết không ai tiếc, giá trị lợi dụng của ả trong mắt các thế lực đã dùng hết, cho nên chính là một người chết. Hạ tưởng không nói gì. Một là ngầm đồng ý hành động của Lục Hoa Thành, hai là không muốn can thiệp vào kết quả thẩm án của Cục Công an, dù sao Chu Trấn Ba và Triệu Mẫu Đan đều là kẻ chết chưa hết tội, tử hình là trừng phạt đúng tội. Không tử hình mới là không làm theo luật. Đồng thời Hạ Tưởng cũng biết, Ôn Tử Tuyền nhắc tới Chu Trấn Ba và Triệu Mẫu Đan, khẳng định không phải vì bọn họ sống chết ra sao, mà là vì chuyện phía sau bọn họ, quả nhiên, Ôn Tử Tuyền nói tiếp. Chuyện Chu Trấn Ba coi như làm một mẻ khỏe suốt đời, chuyện Triệu Mẫu Đan thì còn có rất nhiều vấn đề di lưu. Triệu Mẫu Đan là một cô nhi, lại không kết hôn, kim ngạch liên quan tới vụ án lừa đảo của ả tuy không nhỏ, nhưng tài sản của ả có tới gần 1 tỷ, đại bộ phận đều không thể giải thích. Chu Trấn Ba thiết lập tin tức riêng tư của lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Tề trên website, từ đầu đến cuối đều khống chế ở trong phạm vi nhất định, không có phong thanh gì, cũng phải nhờ vào diệu kế của Hạ Tưởng và thao tác của Hòa Cải Lợi. Thật ra Chu Trấn Ba bị Hạ Tưởng đùa giỡn một trận, dưới sự dụ dỗ của Hòa Cải Lợi, đã để lộ ra một chút dấu vết. Sau đó Hạ Tưởng lợi dụng lực ảnh hưởng rất lớn và năng lực của Liên Nhược Hạm ở lĩnh vực, thành công giữ lại toàn bộ tư liệu mà Chu Trấn Ba tỉ mỉ upload lên server nước ngoài, hơn nữa lưu lại vào máy tính. Sau khi Chu Trấn Ba biết hy vọng cuối cùng cũng tan biến, còn muốn giãy giụa chống lại, nhưng sau khi nha nội bị tai nạn giao thông, Hà Giang Hải thất thế, y liền nản lòng thoái chí. Tự biết mình có quá nhiều chuyện, sẵn sàng nhận lấy cái chết. Sau khi được Hòa Cải Lợi và Lục Hoa Thành đồng ý sẽ chiếu cố người nhà của y liền khai ra mấy nhân vật lãnh đạo chủ chốt trong giới xã hội đen thành phố Lỗ, sau đó khâu nhân lễ xuất quân mạnh mẽ, tạo ra một kết thúc hoàn mỹ. Chu Trấn Ba không chết không được, sau khi thương nhân bên ngoài bị hắn hãm hại được phóng thích, sự kiện bị các đài tin tức truyền thông đưa tin khắp nơi, danh tiếng Chu Trấn Ba truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đương nhiên là tiếng xấu đồn xa. Vấn đề Chu Trấn Ba giải quyết khá dễ dàng, nhưng vấn đề Triệu Mẫu Đan lại khó giải quyết, bởi vì sau khi Triệu Mẫu Đan chết, để lại một sản nghiệp khổng lồ. Tuy ả ta không giải thích, nhưng Vương Sắc Phi đối với ả ta rõ như lòng bàn tay, cho nên ả có thể lừa gạt được Lục Hoa Thành, không lừa được Ôn Tử Tuyền. Hạ Tưởng biết rằng, Ôn Tử Tuyền nói vậy, tất nhiên là có biện pháp. Cũng đúng, nếu Triệu Mẫu Đan không mở miệng, sau khi ả chết, sản nghiệp còn lại có khả năng vì kinh doanh không tốt mà đóng cửa phá sản, cũng là lãng phí. Hoặc là lại bị tham quan nuốt chọn, lại bị tham quan chuyển đến nước ngoài, tự nhiên thành món hời cho thế lực đối địch ở nước ngoài, là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân nước khác. Tuy rằng Hạ Tưởng không có lòng tham, nhưng vì không muốn làm hại tham quan, không làm lợi cho bọn khốn khiếp, có lợi cho chính mình là tốt nhất, suy nghĩ một lát liền có chủ ý.
Hạ Tưởng chưa bao giờ cho rằng mình là người xấu, nhưng lăn lộn nhiều năm trên quan trường, trên chính trị có rất nhiều chuyện, không thể đơn giản lấy xấu tốt để phân định, có khi một quyết định không hề to lớn, biết đâu sẽ khiến nhiều người nhẹ thì giảm đi thu nhập, nặng thì thất nghiệp, thậm chí có thể khiến vài doanh nghiệp đóng cửa phá sản. Nhưng nói theo một góc độ khác, đồng thời lại có thể khiến nhiều người được lợi, làm nhiều doanh nghiệp cải tử hoàn sinh. Người xưa nói, bên trong cửa công dễ tu hành, là nói người ở chức vị quan trọng, nhất cử nhất động đều có thể liên quan đến hạnh phúc của trăm dân trong thiên hạ, thậm chí là sống chết còn mất, đằng sau một quyết định, có thể sẽ khiến nhiều người bình yên cả đời hoặc bi thảm cả đời, ví dụ như cải cách tiền lương, cải cách hộ gia đình, cải cách hộ tịch, v.v. Không nói đến chuyện rất nhiều việc có lẽ xuất phát điểm là tốt, nhưng sau khi thực hiện, lại có khả năng thu được hiệu quả ngược lại, từ đó có thể sẽ mang lại lang thang trôi giạt cho vô số dân chúng. Bên trong cửa công thật sự cũng dễ tu hành, nhưng cũng giống như ngày dài bao nhiêu, đêm sâu bấy nhiêu, bên trong cửa công, cũng càng dễ dần dần gây ra cái sai lớn. Nói cách khác, tạo phúc cho dân chúng thì khó, gây ra tai họa cho trăm dân thì dễ. Muốn tu hành để được phúc thì khó, muốn làm việc xấu gây họa thì dễ. Từ xuất phát điểm tốt đẹp không muốn để cho một khoản lợi lớn hại đi vị tham quan thấy lợi quên nghĩa, quyết định của Hạ Tưởng đưa ra, không có gì đáng trách. Cô bảo Sắc Phi chuẩn bị xong toàn bộ tư liệu sản nghiệp của Triệu Ngưu Đan, tôi sẽ sắp xếp một cơ hội thích hợp, để bạn cũ tổng giám đốc Trần của cô ấy và cô ấy gặp nhau. Hạ Tưởng nhìn thẳng Ôn Tử Tuyền, kiên định nói. Toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cô phải tham gia vào đó, phòng trừ xảy ra tình huống không thể tính trước được. Khi tình huống có sự lệch lạc, cô có thể toàn quyền phụ trách xử lý. Có quyền lực lớn thế nào, thì phải có trách nhiệm lớn thế ấy, điều Hạ Tưởng nghĩ là, sản nghiệp mà Triệu Ngưu Đan để lại, khiến Vương Sắc Phi và Nga Ni Trần thông qua thủ đoạn để chia ra hưởng. Do Vương Sắc Phi và Nga Ni Trần chia đều kinh doanh, Ôn Tử Tuyền hoàn toàn tham gia toàn bộ quá trình, có thể xứng đáng lấy một phần lợi, nhưng bắt buộc phải luôn nhắc nhở Vương Sắc Phi, không được quá tham lam. Đối với Nga Ni Trần, Hạ Tưởng yên tâm 100%, đối với Vương Sắc Phi, hắn ít nhiều phải có ý đề phòng. Ôn Tử Tuyền hiểu ý, Phó Bí Thư Hạ đã tín nhiệm cô thêm một bước, liền vô cùng cảm kích, gật đầu nói. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm, tôi sẽ làm một cách vô cùng suôn sẻ. Thì xem như một chút bồi thường trả lại năm đó Hạ độc thủ thâu tóm sản nghiệp của Nga Ni Trần là được, Hạ Tưởng lắc đầu cười, nghĩ cẩn thận, có lúc hắn thật cũng có mặt nhân từ mềm mỏng. Buổi tối, Hạ Tưởng không gặp Nghiêm Tiểu Thì nữa, bởi vì hắn phải cùng ăn cơm với Lý Đinh Sơn, đi cùng Tần Khản, Vương Chi Phu, cùng với Ngô Thiên Tiếu, cuộc gặp mặt bốn người. Ngô Thiên Tiếu sau chuyện mới biết, Hà Giang Hải một thời gian trước đã mò ra được kế hoạch y đang âm thầm tiến hành, thậm chí còn mò ra cứ điểm bí mật giữa y và Vương Trạch Nhân, cũng chuẩn bị xong tài liệu hại y và Vương Trạch Nhân. Kết quả là xuất hiện chuyện vụ án nha nội này, tuy nói tài liệu của Hà Giang Hải chưa hẳn có thể một phát đánh đổ y và Vương Trạch Nhân, nhưng ít nhất sẽ khiến y và Vương Trạch Nhân một ngạt. Thậm chí sẽ khiến Vương Trạch Nhân bị một vố đau không biết chừng. Thực tại khiến Ngô Thiên Tiếu khiếp sợ toàn thân toát mồ hôi, cũng khiến y rõ một đạo ký, bất cứ lúc nào cũng đều không thể thiếu cảnh giác, càng không thể xem thường đối thủ, sợ ý để mất Kinh Châu không chỉ riêng gì Quan Vũ, mà có khả năng là tất cả mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Thiên Tiếu cũng xem như là người được lợi trong vụ Hà Giang Hải, hôm nay dưới sự đề nghị của Lý Đinh Sơn, xem như gặp mặt bốn bên, y cũng vô cùng cẩn thận, dày công sắp xếp địa điểm gặp mặt, một nơi ốc đảo trên mặt nước cách xa thành phố. Ốc đảo trên mặt nước nằm ở phía tây bắc thành phố Lỗ, một nơi xanh tươi heo hút trên hồ nước. Hồ không lớn, nhưng cảnh sắc tuyệt đẹp, có tên gọi là Sơn Hồ Tiểu Vi. Ngô Thiên Tiếu theo sau Hạ Tưởng, nhìn qua mấy người bên cạnh, nhỏ giọng nói. Lãnh đạo, cuộc gặp mặt hôm nay, theo tôi biết, là cuộc gặp mặt bốn bên đầu tiên trong lãnh đạo tỉnh ủy sau vụ việc Hà Giang Hải. Vụ việc Hà Giang Hải thực sự ảnh hưởng không nhỏ, không chỉ khiến cán bộ trung tầng tỉnh ủy hoang mang lo sợ, lãnh đạo cao cấp cũng dè dặt, những qua lại bình thường mọi khi và những thăm viếng cũng chịu ảnh hưởng lớn, về cơ bản thời gian gần đây, việc đi lại riêng tư đều tạm dừng. Lúc Lý Đinh Sơn đề nghị gặp mặt, Ngô Thiên Tiếu cứ nghĩ Hạ Tưởng sẽ khéo léo từ chối, không ngờ Hạ Tưởng lại đồng ý ngay. Nếu nói chỉ có Lý Đinh Sơn thì còn dễ nói, còn có Tần Khản và Vương Chi Phu cũng cùng tham gia, Phó Bí Thư Hạ cũng không có ý kiêng dè một chút,
lẽ nào Trung ương đã có tin tức gì truyền ra? Ngô Thiên Tiếu đoán thì đoán, nhưng không dám hỏi lung tung, trước mặt Hạ Tưởng, y vẫn giữ đủ sự cung kính và cẩn thận. Tuy nhiên nếu để Hạ Tưởng biết được phỏng đoán của Ngô Thiên Tiếu, hắn sẽ thêm phần khen ngợi sự mẫn cảm chính trị của Ngô Thiên Tiếu, thật sự là hắn đã nghe được điều gì, cho nên mới có cuộc gặp mặt bốn bên hôm nay. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở tỉnh Tề nơi mà ai ở cũng đều đang tự hạn chế, lại đi nhất định hành động làm ra vẻ khác thường. Sau khi lên nhà hàng trên du thuyền khởi động, chậm rãi hướng về giữa hồ. Lúc này, trăng sáng sao thưa, sóng gợn lăn tăn, bốn bể yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ếch vang đến, đắm chìm dưới ánh trăng rực rỡ, quả đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Hạ Tưởng không nói gì, Tần Khản, Lý Đinh Sơn và Vương Chi Phu cũng không nói chuyện, đều đắm chìm dưới ánh trăng ngút ngàn. Nếu để Tôn Tập Dân biết Hạ Tưởng gặp mặt hai vị ủy viên thường vụ phó chủ tịch trong bộ máy chính quyền tỉnh, một vị phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý xây dựng đô thị, cũng không biết sẽ có thái độ như thế nào. Đương nhiên, y có nghĩ hay không hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là, ba vị phó chủ tịch tỉnh đều không qua lại nhiều với y, cũng khiến cho y có cảm giác thất bại. Nhưng hiện tại Tôn Tập Dân cũng không quan tâm nổi việc muốn xoa dịu quan hệ giữa Tần Khản, Lý Ninh Sơn, bởi vì y có việc quan trọng hơn cần làm, thế cục tỉnh Tề, sắp có thay đổi lớn rồi. Thế cục trong tỉnh, có phải sắp có thay đổi lớn không? Tần Khản rốt cuộc cũng mở miệng, hỏi câu đầu tiên. Không cần phải nói, y là hỏi Hạ Tưởng. Thay đổi lớn là tuyệt đối, không thay đổi là tương đối. Hạ Tưởng nói một câu ba phải. Hiện tại dường như chưa có quyết định cụ thể, tuy nhiên có một điểm có thể chắc chắn, Viên Húc Cường phải nghỉ hưu trước hạn. Đúng vậy, ai cũng không ngờ được rằng, quyết định xử phạt của Hà Giang Hải vẫn còn chưa có thông tin chính thức truyền đi, ngã ngựa đầu tiên lại là Viên Húc Cường. Viên Húc Cường vốn nên cách chức vào tháng 11, nhưng bởi vì có trách nhiệm lãnh đạo không thể trốn tránh được đối với sự kiện bao vây tấn công trụ sở tỉnh ủy, nên về hưu trước hạn, đồng thời ghi một dấu không sáng sủa gì trong lý lịch. Trong phút chốc hủy hoại chiến tích xây dựng rầm rộ ở thành phố Lỗ nhiều năm qua, tuy đãi ngộ sau khi về hưu chưa giảm, cũng không rõ đưa ra có xử phạt, nhưng theo nhận định từ kết luận chính trị, tin rằng ban tổ chức cán bộ trung ương sẽ xóa bỏ nhiều từ ngữ khen ngợi. Nói cách khác, sự nghiệp sáng lạng mà Viên Húc Cường phấn đấu cả đời, vào thời khắc cuối cùng, không thể giữ được khí tiết tuổi già, đối với rất nhiều cán bộ rất để ý trên việc đánh giá lý lịch, thì mất sạch điểm. Tin rằng Viên Húc Cường lúc này cũng có cảm giác đau không thiết sống. Việc tiến lùi bình thường trên quan trường, Viên Húc Cường về hưu trước hạn, tất cả mọi người đang vô cùng ngạc nhiên, nghĩ đến đầu tiên nhất không phải là nuối tiếc dùm đồng chí Viên Húc Cường, mà là đang nghĩ, sau khi Viên Húc Cường về hưu, ai sẽ tiếp nhận chức bí thư thành ủy thành phố Lỗ. Chức bí thư thành ủy thành phố Lỗ là một chức vị vô cùng quan trọng, không chỉ bởi thành phố Lỗ là thành phố cấp phó tỉnh, mà còn vì thành phố Lỗ vẫn luôn là cái nôi của thế lực địa phương tỉnh Tề, càng vì thành ủy thành phố Lỗ vô cùng bài xích kẻ ngoài, mấy năm qua chưa từng có tiền lệ người ngoài tỉnh đến đảm nhiệm vị trí nhân vật số 1. Để xem lần này quyết tâm phá vỡ dùng người Tề trị Tề của Trung ương lớn thế nào, nếu nói việc về hưu trước hạn của Viên Húc Cường chỉ là khiến mọi người có cảm giác mưa gió sắp đến, vậy thì người tiếp nhiệm của Viên Húc Cường chính là đề bạt ngay tại chỗ Lý Đồng, hay là điều nhiệm từ Trung ương, hoặc là điều nhiệm từ tỉnh khác, chính là một lần sắp xếp ý nghĩa sâu xa về mặt chính trị. Thực sự mà nói, nếu tôi nhỏ đi vài tuổi, tôi thật cũng muốn tranh thủ một phen, làm quan lớn thành phố Lỗ. Vương Chi Phu vẫn là bản tính không sửa, miệng không hề giấu giếm nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nhưng hiện tại suy nghĩ của tôi là, tốt nhất điều từ Trung ương xuống. Thành phố Lỗ hiện tại đang cần một người ngoài đến phá vỡ lề thói cũ. Nếu để Lý Đồng nghe được câu này, y chắc chắn sẽ có ý kiến với Vương Chi Phu. Lý Ninh Sơn cười nói. Chi Phu thật là có gì nói nấy, tuy nhiên cũng hơi có lý, tôi cũng tán thành việc Trung ương bổ nhiệm một vị bí thư thành ủy thành phố Lỗ. Bí thư thành ủy thành phố Lỗ xếp hạng trong ủy viên thường vụ không phải thấp, còn cao hơn Lý Ninh Sơn. Nói cách khác, Lý Ninh Sơn nếu như chuyển nhiệm bí thư thành ủy thành phố Lỗ, cũng coi như tiến một bước nhỏ. Tần Khản lại không hề phát biểu ý kiến, mà lại nhìn về Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ nghĩ thế nào? Hạ Tưởng đáp lại cái nhìn sâu sắc đầy ý nghĩa của Tần Khản, trong lòng lại nghĩ, thế cục của tỉnh Tề bây giờ, biết đâu chính là kết quả mà Tần Khản mong muốn. Tần Khản vẫn do vấn đề tuổi tác, khả năng tiến thêm bước nữa đã cực kỳ nhỏ,
lập trường của y ở tỉnh Tề, đúng là rất khéo léo, hầu như vẫn cứ dụng tâm e rằng tỉnh Tề không loạn. Hoặc phải chăng có thể nói, Tần Khản đối với việc người Tề đảm nhiệm đa số chức vụ quan trọng ở tỉnh ủy, vô cùng bất mãn. Trung ương chắc chắn sau khi suy xét toàn bộ mới đưa ra quyết định, chúng ta suy đoán cũng vô dụng, hay là đừng phí công suy nghĩ nữa. Cuộc gặp mặt hôm nay, là hạ tưởng nể mặt Lý Đinh Sơn, cũng một thời gian rồi không ngồi với Lý Đinh Sơn, hắn nhất định không muốn để Tần Khản mượn cơ hội nói xuông, liền chuyển đề tài. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là dự án của tập đoàn Đạt Tài, là công trình trọng điểm trong tỉnh, tỉnh ủy cũng vẫn rất quan tâm sự tiến triển của dự án. Tần Khản cười ha ha, sau khi chỉ nói đơn giản về tiến triển của dự án tập đoàn Đạt Tài, lại đưa vấn đề trở lại vụ việc Hà Giang Hải, có thể thấy y đối với kết cục của Hà Giang Hải, cực kỳ quan tâm. Nghe nói Hà Giang Hải mấy lần chuyển lời muốn gặp mặt Phó Bí Thư Hạ, Phó Bí Thư Hạ cũng không hiếu kỳ Hà Giang Hải có lời gì muốn nói sao. Tần Khản không hề khách khí, bây giờ luôn mồm gọi Hà Giang Hải, đến một câu Bí Thư Hà cũng đều bị cắt mất. Trên thực tế, Hà Giang Hải hiện tại vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư chính trị tỉnh ủy. Từ điểm dừng của Tần Khản, Hạ Tưởng nhận định xuất phát điểm của lập trường Tần Khản trong tỉnh ủy là khuấy đục nước, trong lòng đã định chắc chủ ý, để Lý Đinh Sơn sau này cách xa Tần Khản, để tránh bị Tần Khản lợi dụng. Sự lo lắng của Hạ Tưởng không thừa chút nào, một sự việc không lâu sau đó, hoàn toàn đã nghiệm chứng phỏng đoán của hắn. Hạ Tưởng đang chuẩn bị dùng một câu để ngăn chặn việc Tần Khản tiếp tục vướng víu chủ đề Hà Giang Hải, không ngờ điện thoại reo lên. Nghe xong, nét mặt Hạ Tưởng hơi thay đổi, lại thay đổi nói. Tôi thực sự rất hiếu kỳ việc Bí Thư Hà muốn nói gì, ngày mai tôi sẽ gặp Bí Thư Hà. Về cơ bản cuộc gặp mặt tối nay, vẫn coi như không khí hòa hợp, đạt tới mong muốn tăng thêm sự thấu hiểu và tình cảm qua lại. Dù sau đó Tần Khản lại hỏi Hạ Tưởng mấy câu về cách nghĩ đối với vụ việc Hà Giang Hải, lại vô cùng hứng thú với cuộc điện thoại Hạ Tưởng nhận được, nhưng đều bị Hạ Tưởng khéo léo chặn lại. Tần Khản cũng không biểu hiện rõ ràng không vui, tuy nhiên y cảm giác được sự đề phòng của Hạ Tưởng đối với y, cũng khiến y âm thầm hối hận biểu hiện quá mức bức thiết tối nay. Cũng chẳng còn cách nào, y đã ngấm ngầm chịu đựng ở tỉnh Tề quá lâu rồi, bây giờ cơ hội đến gần rồi, sao có thể không nhanh chóng nắm lấy. Chỉ tiếc, Hạ Tưởng không hề tín nhiệm y chỉ có thể lợi dụng Lý Đinh Sơn làm điểm đột phá. Để hoàn thành mục tiêu vĩ đại nhất trong lòng, âm thầm chịu đựng thêm chút nữa thì đã sao? Trong cuộc đời con người, không có mấy cơ hội, y chỉ có một lần cơ hội được ăn cả ngã về không. Tần Khản trong bụng thầm đọc một bài thơ trợ uy cho mình. Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã hoa khai hậu bách hoa sát. Xung thiên hương khí thấu trường an, mãn thành tận đái hoàng kim giáp. Chờ thu tháng 9 về nơi, hoa ta nở rộ hoa người tàn phai, trường an hương ngút ngập trời, người mang áo giáp vàng chơi khắp thành thơ của Hoàng Sào. Tuy nhiên nếu để Tần Khản biết vì vấn đề muối tư, lại vì vấn đề Hà Giang Hải suýt nữa âm thầm hạ độc thủ với Lý Đinh Sơn, đã khiến Hạ Tưởng vô cùng căm ghét Hoàng Sào, y chắc chắn sẽ hối hận đã trích dẫn câu thơ của Hoàng Sào. Nhưng trước khi công bố đáp án cuối cùng, mọi người đều cho rằng lựa chọn của mình chính xác nhất. Đi dưới ánh trăng về đến nhà, tâm trạng của Hạ Tưởng vẫn rất tốt, không hề vì vấn đề Tần Khản mà ảnh hưởng đến hướng đi tốt đẹp của hắn, cũng không vì một cuộc điện thoại bí ẩn mà ảnh hưởng đại cục của hắn. Cuộc điện thoại đối với Tần Khản mà nói là bí ẩn, đối với Hạ Tưởng mà nói, chỉ có kinh ngạc. Bởi vì cuộc điện thoại đó do Lão Cổ gọi đến, ít nhiều ngoài dự tính của hắn. Lão Cổ trong điện thoại không nói nhiều, chỉ đơn giản nhắc đến thế cục tỉnh Tề. Hạ Tưởng, cậu cứ khoang tay đứng nhìn cũng không phải chuyện hay, nên thăm hỏi Hà Giang Hải một chút thì phải thăm hỏi. Tôi nghĩ cậu không phải sợ người khác nói này nói kia mới không đi, cũng không phải vì kèn cựa với Hà Giang Hải nên mới không đi, đúng không? Lão Cổ đúng là Lão Cổ, người già thành tinh, một câu nói đã nói đúng điểm chính. Hạ Tưởng trước sau không đi thăm Hà Giang Hải, không muốn để người khác mượn cớ chỉ là một mặt, cũng là lý do hắn công khai không giấu giếm với bên ngoài, dụng ý thực sự là. Trước khi vài người chưa lên tiếng, hắn sẽ không ra mặt đứng ra hòa giải hoặc chuyển lời. Thương trường quan trọng chuyện không có lợi thì không nổi lên trước, chính trị cũng vậy, chuyện không được lợi lộc gì, Hạ Tưởng sẽ không làm, trên quan trường cũng không cần làm chuyện lôi phong, càng không cần ngay thẳng hăng quá hóa dở như Hải Thủy. Bất luận là phe phản đối mở miệng, hay là phe bình dân mở miệng, phải có một bên mở miệng, Hạ Tưởng mới có thể ra mặt, nếu không,
hắn không thể giành được lợi ích chính trị lớn nhất. Phe phản đối trước sau không có người lên tiếng, điện thoại không có, truyền lời qua Tôn Tập Dân hoặc Chu Hồng Cơ cũng không nốt, có lẽ là không muốn tiếp xúc với hắn, có lẽ là vẫn chưa quyết định phải đặt vào bao nhiêu xẻng, vẫn còn một nguyên nhân đó là, giữa hắn và phe phản đối, suy cho cùng tồn tại ngăn cách và nợ cũ. Rốt cục, không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, vẫn là phe bình dân ra mặt trước nhất. Khỏi phải nói, đối phương đã chuẩn bị xong điều kiện, chỉ đợi hắn và Hà Giang Hải chạm trán. Hoặc nói cách khác, phe bình dân có thể về vấn đề nào đó, không đạt tới nhận thức chung với phe phản đối, bởi vậy, trước tình hình đàm phán rạn nứt, phe bình dân quyết định thà để hắn có được lợi, cũng phải đọ sức với phe phản đối một phen. Chuyện tốt vô cùng, nhân dịp nhân sự tỉnh tề rối ren, nhân thời cơ quan trọng Tống Triều Độ triển khai hoạt động tiền kỳ vào bộ, hy vọng mượn vụ việc Hà Giang Hải, cố gắng khua chiêng gõ mỏ, làm một lần tam quốc diễn nghĩa. Bởi vậy, Hạ Tưởng lúc này không chút do dự nói với Lão Cổ, ngày mai hắn sẽ gặp mặt Hà Giang Hải. Lão Cổ cười mắng một câu. Nhóc danh ma, hết cách với cậu. Sau đó lại nói. Con bé Ngọc hình như rất thích tỉnh tề, gần đây còn muốn đi một chuyến, cậu trông nom nó một chút, hiếm khi nó thích. Đúng vậy, hiếm khi Cổ Ngọc thích, với tính tình phóng khoáng như Cổ Ngọc, cô thích gì, ông liền gắng hết sức để cô có được cái đó. Bước những bước thoải mái về nhà. Lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, Hạ Tưởng mới cảm thấy gần đây vận khí và số may của hắn cứ rất phất, sự nghiệp và tình yêu đều bội thu, không khỏi nghĩ lại sự chăm nom của Nghiêm Tiểu Thì, suýt nữa muốn quay người xuống lầu lại cùng Nghiêm Tiểu Thì ngủ chung, còn may, nhịn một chút, cũng nhịn được. Tiểu Thì chính là người con gái được làm từ nước, cứ tiếp tục bịn rịn không rời, nói không chừng đến hắn cũng sẽ bị hòa tan, thôi đi, đàn ông có thể nhất thời mê muội, nhưng không thể cứ mãi mê muội. Vừa an ủi và động viên chính mình, vừa mở cửa, không ngờ điện thoại bỗng vang lên, bất ngờ kinh hãi, ngay lập tức chìa khóa tuột tay rơi xuống đất. Hạ Tưởng lắc đầu cười, sao thế này hơi quá chăng? Lại nghe lần nữa mới ý thức được là cái gì, tiếng chuông điện thoại là tiếng chuông riêng của ai đó, là giọng ca lảnh lót của Phượng Hoàng truyền kỳ, tôi đang nhìn xem, trên ánh trăng, có bao nhiêu mộng tưởng đang tự do bay lượn. Là Phó Tiên Tiên. Có lẽ là Hạ Tưởng cố ý, cũng có thể là hành động vô thức, chuông điện thoại mà hắn cài riêng cho Phó Tiên Tiên thật sự rất hợp với tính cách của Phó Tiên Tiên, cũng có thể trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên vẫn luôn là một cô gái tự do bay lượn lướt gió tung mây trên ánh trăng. Đã 10 giờ tối rồi, Phó Tiên Tiên giờ này gọi tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Tưởng vội vàng nghe điện thoại. Nửa tiếng sau. Lúc Hạ Tưởng thấy khuôn mặt tiều tụy của Phó Tiên Tiên ở phòng 1818 khách sạn Ngân Hà, hắn không thể nào miêu tả được tâm trạng của mình, là thương hại, là bất đắc dĩ, là dở khóc dở cười, hay là bùi ngùi, dạo gần đây thật sự số đào hoa hơi phất. Phó Tiên Tiên không nói trước đã chạy tới thành phố Lỗ, ở lại rồi mới báo cho hắn, hơn nữa giọng của cô và mệt mỏi lại đơn độc, khiến hắn thấy thương cảm, không vội tới không được. Trong đời người có rất nhiều chuyện. Mà đều là những chuyện bây giờ, trong khoảnh khắc nhìn thấy Phó Tiên Tiên, trong lòng Hạ Tưởng bỗng dưng mềm như nước, lòng vô cùng dịu dàng, người con gái trước mắt, khổ sở đáng thương, giống như con nai mất đi phương hướng, sự mơ màng lộ ra từ ánh mắt khiến hắn không hiểu vì sao đau lòng. Vô tình chưa chắc là hào kiệt, Hạ Tưởng tự nhận không phải là hào kiệt, cũng không phải là đoàn chính thuần, nhưng hắn biết nhược điểm lớn nhất của hắn chính là, quá tốt với những người con gái xung quanh. Thực ra miêu tả chàng hạ đào hoa về hắn khi ở tần đường, rất là chuẩn xác. Phó Tiên Tiên rõ ràng là vừa mới tắm, đầu tóc chưa khô, trên người mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, tuy không nhìn ra dáng người, nhưng trước ngực lại tràn đầy sức sống, vô cùng dễ thấy. Bình tĩnh mà nói, Phó Tiên Tiên trong số những người con gái có liên quan đến Hạ Tưởng, về tướng mạo, không đẹp bằng Nghiêm Tiểu Thì. Nói về vóc dáng, không khỏe đẹp bằng Liên Nhược Hạp. Nói về sự thùy mị. Càng không thể đem ra so với Tào Thù Lê. Nói về sự quan tâm, lại thua Vệ Tân mấy đường. Thậm chí nói về tính tình, cũng không hồn nhiên ngây thơ như Cổ Ngọc. Nhưng sự kiên định trong cái buông thả, sự kiên trì trong cái phóng khoáng của Phó Tiên Tiên, cùng với sự thống nhất toàn mỹ giữa cái thục nữ và hoang dã bên trong sự phóng khoáng của cô, đều là vẻ đẹp khiến người khác thương nhớ nhất, khiến người khác mê muội không dứt được nhất. Đôi chân thanh tú đẹp đẽ, đôi tay đẹp không tả xiết. Phần xương quai xanh vô cùng quyến rũ, cộng thêm bộ đồ ngủ cô buộc nhẹ, sự hấp dẫn trong sự hờ hững, nét đẹp trong sự hấp dẫn,
Sự tinh tế trong nét đẹp, là phong thái trầm luân mà người thường không thể kháng cự được. Phó Tiên Tiên ánh mắt như sương, nước mắt chảy quanh, vừa nhìn thấy Hạ Tưởng, nước mắt đã từng giọt rơi xuống, lập tức nhảy vào lòng Hạ Tưởng, giọng nói như đang mơ mộng. Tối nay không được đi, nhất định phải bên em. Nếu là mê hoặc mang tính mục đích cao như Vương Sắc Phi, nếu là chơi bời mang tính tình dục mạnh như Dương Diêu Nhi, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ kiên quyết nói không, nhưng sự kết hợp hoàn mỹ của hoang dã và thục nữ như cách của Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng muốn từ chối, cũng bất lực, hắn suy cho cùng vẫn là một người đàn ông bình thường, hơn nữa ít nhiều cũng có chút phẩm chất tốt thương hoa tiếc ngọc. Đồng thời, trực giác mách bảo hắn, Phó Tiên Tiên lần này đến, chắc chắn có việc lớn xảy ra, nếu không, tuy cô có mặt phóng khoáng buông thả, cũng sẽ không mê muội đến độ sằng bậy. Cảm nhận được tấm thân nóng bỏng và nỗi bi thương nhẹ nhẹ run rẩy của người đẹp trong lòng, Hạ Tưởng lúc này thật không có suy nghĩ quyến rũ, hắn nhẹ nhàng ôm Phó Tiên Tiên trên giường, đặt cô nằm gọn. Phó Tiên Tiên giống như một đóa hoa tình yêu đón gió thả giận, nhắm chặt hai mắt, trước ngực, giữa cổ và hai má, đã ửng cả lên. Vì nguyên nhân áo tắm mặc bừa, lúc cô nằm trên giường, vạt áo tung ra, để lộ cẳng chân và cặp đùi tròn trịa, khiến người ta động lòng hoa mắt. Mà phần ngực đầy sức sống càng hầu như lộ ra rõ ràng trước mắt Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên lúc này, toàn thân giữa chỉ có một sợi dây cột bừa giữa lưng, chỉ cần Hạ Tưởng kéo nhẹ, cô sẽ để lộ ra khoảnh khắc xinh đẹp nhất trong đời người con gái. Tay Hạ Tưởng chậm rãi đưa về phía trước, dừng lại bên hông cô, sau đó chậm rãi đưa lên, lướt qua cánh tay, cuối cùng lại chỉ vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói. Anh sẽ ở bên em, nếu em có chuyện gì không vui, thì nói ra. Phó Tiên Tiên mở đôi mắt mơ màng, trong mắt đã ứ đầy nước mắt. Bệnh của ông nội đã chẩn đoán chính xác rồi, là ung thư gan, bác sĩ nói có thể còn sống được 5-3 năm nữa, em rất buồn, muốn tìm người ở bên em, nên bay đến tìm anh. Không biết từ lúc nào, Phó Tiên Tiên đã ngủ say đi, là một người con gái vô cùng yêu thương hắn, Hạ Tưởng lúc này chỉ thương hại kéo cô vào lòng, không hề hành động thêm bước nữa, hắn cũng biết. Điều mà Phó Tiên Tiên cần hơn lúc này chính là sự an ủi, chứ không phải là chuyện nam nữ. Bóng đêm chìm sâu ngoài cửa sổ, trong lúc tình thế thay đổi lớn, không ngờ nghe được tin ông cụ Phó mắc bệnh ung thư gan, cũng thật sự khiến Hạ Tưởng giật mình không ít. Dù nói ra, hắn và nhà họ Phó mâu thuẫn sâu sắc, vết thương đã qua có thể che giấu, nhưng trên thực tế vẫn có khả năng có một ngày nhắc lại chuyện cũ, nhưng ít ra giai đoạn hiện tại cũng xem như là chung sống hòa hợp với nhà họ Phó. Vì lợi ích chung cùng với thế cục trong nước và tỉnh tề, Hạ Tưởng vẫn hy vọng ông cụ Phó có thể sống lâu thêm vài năm. Ít nhất về vấn đề lớn như Tống Triều Độ vào bộ, Khâu Nhân Lễ vào bộ và Trần Phong vào bộ, lời nói của ông cụ Phó vẫn có một trọng lượng nhất định. Ung thư gan có biệt danh là vua ung thư, bác sĩ nói sống được 5-3 năm, chẳng qua là phỏng đoán lạc quan, thực tế nói một câu thật lòng khó nghe, càng dùng thuốc đắt thuốc tốt, ngược lại chết càng nhanh. Cứ theo cách điều trị trung y cùng với điều tiết tâm lý bản thân, khả năng sống được thêm nhiều năm mới càng lớn. Bỏ đi, không phải là chuyện hắn nên lo lắng, chỉ cần lão Ngô và lão Cổ khỏe mạnh mới chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Hạ Tưởng ôm Phó Tiên Tiên một đêm, ngày hôm sau, hắn để Phó Tiên Tiên đi tìm Nghiêm Tiểu Thì, sau đó đến thăm Hà Giang Hải. Không ngoài dự đoán, Hà Giang Hải đưa ra một điều kiện trao đổi kinh người. Lão Cổ đã đích thân ra mặt điện thoại tới, ám chỉ bảo hắn đi gặp Hà Giang Hải, Hạ Tưởng liền hiểu đằng sau sự việc, tình thế đã âm thầm xảy ra thay đổi lớn, bởi vậy hắn mới có thể vui vẻ đi đến đó. Với tính cách của hắn, kỳ thực vốn dĩ không quan tâm ánh mắt người khác và dư luận phía sau. Chỉ là không ngờ tới rằng, vẫn có người chú ý chặt chẽ nhất cử nhất động của hắn, đối với lập trường của hắn về vụ việc Hà Giang Hải, vẫn luôn không dám phớt lờ ngay lúc Hạ Tưởng trên đường đến bệnh viện. Nhận được điện thoại của Chu Hồng Cơ. Phó Bí Thư Hạ, nghe nói anh sắp gặp Hà Giang Hải. Chu Hồng Cơ cũng thẳng thắn, vừa bắt máy đã hỏi đến vấn đề mấu chốt. Đều là đồng sự, vẫn muốn thăm hỏi chút, tôi đã chuẩn bị hoa tươi với trái cây, đại diện cá nhân thể hiện sự thăm hỏi thân thiết đối với sự không may của đồng chí Hà Giang Hải. Hạ Tưởng bật cười ha hả, trong lòng không vui đối với sự nhanh nhạy tin tức và quan tâm quá mức của Chu Hồng Cơ đến nhất cử nhất động của hắn. Nói trắng ra, hắn và Chu Hồng Cơ không phải đồng minh, nói sâu thêm chút nữa, sau khi Hà Giang Hải hạ đài, đại cục tỉnh tề, từ ba cực trở thành hai cực, giữa hắn và Chu Hồng Cơ sẽ từ hợp tác có hạn của hiện tại mà càng lúc càng xa,
một ngày nào đó sẽ đứng trên lập trường của mỗi người, trở thành thế đối lập. Chu Hồng Cơ hiện tại vẫn còn nhiệt tình quá mức với hắn, không phải không nhìn rõ tình thế, mà là cấp bách muốn lợi dụng hắn để hung hăng phá hủy Hà Giang Hải. Nhưng hiện tại, Hạ Tưởng lại thay đổi chủ ý, không hề cho rằng việc một phát phá hủy Hà Giang Hải là có lợi nhất với hắn. Bởi vì nếu Hà Giang Hải sụp đổ hoàn toàn, Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân cũng sẽ thu được cái lợi lớn trong đó. Chu Hồng Cơ ít nhiều nhìn ra ý trong lời của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng cố ý nhấn mạnh việc đi thăm Hà Giang Hải là hành động cá nhân, liền cười. Nói đùa thôi, thực ra nha nội càng hy vọng người đầu tiên anh thăm, là ông ta. Hạ Tưởng không tiếp lời, trong lòng không đồng ý với tâm lý bức thiết của nha nội. Cho đến bây giờ, nhân vật đằng sau nha nội chưa hề bày tỏ điều gì đối với việc hắn ra tay cứu giúp nha nội, bất luận vì tự cho rằng mình ở trên cao hay xuất phát từ nguyên nhân khác, dù là ít nhất cũng không bày tỏ thành ý, hắn hà tất phải gặp mặt nha nội. Hắn không cần nịnh bợ người đằng sau nha nội, cũng không cần thể hiện tốt với đối phương, nha nội chỉ nói muốn gặp mặt hắn, cũng không bày tỏ gì đối với ơn cứu mạng của hắn. Hơn nữa hiện tại phe phản đối đang cần hắn, thậm chí là muốn lợi dụng hắn, lẽ nào còn muốn hắn chủ động tới tận cửa. Thật sự là nghĩ hay quá. Chu Hồng Cơ dường như cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Hạ Tưởng, liền nói tiếp. Thật ra nha nội muốn gặp mặt bày tỏ cảm tạ với anh, cũng đã chuẩn bị một phần quà. Còn nữa, cậu ấy nói sau khi đợi vết thương đỡ, mời anh đến Bắc Kinh, làm khách tại nhà cậu ấy. Thay tôi cảm ơn ý tốt của nha nội. Chút chuyện nhỏ, không cần phải để trong lòng, bảo cậu ấy cố gắng dưỡng thương là được rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian đi thăm cậu ấy. Hạ Tưởng vẫn không nóng không lạnh đáp lại một câu. Chu Hồng Cơ lại vẫn không cúp máy. Tôi nghe nói Cục Công an thành phố sắp kết thúc vụ án Chu Trấn Ba và Triệu Mẫu Đan. Có tin bảo, Chu Trấn Ba và Triệu Mẫu Đan có dính dáng với Hà Giang Hải, hơn nữa lúc Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang thẩm vấn vụ tham ô hủ bại cục vụ muối, cũng có chứng cứ cho thấy. Hà Giang Hải ở vụ Trần Thu Đống tự sát, có trách nhiệm chính trị nhất định. Được, Chu Hồng Cơ vào lúc không thích hợp, đưa ra câu hỏi không thích hợp, Hạ Tưởng liền phớt lờ. Tôi phải đến bệnh viện ngay rồi, đợi sau khi về tỉnh ủy hãng nói. Dầu dĩ cúp điện thoại với Hạ Tưởng, suy nghĩ Chu Hồng Cơ lay động, lập trường của Hạ Tưởng bắt đầu lung lay rồi, lẽ nào nói, Hạ Tưởng đã có điều hoài nghi với sự vội vàng của y. Lại liên tưởng đến lần Hạ Tưởng ở cuộc họp văn phòng, đột nhiên đề nghị để lệnh truyền chí tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch tỉnh đề nghị có hiệu quả hay không tạm thời chưa nói đến, quan trọng là dụng ý sâu xa đằng sau sự đề cử của Hạ Tưởng không thể không khiến y suy nghĩ nhiều đã cho thấy, về lập trường hợp tác có hạn với y của Hạ Tưởng, đã có sự buông lỏng, có sự dao động, hơn nữa có thể lý giải rằng, hành động đề cử lệnh truyền chí là sự ngoài gõ trong đánh đối với y. Quả thật, Chu Hồng Cơ cũng thừa nhận. Khi y hợp tác có hạn với Hạ Tưởng, cũng có suy nghĩ lợi dụng Hạ Tưởng trong đó, nhưng Hạ Tưởng chắc chắn cũng suy nghĩ lợi dụng y như vậy. Không ai cao thượng hơn ai là mấy, trên chính trị, lấy tiêu chuẩn cao thượng đánh giá chính trị ra là hành vi vô cùng nực cười. Chỉ là trước lúc thế cục cuối cùng của tỉnh Tề còn chưa ngã ngũ, Hạ Tưởng đã rõ ràng không thân với y, rốt cuộc là ý muốn gì. Chu Hồng Cơ cũng suy nghĩ về hướng đi của tỉnh Tề sau thời của Hà Giang Hải. Muốn mượn sự rớt đài của Hà Giang Hải triệt để quét sạch thế lực địa phương tỉnh Tề, đã không thực tế lại không có khả năng, chỉ có thể nói vụ việc Hà Giang Hải khiến thế lực địa phương tỉnh Tề tổn thất lớn nguyên khí. Nếu tiếp tục đào sâu tiếp, có thể nhờ vào hành động càn quét cái xấu, tiếp tục châm khói thuốc tại tỉnh Tề, từ đó khiến thế lực địa phương tỉnh Tề gục ngã không gượng dậy được. Nhưng thái độ hôm nay của Hạ Tưởng rõ ràng cho thấy, Hạ Tưởng muốn để vụ việc dừng lại ở Hà Giang Hải, hắn muốn rút tay rồi. Sao có thể, nên đem dũng khí truy tàn quân, sao có thể buông tay như vậy, chẳng phải để mất cơ hội tốt sao? Càng nghĩ, Chu Hồng Cơ bỗng nhiên giật mình, lẽ nào là, Hạ Tưởng và Hà Giang Hải chẳng lẽ đã đạt được điểm chung gì đó ở đằng sau, điều cần không phải là đánh tan toàn bộ thế lực địa phương, mà là muốn hợp nhất. Nếu thật sự như vậy, Hạ Tưởng sẽ tăng mạnh thực lực, trong hai phía đối lập của tỉnh Tề tiếp theo, sẽ ở thế thượng phong tuyệt đối. Sau khi Chu Hồng Cơ bừng tỉnh, mới lập tức hiểu ra vốn dĩ Hạ Tưởng vẫn nhìn xa hơn y, lại vượt lên trước y một bước. Sau sự kinh ngạc, Chu Hồng Cơ lại trở lại bình tĩnh, phân tích lại tình thế lần nữa, rồi im lặng cười, Hạ Tưởng có kế trương lương, y cũng có mưu hàn tín, Hạ Tưởng muốn buông tha Hà Giang Hải, trong tay y có chứng cứ sâu sắc, nếu đưa thẳng lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương,
không lo gì Hà Giang Hải không sụp đổ hoàn toàn, đến lúc đó, mộng đẹp của Hạ Tưởng sẽ tan vỡ. Không nói về suy nghĩ và hành động sau lưng của Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng đã đến phòng bệnh cán bộ cao cấp, gõ cửa phòng bệnh Hà Giang Hải. Điều không giống với khuôn mặt tiều tụy đầy râu của Hà Giang Hải trong tưởng tượng là, trạng thái tinh thần của Hà Giang Hải lại không tồi, ngoài việc cái chết của con trai đem tới y sự đả kích chí mạng, một loạt những sự việc ngẫu nhiên khác, dường như không hề tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với y. Thật ra cũng không sao cả, nỗi đau mất con tuổi trung niên, đã vượt xa sự được mất về quyền lực, đến vị trí của Hà Giang Hải, lại tiến thêm bước nữa, với vị trí trước mắt có khác nhau là mấy. Trong mắt y chính và tỉnh khác nhau không lớn lắm, nhưng có con trai và không có con trai, khác nhau lớn lắm. Vừa nhìn thấy Hạ Tưởng tới, tinh thần của Hà Giang Hải vô cùng phức tạp, đã có căm hận, lại không cam lòng, nếu càng quan sát tỉ mỉ, có lẽ còn có hối hận và buông xuôi. Con đường đời đều là tự mình lựa chọn, đi về phía con đường sáng sủa hay một bước sôi hỏng bỏng không, đều không thể trách người khác. Hà Giang Hải bây giờ có kết cục như thế này, nói thật lòng, y vẫn không thể trách được Hạ Tưởng nửa câu. Hà Giang Hải nằm dựa trên giường, Hạ Tưởng vừa vào, y liền ngạc nhiên, sau đó cố gắng ngồi thẳng, muốn xuống giường, Hạ Tưởng liền vội vàng bước lên phía trước, đỡ lấy y. Bí thư Hà, cứ nằm đi, đừng dậy. Một nửa là mệnh lệnh, một nửa là oán trách, có vẻ vừa nghiêm nghị lại vừa thân thiết. Tuy không tin Hạ Tưởng xuất phát thật lòng, Hà Giang Hải vẫn bỗng nhiên cảm thấy cay mũi. Ngàn lời không biết nói từ đâu, bỗng hòa lên tiếng khóc. Phó bí thư Hạ, tôi, thật là oan uổng, tôi thật xui xẻo quá. Tiếng kêu đau đớn này, khiến người khác thấy thê lương. Xuất phát từ góc độ luân lý làm người cơ bản nhất, Hạ Tưởng thật sự thương tiếc cho bất hạnh của Hà Giang Hải, và thể hiện sự thông cảm sâu sắc. Nhưng, người đáng thương có chỗ đáng giận, đằng sau nông nỗi này của Hà Giang Hải, lẽ nào không phải là tự làm tự chịu. Hà Giang Hải kéo lấy tay Hạ Tưởng, đau khổ khóc thất thanh. Đều trách tôi lòng tham vô hạn, nếu sớm thu tay, làm gì đến nông nỗi bây giờ. Phó bí thư Hạ, tôi coi như nhìn thấu rồi, sau khi xảy ra chuyện, anh là lãnh đạo tỉnh ủy đầu tiên đến thăm tôi, thật là tình người mỏng như tờ giấy. Nếu lúc nãy Hà Giang Hải bật khóc khiến Hạ Tưởng sinh lòng đồng cảm, thì câu nói vừa rồi khiến Hạ Tưởng hiểu ra. Hà Giang Hải trước việc chịu đựng nỗi đau mất con cùng với việc đối mặt với bước ngoặt to lớn sắp sửa mất đi tất cả, thật ra vẫn giữ đầu óc tỉnh táo như cũ. Bởi vì y trợn mắt nói bậy, ai cũng biết, Viên Húc Cường mới là lãnh đạo tỉnh ủy đầu tiên thăm y. Nhân vật chính trị, không thể đánh giá như với người thường, trấn an Hà Giang Hải mấy câu, rồi ngồi đợi Hà Giang Hải đi vào việc chính, bởi vì hắn đến thăm Hà Giang Hải lần này không phải vì trong lòng muốn an ủi Hà Giang Hải mà đến. Hơn nữa giữa hắn và Hà Giang Hải không có tình cảm đó, hắn đến là để đợi Hà Giang Hải đưa ra điều kiện trao đổi. Hà Giang Hải khóc một mạch, bất luận là trong lòng muốn vậy hay là muốn làm nổi không khí, dù sao thì sau khi khóc xong, y lại bắt đầu sám hối, nói không nên như thế như thế, đầu tiên là nhìn nhầm người, gần gũi với Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ, là y có mắt không tròng. Sau đó lại nói y chỉ thị mấy người chặn xe nha nội giữa đường, chỉ là làm nha nội ấm ức. Không hề có ý muốn hại nha nội, cuối cùng sự việc không thể kiểm soát, y tuy cũng có trách nhiệm, nhưng hoàn toàn không phải là dự tính ban đầu của y, cụ thể đằng sau là hành động của ai, y cũng đã điều tra ra chân tướng, đến lúc đó sẽ có giải thích cụ thể với tỉnh ủy và trung ương. Hạ Tưởng càng nghe càng thấy không phải, nghe ý của Hà Giang Hải, vẫn cho rằng y có khả năng chờ mình, sẽ không bị loại trừ hoàn toàn. Hà Giang Hải là hy vọng hão huyền. Hay là thật sự có được bảo đảm gì đó của cấp trên? T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Được rồi, Hạ Tưởng lần này đến, vốn cho rằng Hà Giang Hải hoàn toàn chịu thua, hơn nữa cúi đầu nghe lời, không nghĩ y lại còn ảo tưởng, cho rằng đưa ra kẻ đằng sau ép nha nội vào chỗ chết, y có thể ung dung thoát khỏi tai nạn. Quả thật, sau khi mất đi con trai, có thể giữ được chức quan đối với Hà Giang Hải mà nói. Là sự an ủi và thắng lợi lớn lao, nhưng rốt cuộc là Hà Giang Hải không phân rõ tình thế, hay là y lại bị người khác lợi dụng, với thế cục hiện tại, tỉnh tề làm gì còn đất cho y dung thân. Hạ Tưởng không muốn thẳng thừng làm Hà Giang Hải tỉnh mộng, chỉ nói. Có vấn đề gì có thể phản ánh với tỉnh ủy và trung ương, tôi đến thăm anh, chỉ là đại diện cá nhân tôi. Hà Giang Hải lập tức ngây người,
ít nhiều cũng biết Hạ Tưởng đã không kiên nhẫn với màn biểu diễn của y, liền đàng hoàng nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi có ba điều kiện, nếu anh đồng ý, không chỉ tôi chủ động rút lui, còn giúp anh ở tỉnh Tề thẳng tiến không lùi. Trước khi đến đây, Hạ Tưởng đã sớm đoán định Hà Giang Hải có điều kiện, không ngờ Hà Giang Hải còn có ý khoe khoang thể hiện trước mặt hắn, cũng tốt, hoặc là cố ý gây nhầm lẫn cũng được, dù sao hai bên cùng nhau gây sức ép, thấy hắn không đủ kiên nhẫn nữa mới vào chủ đề chính, quả là vô vị hết nói. Vẫn tưởng trong tay y nắm giữ đủ phần lợi thế. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Hà Giang Hải lẽ ra nên biết đến một câu, Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà. Vì thế Hạ Tưởng chỉ cười chứ không nói gì, kỳ thực thái độ rất rõ ràng, có chuyện thì nói nhanh, những câu nói tục phía hắn không nói nữa. Hà Giang Hải thấy Hạ Tưởng không hề lay chuyển, đành phải lại thay đổi biểu hiện. Một vẻ mặt ưu sầu, gã thở dài một tiếng. Phó Bí Thư Hạ, tôi thật sự 100% thành tâm. Hạ Tưởng trong lòng nghĩ, nếu như ông thực sự có thành ý, Hà tất vừa rồi vừa khóc vừa múa diễn, hắn không phải lãnh đạo gì ở Trung ương. Hà Giang Hải dở khổ nhục kế cũng được, diễn bi kịch cũng tốt, coi như đả động được hắn, hắn cũng không quan tâm. Hạ Tưởng cũng chỉ thản nhiên gật đầu nói. Phó Bí Thư Hà, tôi cũng là mang thành ý mà đến. Vì thế, tôi với anh nên thẳng thắn với nhau thì hơn. Hà Giang Hải trố mắt mấy lần, cuối cùng ngộ ra gã một phen ra sức biểu diễn không làm Hạ Tưởng thấy bất kỳ áp lực nào, cũng không khiến Hạ Tưởng dành cho gã thêm một tia thông cảm. Càng không khiến Hạ Tưởng mất đi sức phán đoán chính xác. Đành hoàn toàn thừa nhận thất bại, chỉ còn nước miễn cưỡng đánh ra quân bài chưa lật. Quân bài ấy, thật ra gã cũng chuẩn bị kỹ rồi, chẳng qua như mọi chính khách khác, đều muốn giữ lại cho riêng mình chút điều kiện có lợi, nào ngờ Hạ Tưởng lại hoàn toàn không cắn câu. Phương pháp của Hà Giang Hải cũng như những thủ pháp thông thường của vô số những chính khách khác, giống như những chính sách của Trung ương, vốn dĩ là chính sách tốt, nhưng đến lúc chấp hành ở tỉnh, sẽ bị thêm mắm thêm muối để chính sách có lợi cho tỉnh đó. Cũng như vậy, đến thời điểm được chấp hành ở thành phố, lại được lãnh đạo thành phố điều chỉnh, mà đến được tay một cá nhân chấp hành cụ thể, sẽ lại ôm tư tưởng kiếm được cái gì tốt cái đố để thực thi. Sau nhiều lần cắt gọt như vậy, chính sách dù tốt cũng sẽ bị biến mùi. Hạ Tưởng rất rõ thủ đoạn của Hà Giang Hải, cũng không đấu trí với gã, nhất quyết ngay cả một lời cũng không tiếp, khiến gã tự bẽ mặt. Bởi nhẽ hiện tại đến tư cách đàm phán gã cũng không còn nữa, vẫn còn muốn lên mặt bát nháo sao. Hạ Tưởng đồng ý tới, nhưng không phải vì đàm phán với Hà Giang Hải, mà là đàm phán với thế lực sau lưng Hà Giang Hải. Hà Giang Hải cứ ngỡ gã còn có cái quyền cò kè mặc cả. Hạ Tưởng trong lòng cười khinh bỉ, đồng tình là đồng tình, nhưng đồng tình không thể hiện trong việc chính trị. Trong mắt Hạ Tưởng, Hà Giang Hải đã bị tước đi quyền lực chính trị suốt đời. Hà Giang Hải tuy là bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải cúi đầu, trước mặt Hạ Tưởng, tư cách gã đã bị phá vỡ rồi. Phó Bí Thư Hà, hôm qua, tôi đã đệ đơn từ chức lên Trung ương rồi. Câu nói đầu tiên của Hà Giang Hải đã khiến Hạ Tưởng phải giật nảy mình. Điều đáng kinh ngạc không phải ở chỗ Hà Giang Hải trình đơn từ chức, cũng không phải vì sau khi Hà Giang Hải từ chức, lại còn mặt dày cò kè trả giá với hắn, mà là ý nghĩa chính trị đằng sau việc Hà Giang Hải xin từ chức. Còn có thủ pháp chính trị. Phải thừa nhận, việc Hà Giang Hải không nói với tỉnh ủy mà chủ động xin từ chức quả là cao kiến. Hơn nữa, trong cuộc đọ sức tiếp theo, nắm giữ được quyền chủ động nhất định, cũng thể hiện một phương diện rèn luyện chính trị sáng suốt và quyết đoán kịp thời. Nếu như Hạ Tưởng đoán không sai, kế này chắc hẳn phải là chủ ý của Diệp Thiên Nam. Trên chiến trường, có binh pháp ai binh tất thắng chịu đau khổ nhiều thì ắt sẽ vùng lên và giành thắng lợi, thì trong chính trị cũng có thủ pháp ai binh tất thắng như vậy. Hà Giang Hải lấy thế yếu của mình mà dọa người khác, chủ động xin từ chức. Tuy rằng thủ đoạn của gã so với Diệp Thiên Nam năm ấy là giống nhau, nhưng có điểm khác với cách làm của Diệp Thiên Nam năm đó là từ chức giả tiến bộ thật, thì Hà Giang Hải nhất định là từ chức thật. Lùi một bước tiến ba bước, tuy rằng xét tình trạng của Hà Giang Hải, đơn từ chức một khi được nộp đi, Trung ương chắc chắn sẽ thuận lợi phê chuẩn. Nhưng dù gì gã cũng đã làm bộ làm tịch, lại thêm sau lưng có người nói đỡ, mức kỷ luật đối với Hà Giang Hải ắt hẳn sẽ giảm đáng kể. Chị người nên cân nhắc đến nhân tình, dù sao người ta con cái đều không còn nữa rồi. Xuất phát từ việc giữ gìn một cục diện chính trị ổn định và đoàn kết, xuất phát từ việc bảo vệ đại cục của tỉnh Tề, vấn đề của Hà Giang Hải cuối cùng sẽ bị xử phạt ra sao, e rằng cũng không phải là kết quả khả quan cho lắm.
Cũng may, những suy đoán của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ là không giống nhau. Chu Hồng Cơ vẫn tưởng một tiếng trống có thể dìm chết Hà Giang Hải, kỳ thực sau khi con trai Hà Giang Hải vừa chết, lại nghe phong thanh tin Viên Húc Cường từ chức sớm, Hạ Tưởng đã nhạy bén ý thức được sự việc đã xuất hiện biến cố, nhất định lập trường của Trung ương khả năng sẽ dịu đi. Nếu không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, dự tính cuối cùng vẫn là một kết cục vui vẻ, còn vui vẻ đến mức nào, phải xem trình độ nhượng bộ của các bên đã. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ giữ một vẻ mặt trầm ngâm, vỗ vỗ vai Hà Giang Hải. Hà Giang Hải đến đây mới thực sự lộ ra một vẻ mặt xám ngoét, lại than thở. Vất vả cả một đời người, rơi vào cái kết cục này, sớm biết như vậy, hà tất phải làm như trước. Tự oán tự trách một câu, lại nói. Tôi xin nói thẳng vậy, Phó Bí Thư Hạ, tôi xin đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, Triệu Mẫu đơn cắn người bừa bãi, sẽ ảnh hưởng tới cục diện chính trị ổn định đoàn kết, ả là mụ đàn bà lăng loàn, nên trực tiếp bắn chết. Nói rất thô, nhưng đạo lý lại rất đích xác. Thứ hai, chủ nhiệm Chu đã làm quá rồi, nếu như không có sự hỗ trợ của Phó Bí Thư Hạ, cũng có thể dừng lại được rồi. Lại nói thêm, sau khi Viên Húc Cường rút lui, ứng cử viên lên tiếp nhận, Phó Bí Thư Hạ không cần khách khí, có lời cứ nói. Cá nhân tôi nhận thấy, Lý Ninh Sơn thật ra lại là một ứng cử viên tốt. Thứ ba, tôi dù gì cũng từ chức rồi, rất nhiều cán bộ tỉnh tề có tư tưởng quê nhà mạnh mẽ, ở tỉnh ủy không thể không có cột cờ, theo tôi thì, ngoài Phó Bí Thư Hạ ra, không thể có thêm ứng cử viên thứ hai nào khác. Hà Giang Hải nói xong, dường như đã dùng cạn sức lực toàn thân, lim dim hai mắt, sau đó dùng lực ngả mình về phía sau, rơi vào trạng thái mê man. Dường như chỉ trong chốc lát, Hà Giang Hải đã già đi 10 tuổi. Đúng vậy, người sống một hơi, tâm khí đã không còn, tinh thần cũng liền suy sụp. Hà Giang Hải của hiện tại, đã đánh ra toàn bộ quân bài của mình, gã ở trước mặt Hạ Tưởng, cũng tương đương như chả còn chút lợi thế có thể ứng phó nữa, chỉ có thể đợi Hạ Tưởng ra phán quyết cuối cùng. Hạ Tưởng cũng không để ý gì đến bộ dạng với khuôn mặt xám trắng của Hà Giang Hải, mà trong lòng hắn bão sóng bập bùng, ba điều kiện của Hà Giang Hải, phải nói quả thật 10 phần thành ý, nhưng vẫn như dữ liệu trước kia của Hạ Tưởng, điều cũng nằm trong một mạch với chiến lược chủ động từ chức lấy lùi mà tiến của Hà Giang Hải mà thôi. Cứ cho Hà Giang Hải có thành ý thật, nhưng vì gã mà thực hiện hai điều kiện tiên quyết kia, cũng không phải việc dễ. Hai điều kiện tiên quyết với việc Hà Giang Hải chủ động từ chức, mục đích là giống nhau, chính là khiến cho sự việc của Hà Giang Hải chấm dứt tại đây, không phát sinh thêm, không làm to ra. Sau khi Hà Giang Hải chủ động từ chức, nhờ việc này vẽ lên một dấu chấm hết, không gây thêm bất kỳ biến chứng nào nữa. Hạ Tưởng có thể tiếp nhận thế lực địa phương mà Hà Giang Hải để lại. Lại thêm nếu như Hạ Tưởng có thể thuyết phục thế lực gia tộc gật đầu, lại thông qua cổ thu thật đạt được sự đồng ý ngầm của Tổng Bí Thư, thế lực gia tộc và đoàn hệ cùng nhau cho phép, hệ bình dân lại gật đầu nữa, thì việc nhậm chức của Lý Đinh Sơn sẽ như ván đã đóng thuyền. Bí thư thành ủy thành phố Lỗ là một vị trí tốt, Viên Húc Cường rút lui là vì tuổi tác đã đến lúc, nếu không tất nhiên sẽ tăng lên một bậc, vị trí phó bí thư tỉnh ủy về cơ bản không thành vấn đề. Nói cách khác, nếu như Lý Đinh Sơn lúc này chuyển nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Lỗ, với độ tuổi của y, sau khi mãn nhiệm, đương nhiên có thể thuận lợi mà tiến thêm một bước. So với vị trí hiện tại là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, có thể nói tiền đồ đã sáng lạn hơn nhiều. Thông thường phó chủ tịch tỉnh sau một nhiệm kỳ mà phất lên không nhiều, tương tự, làm ủy viên thường vụ vẫn không bằng giữ vị trí bí thư thành ủy một thành phố cấp phó tỉnh. Nếu nói việc Hạ Tưởng ra mặt ngăn cản Triệu Mẫu đơn lại cắn người bừa bãi là không mấy khó khăn, thì hắn lại phải khuyên bảo Chu Hồng Cơ dừng tay, chấm dứt việc điều tra Hà Giang Hải, để tránh sự việc của gã vỡ lở, thậm chí cuối cùng nói không chừng sẽ động đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, thì khó khăn cũng không nhỏ. Nhà nội suýt bỏ mạng, tất nhiên có người hận Hà Giang Hải đến tận xương tủy, mặc kệ Hà Giang Hải có ra sức thanh minh như thế nào, chuyện sự việc ngoài tầm kiểm soát không hề can hệ đến gã. Dù gì sự việc cũng do một tay gã gây ra, nói nhiều cũng vô ích. Liên tưởng đến những phong ba ở Tần Đường năm đó, đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ, Hạ Tưởng thậm chí có thể kết luận, Hà Giang Hải chắc chắn đã nghe phong thanh. Có khả năng Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã bắt tay vào điều tra các loại vấn đề của gã, nói đúng hơn, quyết không bỏ sót, chém ngay trên ngựa, không khiến gã thân bại danh liệt, thề không buông tha. Đối với việc này, Hạ Tưởng tràn đầy nhận thức. Những chuyện xảy ra ở Tần Đường cho đến ngày hôm nay vẫn như ngay trước mắt. Hắn lúc đó sở dĩ vẫn tồn tại được,
một là tự mình vượt qua thử thách, hai là chuẩn bị đầy đủ, ba là phản kích đủ nhanh. Nhưng Hà Giang Hải lại không như hắn, rắc rối đầy mình, lại ngang nhiên động chạm đến nhân vật cấp cao. Có thể bảo toàn tính mạng đã là vạn phúc rồi, Hà Giang Hải còn muốn yên ổn rút lui, sau đó an nhàn dưỡng già, có người đồng ý mới lạ. Không khí bên ngoài so với mùi thuốc tẩy của bệnh viện còn dễ ngửi hơn nhiều, mặc dù không khí vẫn còn nóng bức đến bực bội, nhưng Hạ Tưởng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi trên xe về tỉnh ủy, Ngô Thiên Tiếu thấy Hạ Tưởng sắc mặt như thường, chỉ có điều không nói chuyện nhiều lắm, liền cẩn thận hỏi một câu. Phó Bí Thư Hạ, vừa rồi trưởng ban thư Lý Ôn gọi điện tới, nói có việc cần báo cáo. Chắc chắn là chuyện về Triệu mẫu đơn. Hạ Tưởng nhấc tay xem đồng hồ, đã đến giờ cơm trưa rồi, liền nói. Thiên Tiếu, tìm chỗ ăn cơm thôi, bảo Tử Tuyền cùng đi. Ngô Thiên Tiếu vâng một tiếng, vội vã gọi điện sắp xếp. Hạ Tưởng tâm tư vẫn còn chìm đắm, lúc gặp Hà Giang Hải, hắn vẫn chưa hề trực tiếp trả lời Hà Giang Hải, chỉ gật gật đầu, bắt tay xong liền rời khỏi phòng bệnh của Hà Giang Hải. Do hắn ra mắt, sau đó Khâu Nhân Lễ bí mật tiếp tay, tại tỉnh ủy, kiềm chế một cách hiệu quả việc Chu Hồng Cơ tiến thêm một bước trong việc điều tra Hà Giang Hải là không khó. Có khó là khó ở chỗ, hắn cũng không rõ nhận định phía bên ủy ban kỷ luật trung ương với vận mệnh cuối cùng của Hà Giang Hải, rốt cuộc sẽ mất bao nhiêu sức mạnh. Nếu như lại xuất hiện một trận giông bão như ở Tần Đường, hắn cũng không bảo vệ nổi Hà Giang Hải. Vẫn còn một điểm, Chu Hồng Cơ vì lý do lập trường cá nhân, cũng không dễ dàng bỏ qua cơ hội đẩy Hà Giang Hải đến chỗ chết. Muốn đạt được lời hứa đầu môi mà khó thành hiện thực của Hà Giang Hải, độ khó cũng không phải hạng thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ, thực sự muốn phe phản đối nhân cơ hội này làm cho Hà Giang Hải bị tê liệt một cách triệt để hay sao? Hà Giang Hải chết không đáng tiếc, nhưng về mặt chính trị, sẽ không phù hợp với lợi ích lâu dài của Hạ Tưởng. Phải làm sao đây? Hạ Tưởng thật không ngờ tới là, hắn đang ở thế khó, lại có một người ngoài cuộc vào đánh thức, khiến hắn đột nhiên mở mang đầu óc, lại nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn và quyết định cuối cùng. Không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, Ôn Tử Tuyền quả thực đến để báo cáo tiến triển vụ Triệu mẫu đan. Vương Sắc Phi chấp nhận điều kiện của Hạ Tưởng, tuy rằng đối với việc hợp tác cùng Nga Ni Trần cô ta có chút không vui, nhưng vẫn muốn đích thân ra mặt tìm Hạ Tưởng thương lượng, cho rằng Hạ Tưởng sẽ chia chác cho cô ta vài phần. Lại bị Ôn Tử Tuyền khuyên ngăn. Ôn Tử Tuyền biết Phó Bí Thư Hạ hiện tại rất nhiều chuyện phải lo, vấn đề của Triệu mẫu đơn trong mắt cô ta và Vương Tường Vi, dường như là việc kinh thiên động địa. Nhưng đối với một người trước nay chưa bao giờ biết phạm lỗi trên trường kinh tế như Phó Bí Thư Hạ mà nói, hắn chưa từng quan tâm sản nghiệp còn lại là bao nhiêu tiền, sẽ bị chia chác ra sao, hắn chỉ để ý quá trình phân phối có hợp lý hợp pháp hay không, và kết quả cuối cùng có đạt yêu cầu của hắn hay không mà thôi. Ngoài chuyện đó ra, những chuyện nhỏ đầu thừa đuôi thẹo, tốt nhất không nên phiền hắn, việc lớn của tỉnh Tề đã đủ để hắn lao tâm rồi. Ôn Tử Tường liền khuyên Vương Tường Vi một phen, Vương Tường Vi suy cho cùng là người thông minh, một chốc liền thấu, không nói gì nữa, liền đồng ý, đồng thời ra mặt đến Cục Công an thành phố gặp Triệu mẫu đơn. Vương Tử Tuyền chính là muốn báo cáo với Hạ Tưởng chuyện gặp nhau giữa Vương Tường Vi và Triệu mẫu đơn. Vương Tường Vi vốn cũng muốn tự mình báo cáo với Hạ Tưởng, Ôn Tử Tuyền lại ra hiệu, không đồng ý. Vương Tường Vi phong thái yêu kiều, đến cô nhìn còn thấy có chút rung động. Thân là phụ nữ luôn thích nghĩ nhiều, cho dù Phó Bí Thư Hạ đối với Vương Tường Vi cũng không thể hiện nhiệt tình quá mức, nhưng có thể phòng bị một chút thì cứ phòng bị. Hạ Tưởng, Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền ba người một nhóm, tìm một quán yên tĩnh mang phong vị thôn quê, cũng không có nhiều món ngon gì, đạm bạc một chút, bắt đầu ăn cơm. Nói về Hạ Tưởng, hắn luôn thích khẩu vị thanh đạm, hơn nữa, về phương diện tiền bạc chỉ nhìn là biết. Ôn Tử Tuyền ban đầu còn tưởng Hạ Tưởng giả bộ thanh cao, làm bộ làm tịch, lâu dần tiếp xúc nhiều mới biết, Hạ Tưởng lời nói đi đôi với việc làm, tuyệt đối không phải loại ngụy đạo học hay giả đứng đắn, quả là phải thấy thì mới biết, đã khiến cô vô cùng khâm phục. Thế nhân đều khổ sở vì tiền tài, ăn uống và phụ nữ. Về phương diện phụ nữ, nhìn không ra xu hướng của Phó Bí Thư Hạ. Nhưng nghe nói bên cạnh Phó Bí Thư Hạ không thiếu gì người đẹp, nghĩ cũng thấy đúng. Nếu lấy vẻ đẹp trai, tuổi tác và địa vị của Phó Bí Thư Hạ mà nói, bên cạnh không có người đẹp mới lạ. Chỉ có điều so với những cán bộ khác, vừa nhìn thấy người đẹp là đã không nhúc nhích nổi thì biểu hiện của Phó Bí Thư Hạ hẳn là cao hơn nhiều rồi. Thân là người trong chốn quan trường, Cùn đã từng gặp không ít phụ nữ đẹp,
Ôn Tử Tuyền bước trên con đường này đã gặp vô số viên quan chẳng khác gì quỷ háo sắc, thậm chí có những tên tố chất thấp hèn, ngay trên bàn rượu dám trực tiếp động chân động tay. Rồi đến một mức nhất định, dù chưa thất thần tại chỗ, cũng sẽ biểu hiện quá mức sự hứng thú và khiêu khích. Về nhu cầu quá mức trên phương diện ăn uống, sự tham lam vô đáy trên phương diện tiền bạc, so với Phó Bí Thư Hạ lại càng khác biệt một trời một vực. Phó Bí Thư Hạ mới là hình tượng quan lớn lý tưởng nhất trong mắt Ôn Tử Tuyền. Hạ tưởng hẳn cũng không biết trong suy nghĩ của Ôn Tử Tuyền, hình tượng hắn lại được đề cao lên vài trượng, hắn thật thà cắm mặt mải miết ăn. Ăn xong cũng không khách khí. Tử Tuyền, có chuyện gì? Khẩn trương nói, buổi chiều vẫn còn nhiều việc. Ôn Tử Tuyền ngày càng thích sự thân thiết bên trong sự mạnh mẽ của Hạ Tưởng, đáp. Vương Tường Vi và Triệu Mẫu Đơn đã gặp nhau, Triệu Mẫu Đơn không muốn chết, muốn được lập công chuộc tội, điều kiện mà ả đưa ra là chấp nhận phá sản. Triệu Mẫu Đơn muốn giữ lại tính mạng, kỳ thực không phải việc dễ, chủ yếu là do trước kia ả đã làm quân cờ cho quá nhiều thế lực, những lời không nên nói đã nói quá nhiều, những người không nên cắn cũng đã cắn quá nhiều. Hạ Tưởng cứ cho là muốn ra tay giúp đỡ, cũng không tìm được khe hở nào. Ôn Tử Tuyền ngay lập tức tiết lộ một tin giật gân hơn. Triệu Mẫu Đơn còn nói, có người chuyển lời với ả, chỉ cần ả cắn Hà Giang Hải không tha thì sẽ có đường sống. Bây giờ ả không tin bất cứ ai, chỉ tin Vương Tường Vi, hy vọng Vương Tường Vi chỉ cho ả một con đường. Vương Tường Vi nói cô ấy nghe theo hướng dẫn của Phó Bí Thư Hạ. Vương Tường Vi chắc chắn hiểu biết về nội tình tỉnh tề không nhiều, song với vị trí là một người ngoài cuộc. Vậy mà hiện tại lại trở thành một điểm tựa tuy không dễ thấy nhưng lại rất quan trọng của tỉnh tề, cũng là sự việc ngoài ý muốn, cũng đủ để nói lên một đạo lý, không nên xem nhẹ sức ảnh hưởng của bất cứ người nào. Cho nên quan điểm của Hạ Tưởng bây giờ là, những mâu thuẫn có thể hóa giải thì lập tức hóa giải. Bằng hữu có thể kết giao thì lập tức kết giao. Thêm một người bạn chưa chắc đã thêm được một con đường, nhưng thêm một kẻ địch lại là thêm một bức tường chắn. Triệu Mẫu Đơn chỉ tin vào Vương Tường Vi. Như vậy lời nhắn từ Vương Tường Vi sẽ vì vận mệnh sau này của Triệu Mẫu Đơn mà mang đến ảnh hưởng có tính quyết định. Chẳng cần phải nói, kẻ đưa lời để Triệu Mẫu Đơn cắn chết Hà Giang Hải, chính là Chu Hồng Cơ. Hạ Tưởng suy đoán không sai, Chu Hồng Cơ đã bắt đầu hành động. Nhưng mặt khác, sức ảnh hưởng của Chu Hồng Cơ tới tỉnh ủy rất yếu, lại thao túng không nổi ủy ban kỷ luật thành phố, cũng không gây ảnh hưởng được với Cục Công an thành phố. Bởi vậy, Chu Hồng Cơ muốn làm được việc. Muốn một tay làm dậy sóng, lợi dụng sự kiện Trần Thu Đông tự sát lại thêm vấn đề của Triệu Mẫu Đơn, sau cùng hình thành vòng vây tiêu diệt cuối cùng với Hà Giang Hải, ắt phải nhờ cậy vào sức ảnh hưởng của hắn. Một bên muốn mượn tay Hạ Tưởng để bảo toàn Hà Giang Hải, một bên lại muốn mượn tay hắn đánh bại hoàn toàn Hà Giang Hải. Hắn hiện tại giống như một cây cầu không ai có thể vượt qua được, chỉ bên nào được hắn ủng hộ, bên đó mới có được khả năng thắng lợi. Mặc dù là điểm tựa mấu chốt, nhưng Hạ Tưởng không mảy may vui sướng, vì trên thực tế hắn nhất định sẽ đắc tội với một bên còn lại. Sau khi ăn xong, trở lại tỉnh ủy, Hạ Tưởng ở văn phòng một lát để giải quyết công việc, gặp mặt vài cấp dưới đến báo cáo, rồi gặp mặt Khâu Nhân Lễ một lát, trao đổi chuyện kết luận cuối cùng của Trung ương đối với vụ việc của tỉnh tề. Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng đều nhất trí nhận định vụ Hà Giang Hải sẽ dừng lại ở việc từ chức, bởi theo hắn nhận định, tỉnh tề càng làm to chuyện, sẽ càng làm các thế lực ở tỉnh đối với hắn cực kỳ căm hận. Đồng thời cũng khiến Trung ương nhận định tỉnh tề do hắn quản lý không yên ổn đoàn kết, đối với hình tượng hàng đầu của hắn cực kỳ bất lợi. Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng xem như đã đồng lòng nhất trí, lúc Hạ Tưởng chuẩn bị rời đi, Khâu Nhân Lễ lại thở dài một tiếng. Phó Bí Thư Hạ, vừa rồi Tự Phong gọi điện đến, nói là muốn cùng anh đến nhà họ Phó một chuyến. Đến nhà họ Phó để làm gì? Không cần phải nói trong lòng ai cũng hiểu, Hạ Tưởng lặng lẽ gật đầu, biết rằng tình hình có lẽ còn nghiêm trọng hơn vài phần so với lời Phó Tiên Tiên. Trên đường lại trở về văn phòng, xem đồng hồ cũng thấy gần đến giờ tan ca rồi, Hạ Tưởng liền quyết định về trước. Phó Tiên Tiên vẫn ở đó, hắn định ở cùng Tiên Tiên, an ủi và làm ấm lòng cô. Chưa kịp đi, Chu Hồng Cơ đã khoan thai bước vào. Phó Bí Thư Hạ, tối nay hãy cùng nhau ăn cơm, tôi đặt phòng cả rồi. Chu Hồng Cơ cố ý tỏ ra thân mật với Hạ Tưởng, xem ra không để cho Hạ Tưởng một đường tháo lui nào rồi. Thật không may, tối nay có việc xã giao rồi. Hạ Tưởng cười nói, rất thoải mái tự nhiên. Lần khác đi, lần khác tôi mời anh. Thật ngại quá, Hồng Cơ. Chu Hồng Cơ quyết không nghe.
Ai mời anh, từ chối đi, từ chối đi. Tôi thật không dễ gì mới tìm được một địa điểm tốt, so với Hồ Hạ Vũ Triều Đại Minh còn đẹp hơn nhiều, tôi sắp xếp cả rồi, Phó Bí Thư Hạ mà không đi thì làm tôi mất mặt quá. Tôi đã nói với mọi người cả rồi, cùng đi còn có vài người nữa. Hạ Tưởng rất muốn ở cùng Phó Tiên Tiên, nhưng nhìn dáng điệu Chu Hồng Cơ, biết là hôm nay không qua được cửa này, lại không tiện làm mất mặt Chu Hồng Cơ, đành phải đồng ý. Được, hôm nay tôi vì anh mà đi vậy. Chu Hồng Cơ lập tức vui vẻ ra mặt. Tình nghĩa của Phó Bí Thư Hạ tôi xin ghi nhớ. Hạ Tưởng không nhiều lời, gọi xong vài cuộc điện thoại liền theo Chu Hồng Cơ đến cái nơi gọi là phong cảnh tuyệt đẹp, đầu đầu cũng ngập tràn niềm vui bất ngờ. Hóa ra cũng chỉ là xung quanh có trăm hoa đua nở, phong cảnh mang nhiều tình thơ ý họa chút thôi. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách vui vẻ thôi, Hạ Tưởng theo Chu Hồng Cơ ngồi dưới gốc một cây nho, chỉ có hai người là hắn và Chu Hồng Cơ. Rõ ràng mấy người đi cùng mà Chu Hồng Cơ nhắc đến lúc trước chẳng qua chỉ là đòn gió mượn cớ thôi, bèn cười thầm, biết được Chu Hồng Cơ muốn bàn chuyện gì rồi. Quả nhiên, vài món ăn chay được đưa lên, đồ uống cũng được dọn lên rồi, từ cách bố trí món ăn và thức uống không có rượu, có thể thấy Chu Hồng Cơ cẩn thận ở chỗ, biết rõ khẩu vị của Hạ Tưởng thanh đạm lại không uống nhiều rượu. Trời hoàng hôn còn sót lại vài tia nắng cuối chiều. Cảnh tượng trước mặt như cảnh sắc ở sân nhỏ nhà nông hay ở sân của Sơn Trang vậy. Cây nho, ghế gỗ, bàn vuông, lại có gió mát thổi đến, quả là một địa điểm không tồi. Hạ Tưởng cười nói. Anh Hồng Cơ có lòng rồi, nơi này quả thực không tồi, thích hợp nhất là để nói những chuyện nhẹ nhàng. Chu Hồng Cơ ánh mắt rung động, hiểu được chuyện nhẹ nhàng mà Hạ Tưởng ám chỉ, cười ha ha. Chuyện có nhẹ nhàng hay không? Thực ra nhiều khi cũng không liên quan nhiều đến chủ đề câu chuyện, mà chủ yếu là do sự bàn luận của hai bên, xem có cùng sở thích với nhau không. Hạ Tưởng liền nói. Cũng có lý, nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng thấy nhiều. Hồng Cơ, có điều gì cứ nói, chúng ta quen biết nhau cũng không phải mới một hai ngày gì. Chu Hồng Cơ khoát tay. Đợi tôi thêm chút nữa, còn chưa đến lúc. Hạ Tưởng sửng sốt. Vẫn còn phải chờ ai nữa. Vừa đợi người. Vừa đợi điện thoại. Chu Hồng Cơ vẻ mặt thần bí, đang định giải thích vài câu thì điện thoại reo. Y áy náy gật đầu xin phép Hạ Tưởng, đứng dậy tìm một chỗ nghe điện thoại. Một cú điện thoại mà ước chừng nghe cả hơn mười mấy phút. Dù rằng Chu Hồng Cơ xét về cấp bậc, xếp hạng chỉ kém Hạ Tưởng chút xíu, song bỏ mặc Phó Bí Thư Tỉnh ủy một chỗ, một mình ra chỗ khác nghe điện thoại cũng có phần thất lễ. Nhưng cũng phải nói rõ, Chu Hồng Cơ nhận cuộc điện thoại này. Nhất định là cực kỳ quan trọng. Nếu phải so sánh, cấp bậc của người gọi đến chắc chắn phải cao hơn cấp bậc Hạ Tưởng, nên mới để Chu Hồng Cơ dám mặc kệ Hạ Tưởng như vậy. Cuối cùng nghe xong điện thoại, Chu Hồng Cơ trở lại chỗ ngồi, trước tiên là cười cười xin lỗi. Xin thứ lỗi, đã để Phó Bí Thư Hạ phải chờ lâu. Sau đó giơ giơ chiếc điện thoại trong tay. Vừa rồi nhận được chỉ thị, ủy quyền cho tôi ba việc, đối với Phó Bí Thư Hạ mà nói thì đều là việc tốt cả. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi, ba việc e rằng lại giống như ba điều kiện của Hà Giang Hải. Hạ Tưởng liền hiểu ra, giữa phe phản đối và hệ bình dân, vì sự kiện nha nội, đang nhằm vào việc xử lý vấn đề Hà Giang Hải, mâu thuẫn gia tăng, chia rẽ tăng lên, cuối cùng chạm tới chính trị cấp cao. Hơn nữa Chu Hồng Cơ lại nói một câu mà Hạ Tưởng không ngờ tới, cũng chứng minh phe phản đối đã ý thức được tầm quan trọng của hắn, bắt đầu gia tăng sự lôi kéo với hắn. Nha nội đang đến. Tầm nửa giờ nữa sẽ tới, vừa đúng lúc, chúng ta có thể nhân cơ hội này nói chuyện một chút. Bất luận là do xuất phát từ nguyên nhân nào, là không tín nhiệm hắn cũng được, vì tự thân ngạo mạn cũng chả sao, hay vì phân tích tình thế sai một bước cũng thế, phe phản đối chậm một bước so với hệ bình dân trong việc giao thiệp với hắn, lại còn ủy thác cho Chu Hồng Cơ đến lúc này mới trịnh trọng ra điều kiện, đã làm Hạ Tưởng sâu tận đáy lòng không có nổi một tia thiện cảm. Trong lòng cũng nảy sinh ý khinh thường nhân vật mưu trí bên phe đối lập. Từ đó có thể rút ra kết luận, Diệp Thiên Nam cho dù đã bị rớt ngựa, cho dù hiện tại không chức không quyền, nhưng phải thừa nhận, Diệp Thiên Nam là một nhân tài không thể thiếu của hệ bình dân. Ít ra trong lúc kịp thời ra tay lôi kéo gã xuất chiêu, Diệp Thiên Nam bước trước một bước, nhanh tay đánh một nước cờ, mượn lão cổ ra mặt chuyển lời, bởi Hà Giang Hải tự mình cúi đầu nhận thua, lại thêm trước đó đã đệ đơn từ chức. V, một loạt sự sắp đặt đã hình thành thế bao vây, đối với các kiểu ra tay của phe đối lập đã nghĩ kỹ phương án phòng hộ.
phe đối lập đâu chỉ mới chậm có một bước. Và lại, trong toàn bộ sự việc, Hạ Tưởng còn ra tay cứu giúp nha nội một lần, từ lúc khai cuộc, ít nhất ngoài mặt còn đứng về phía phe phản đối. Còn phe phản đối lại hoàn toàn có thể mượn lý do cảm ơn công cứu mạng của Hạ Tưởng mà tiến hành một loạt các giao thiệp thân mật với hắn, kịp thời lôi kéo hắn về phe. Đến tận bây giờ mới ý thức được ảnh hưởng quan trọng của hắn ở tỉnh Tề, đến tận bây giờ mới bắt đầu bày điều kiện hòng kéo hắn qua, vẫn nghĩ hắn là cây cỏ bờ tường muốn gọi đến là phải đến sao. Còn không ngẫm lại, giữa hắn và phe phản đối thậm chí còn có mối hận thù vẫn chưa hóa giải, cho rằng một chút ưu đãi chính trị có thể khiến hắn chạy theo như vịt sao. Nếu không vì đối phương quá tự tin thì là vì bọn họ quá ngu xuẩn. Mà Hạ Tưởng trước nay vốn không thích giao thiệp với loại người ngạo mạn mà ngu xuẩn. Hơn nữa, mối thù năm ấy Hạ Tưởng tuyệt đối không cho là đã đòi lại được công bằng. Ngẫm lại cũng thấy tiếc thay cho Chu Hồng Cơ, kỳ thực xét tài của Chu Hồng Cơ, về phe hệ bình dân, hay thế lực gia tộc, không kể là bên nào, thì đều có tiền đồ hơn là về phe phản đối. Một phe phái có tầm nhìn hạn hẹp, không thể lâu dài được. Tương tự như vậy, Chu Hồng Cơ có lòng quyết đoán, có ý chí tiến thủ, có tố chất, nhưng trên tầm nhìn chính trị, vẫn không bằng Diệp Thiên Nam. Giả sử không có ưu thế về tuổi tác, và lại trong vấn đề con cái và kinh tế ít ràng buộc hơn Diệp Thiên Nam, thành tựu của gã chưa chắc có thể vượt qua Diệp Thiên Nam. Nhưng sự thất bại của Diệp Thiên Nam và sự thảm bại của Hà Giang Hải lại một lần nữa chứng minh một chân lý không thể phá vỡ. Đối với một cán bộ lãnh đạo, thì quản lý tốt người nhà và con cái là một công việc chính trị cực kỳ nghiêm túc. Bất luận vừa rồi người gọi điện thoại cho Chu Hồng Cơ là ai, cũng bất chấp nha nội đến đây nói chuyện gì. Hạ Tưởng bây giờ đối với ba điều kiện mà phe phản đối đưa ra đã bớt đi hứng thú rồi. Sau khi nhận cuộc điện thoại nói Hạ Tưởng không đi cùng cô được, Phó Tiên Tiên lặng người, một mình rơi lệ, lúc sau lại gọi cho Phó Tiên Phong một cuộc điện thoại. Cô ngủ cả một ngày. Tâm tư quá mệt mỏi. Từ nhỏ đã không cần lo cơm áo gạo tiền, mặc dù sống bướng bỉnh cứng đầu, mặc dù như ngựa thần lướt gió tung mây, nhưng nội tâm cô đơn lạnh lẽo nào có ai hay. Trước khi quen biết Hạ Tưởng, cô còn tưởng mình sẽ không thích một người con trai nào, đặc biệt là chính trị gia. Bởi đã chứng kiến được những âm mưu thủ đoạn của những người đàn ông làm chính trị trong gia tộc, chuyện gì cũng tính toán, đâu đâu cũng là mưu kế thủ đoạn, đâu còn niềm vui làm người đáng để nói nữa. Mà đằng sau biểu hiện phóng túng và điên cuồng của cô, thực ra cô vẫn luôn khư khư giữ những điều quý giá nhất của một người con gái. Không phải vì cô không muốn cho, mà vì tìm không ra người con trai có thể phó thác, hoặc nói một cách không hề khoa trương, trong một thời gian dài, cô có phần chán ghét đàn ông, càng mong muốn chung sống cùng nữ giới. Phó Tiên Tiên cũng từng hoài nghi khuynh hướng giới tính của cô có phải có vấn đề gì không, cũng may, trong thời gian sống chung với người con gái khác, cũng chỉ toàn cãi nhau phá phách, cười cười nói, vẻ ngoài thì bất cần, trên thực tế cô chưa từng làm bất cứ sự việc khác người nào. Cũng không phải là không dám, mà là luôn cảm thấy sẽ vi phạm nguyên tắc của bản thân. Mãi đến khi gặp Hạ Tưởng, mãi đến khi hoàn toàn bị Hạ Tưởng tóm được, lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm, may thay mình không phải là người đồng tính. Phỏng chừng không ai ngờ rằng tiểu ma nữ không ai cấm được trong mắt mọi người, thực ra nội tâm luôn vật lộn đấu tranh bên ranh giới tà ác. Nhưng có lẽ là do vẫn còn trở ngại tâm lý, hoặc có lẽ vì quen biết Hạ Tưởng quá muộn, mà cũng do bên cạnh Hạ Tưởng phụ nữ đẹp đã nhiều như mây. Cô và Hạ Tưởng vẫn duy trì quan hệ trong sáng. Mặc dù phải nói Hạ Tưởng đã từng nhìn chọn thân thể cô cũng sớm coi mình như người con gái mà Hạ Tưởng có thể đòi hỏi bất cứ lúc nào, nhưng tối qua lúc Hạ Tưởng kéo cô ôm vào lòng, dường như đôi bàn tay to lớn đang trực lướt trên thân thể cô vẫn sợ đến chết khiếp. Cũng may, Hạ Tưởng không hề nhân lúc cô đau khổ nhất mà chiếm lấy cô, mà chỉ là cho cô một cái ôm ấm áp chứ không hề đòi hỏi, càng khiến cô càng thêm hiểu Hạ Tưởng và cảm động hơn. Không phải cô mê trai, nhưng kỳ thực cũng khao khát được Hạ Tưởng yêu thương, nhất là giây phút cô mệt mỏi nhất đau buồn nhất. Nhưng phụ nữ không giống với đàn ông, thực ra cái mà cô càng khao khát hơn chỉ là sự vuốt ve âu yếm và an ủi từ Hạ Tưởng, chứ không phải cái gì khác. Hạ Tưởng làm được rồi, hắn không phải loại đàn ông chỉ biết cảm xúc của mình mà không màng đến cảm nhận của người khác, chính là người con trai chân chính mà trong những năm qua cô vẫn luôn tìm kiếm. Đi theo hắn. Có lẽ cũng là chịu thiệt một ít, nhưng nghĩ sâu xa một chút, thà ăn một miếng đào tươi còn hơn ăn một giỏ mơ thối, chịu thiệt thì chịu thiệt, cứ coi như Hạ Tưởng là đoàn chính thuần đi. Phó Tiên Tiên lười biếng tỉnh giấc, cảm thấy có chút cô đơn vắng lặng,
nghĩ đi nghĩ lại, lại bấm số của Nghiêm Tiểu Thì. Nửa giờ sau, cô và Nghiêm Tiểu Thì đã gặp nhau ở một địa điểm không ai có thể ngờ tới, nhà khách tỉnh ủy tỉnh Tề. Điều mà Phó Tiên Tiên không biết chính là, cô cảm thấy mình chịu thiệt với Hạ Tưởng một chút, chấp nhận rồi, không thành vấn đề. Còn Nghiêm Tiểu Thì lại chịu thiệt không lớn không nhỏ với người khác, mà cô không hề muốn chấp nhận. Kỳ thực mà nói sự việc cũng không lớn, và lại sự tình là do Cung Tiểu Tinh gây ra. Lý Ninh Sơn cho Nghiêm Tiểu Thì phụ trách tu sửa nhà khách tỉnh ủy, chẳng qua là muốn mượn cơ hội chấn chỉnh lại đội ngũ nhân viên nội bộ của nhà khách. Hy vọng mượn tay Nghiêm Tiểu Thì, điều tra rõ người đứng sau Cung Tiểu Tinh dở trò, cũng muốn mượn cơ hội này để đánh trả. Dù chưa nói rõ, thực ra cũng là đào mồ cho Hà Giang Hải. Ai ngờ sự tình có biến đổi lớn, Hà Giang Hải tự tay đào mồ chôn mình. Về mặt lý thuyết mà nói, ý nghĩa việc Nghiêm Tiểu Thì lại điều tra ngầm Cung Tiểu Tinh là không lớn nữa, nhưng Lý Ninh Sơn lại nhận định, nhà khách tỉnh ủy không nên là nơi dung nạp những thứ ô uế, nên loại bỏ những nữ nhân viên mưu mô bất lương như Cung Tiểu Tinh. Tuy rằng nhà khách tỉnh ủy không do Lý Ninh Sơn trực tiếp quản lý, nhưng dù gì tỉnh ủy cũng đã giao hạng mục này cho Lý Ninh Sơn trực tiếp phụ trách, thì cũng nên phụ trách cho đến nơi đến chốn, song song với việc sửa chữa lại từ đầu, cũng nên cho một số phần tử không an phận này một cuộc càn quét. Lý Ninh cũng đồng thời viết báo cáo với tỉnh ủy, đưa ra yêu cầu đồng thời với việc sửa sang, để nhân viên công tác trong nhà khách tỉnh ủy luân phiên huấn luyện, những người huấn luyện đạt tiêu chuẩn mới có thể làm việc lại từ đầu. Phải học tập kinh nghiệm quản lý nhà khách nước ngoài, nâng cao hình tượng của nhà khách tỉnh ủy. Bởi vì nhà khách tỉnh ủy tuy chỉ là một ô cửa nhỏ, nhưng lại đại diện cho hình tượng lớn của tỉnh ủy tỉnh Tề. Xuất phát điểm của Lý Ninh Sơn rất có tầm nhìn, báo cáo vừa được đưa ra, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đã rất nhanh phê chỉ thị đồng ý. Thật ra trong mắt Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân, nhà khách tỉnh ủy dù sao cũng vẫn là chuyện nhỏ không đáng nói. Lý Ninh Sơn nắm quyền trong tay, nhân thời cơ tu sửa, bắt đầu ra tay với nhân viên nhà khách tỉnh ủy. Không nên xem thường một tòa nhà khách tỉnh ủy, cơ cấu nhân viên bên trong cũng cực kỳ phức tạp, tầng lớp quản lý hơn phân nửa là người thân bạn bè với lãnh đạo các cấp của tỉnh ủy. Ngay cả nhân viên phục vụ, cũng đủ các loại quan hệ dây mơ dễ má. Không có quan hệ thì rất khó có đường vào. Quyền lực đã ở trong tay, người đầu tiên mà Lý Ninh Sơn muốn khai trừ chính là Cung Tiểu Tinh. Tuy rằng Hà Giang Hải đã như mặt trời xuống núi, nhưng Cung Tiểu Tinh trong mắt gã không thể lưu lại thêm nữa. Có điều khai trừ một nữ nhân viên phục vụ tuy là chuyện nhỏ, nhưng cũng buộc phải có đầy đủ lý do. Sự tình liền rơi lên vai Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì dù sao cũng thông minh, rất nhanh liền điều tra được vấn đề tồn tại của Cung Tiểu Tinh, ví dụ như lấy của công làm của riêng, cắt xén vật phẩm, lại thêm cuộc sống không lành mạnh, v.v. dù sao lý do cũng đủ để đem ả khai trừ rồi. Nào ngờ chẳng đợi Lý Ninh Sơn ra lệnh, Cung Tiểu Tinh đã phát hiện Nghiêm Tiểu Thì đang âm thầm điều tra ả, liền tức giận, trực tiếp tìm gặp Nghiêm Tiểu Thì, ra đòn phủ đầu mắng mỏ Nghiêm Tiểu Thì một trận, chỉ trích Nghiêm Tiểu Thì ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, xen vào việc của người khác. Lúc Phó Tiên Tiên đến nhà khách tỉnh ủy, Cung Tiểu Tinh vừa mới khoa chân múa tay mắng Nghiêm Tiểu Thì xong, hai khuôn ngực đầy đặn vì cảm xúc kích động mà không ngừng nhấp nhô, gương mặt cũng ửng hồng tựa như trái táo chín đỏ. Khỏi phải nói, Cung Tiểu Tinh quả thực xinh đẹp hơn người, đường công danh có, vốn liếng cũng không ít, hơn nữa cũng đủ đanh đá chua ngoa. Nghiêm Tiểu Thì tuy rằng thông minh, nhưng lại quá thục nữ. Phó Tiên Tiên năm đó sống cuộc sống của tiểu ma nữ, loại con gái nào mà cô chưa gặp qua. Cung Tiểu Tinh đanh đá điêu ngoa, trong mắt cô chẳng qua chỉ là mánh khóe vặt vãnh, dù gì cô cũng đến đây rồi, ắt phải giúp Nghiêm Tiểu Thì một phen. Dưới sự công kích với lời lẽ nhanh nhạy và hung hăng đàn áp của Phó Tiên Tiên, Cung Tiểu Tinh bại lui, chẳng những đại bại, còn bị Phó Tiên Tiên mắng cho không còn mặt mũi nào, che mặt mà khóc. Nghiêm Tiểu Thì vô cùng khâm phục tài ăn nói của Phó Tiên Tiên. Không ngờ, càng khiến cô khâm phục và sửng sốt chính là cảnh tượng, Phó Tiên Tiên mắng Cung Tiểu Tinh đến phát khóc xong lại không hề dương dương tự đắc, mà lại tiến lên dùng lời lẽ tốt đẹp khuyên nhủ Cung Tiểu Tinh. Thủ đoạn vừa đấm vừa xoa này khiến cho Nghiêm Tiểu Thì trợn mắt há mồm, giờ mới biết trước kia thật là đã xem thường Phó Tiên Tiên. Cô quả thật đã xem nhẹ Phó Tiên Tiên, mà lại là cực kỳ xem nhẹ. Bởi vì Cung Tiểu Tinh dưới sự mắng nhiếc của Phó Tiên Tiên, hoàn toàn bị đánh bại, chẳng những nhận thua. Mà trước sự kiên nhẫn chân thành của Phó Tiên Tiên, còn tiết lộ thêm một bí mật không lớn không nhỏ nữa. Nói là không lớn,
Thực ra trong mắt Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu thì, coi như không phải chuyện gì to tát, suýt chút nữa cô và Nghiêm Tiểu thì đã không để tâm. Nói là không nhỏ, vì sau khi Hạ Tưởng biết được bí mật này, coi như Hạ Tưởng đang đi trên dây giữa phe phản đối và phe bình dân, bỗng nhiên lại thêm một chiếc ô vừa dùng để duy trì cân bằng lại có thể che chắn mưa gió. Cũng khiến Hạ Tưởng ít nhiều dễ dàng giải quyết trước cục diện bế tắc. Sự tình, luôn có một mặt ngoài dự đoán. Lúc Hạ Tưởng nghe hết ba điều kiện Chu Hồng Cơ đưa ra, trong lúc chưa hoàn toàn thấu hiểu được, nha nội đã xuất hiện. Những tưởng nha nội vừa mới khỏi được hai ngày, ắt hẳn chưa dám manh động, không ngờ vừa mới nhìn thấy, quả là bất ngờ lớn. Hàm nghĩa thật sự của câu, nhân định thắng thiên, quả là ý tứ không nằm trên mặt chữ, tuy nhiên tới thời nay bị người dùng nhầm lẫn mà thôi. Đến cả một số nhân vật vĩ đại cũng thường lấy nhân định thắng thiên để biểu hiện sự vĩ đại. Sự vĩ đại của con người được biểu hiện phía trên nhân cách, không phải phía trên cùng trời tranh danh đoạt lợi. Đạo của trời, lợi mà không hại. Đạo của thánh nhân, tốt nhất không tranh. Cho nên xuất phát từ góc độ nhân tính, trong chính trị gia, không hề có thánh nhân. Hơn nữa đạo trời không lời, chỉ là im lặng ngàn vạn năm nhìn xuống mặt đất, thân là con người chịu ân huệ của đạo trời, vì sao lại cứ muốn cùng và ông trời ganh đua dài ngắn? Người có thể chiến thắng ông trời sao? Vẫn là chiến thắng ham muốn cá nhân và chỗ thiếu hụt chí mạng của bản thân rồi hãng nói đi. Cho nên khi Hạ Tưởng nhìn thấy nha nội gần như không tổn hao gì hiện ra trước mắt, trong lòng đầu tiên là bỗng nhiên cả kinh, theo sau lắc đầu cười cười, nha nội không theo chính trị cũng thật sự là đáng tiếc, y thật đúng là một nhân vật nham hiểm hay thay đổi. Chỉ tiếc, rất nhiều thời điểm thường là thông minh bị thông minh hại, hình dung càng hình tượng hơn chính là, người tính không bằng trời tính. Nhà nội dù có tự cho là thông minh, dù có tự cho là đắc kế, đến khi y bước ra bước đi tự nhiên, phóng khoáng tới trước mặt Hạ Tưởng, Hạ Tưởng chỉ là nghiêng nghiêng người, ngay cả đứng dậy nghênh đón cũng không có. Nhà nội trong tai nạn xe cộ không hề bị trọng thương, y đã lừa gạt mọi người, bao gồm Hà Giang Hải, bao gồm Hạ Tưởng, nhưng lừa không được kẻ liều mạng muốn đòi mạng y, nếu không phải Hạ Tưởng quyết định thật nhanh phái Tiêu Mũ đến bệnh viện, nhà nội lúc này đừng nói cố làm ra vẻ ở trước mặt Hạ Tưởng. Phỏng chừng đã trước mặt Diêm Vương báo danh rồi. Hạ Tưởng liền không đồng ý đối với việc nha nội đắc ý đã lừa gạt được mọi người đi biểu hiện ở trước mặt hắn. Nha nội cũng chú ý tới biểu hiện của Hạ Tưởng, cũng lập tức nhớ tới lúc y lâm nguy tuy rằng bất chợt muốn giả bộ bị trọng thương, muốn lừa bọn sau lưng muốn ám hại y, ai ngờ người tính không bằng trời tính, thiếu chút nữa bỏ mạng luôn ở bệnh viện, không khỏi sắc mặt thộn ra, xấu hổ ho khan một tiếng. Biết rõ y ở trước mặt Hạ Tưởng đúng thật là không có tư cách gì mà ở đó giả vờ giả vịt. Hạ Tưởng đợi nha nội đứng ngay ngắn trước mặt mình, mới chậm rãi đứng lên, giơ tay bắt tay nha nội. Tổng giám đốc Cao ăn linh đan rượu dược gì thế, sao mà khôi phục nhanh đến thế? Thật sự là kỳ tích. Nha nội ngượng ngùng cười. Phó bí thư Hạ đừng chê cười tôi nữa, thiếu chút nữa là mất mạng, còn phải cảm tạ anh ra tay tương trợ. Nếu ở thời xưa, tôi còn phải dập đầu tạ ơn. Nhưng bây giờ là thời đại mới, tôi chỉ chắp tay, được không? Khi nói chuyện, y quả thật là chắp tay hướng về Hạ Tưởng, còn cúi đầu chào. Chu Hồng Cơ nghĩ không ra chính là, Hạ Tưởng thản nhiên tiếp nhận, không tránh không nhường đối với cái vẻ cúi đầu của nha nội, không có biểu hiện chút khách khí, dường như rất là bề trên, tuy nhiên ở trong mắt gã, liền có hâm ý khác, cũng khiến gã từ sâu trong nội tâm, phát ra một tiếng than thở. Hạ Tưởng hành động thế này không phải là bề trên, cũng không phải đắn đo, tiếp nhận cái cúi chào của nha nội, có ý nghĩa là Hạ Tưởng đối với sự kiện ra tay cứu nha nội, đến đây là hết việc, cũng không trông cậy vào nha nội có bất cứ hồi báo gì. Một tầng hàm nghĩa sâu hơn nữa là, hàm xúc biểu đạt Hạ Tưởng đã cự tuyệt đề nghị uyển chuyển vừa rồi của gã. Chu Hồng Cơ trong lòng cũng rõ ràng, thủ đoạn và thời gian khi bản thân lôi kéo Hạ Tưởng, so với phái bình dân đã chậm mất một bước không nói. Nói không chừng điều kiện đưa ra còn không bằng sự khẳng khái của phái bình dân. Nếu gã nói rồi quyết luôn, thì tuyệt đối sẽ không kéo dài đến hiện tại mới cùng Hạ Tưởng tọa đàm. Chỉ tiếc, gã nói không quyết. Càng đáng tiếc hơn chính là, một phương khác có một Diệp Thiên Nam đa mưu túc trí. Chu Hồng Cơ âm thầm lắc đầu, tự cao tự đại hại người rất nặng, thói quan liêu cũng hại người rất nặng, chẳng lẽ nói, Hạ Tưởng cuối cùng đã sắp tới lúc đối lập cùng gã. Dù đã sớm có tâm lý mong đợi, cũng sớm biết Hà Giang Hải sẽ rời đài, kỳ thật đã biểu thị sự bắt đầu của hai nguyên tố đối lập tỉnh tề, mà giữa gã và Hạ Tưởng, vẫn là sẽ vì trận doanh khác nhau của mỗi người,
tất trở thành đối thủ, nhưng thật sự khi ngày đó đến thật, Chu Hồng Cơ vẫn là không khỏi cảm thán, gã thật sự không muốn cùng Hạ Tưởng đối địch. Không phải gã sợ Hạ Tưởng, mà là gã quả thật kính nể con người Hạ Tưởng. Nhà nội không phải một mình đi tới, tuy nhiên người đưa y đến đứng xa xa đằng kia, không đến gần đây, hơn nữa nhân số còn không ít, hiển nhiên, nhà nội vẫn chưa hoàn hồn. Ngồi ở đối diện Hạ Tưởng, nhà nội lại miễn cưỡng mỉm cười. Giết ưng nhiều năm, vẫn là không cẩn thận bị ưng ưng mổ trùng mắt, khiến phó bí thư Hạ chê cười. Nhà nội kỳ thật lớn tuổi hơn Hạ Tưởng, tuy nhiên bởi vì nguyên nhân ăn mặc khá thời thượng, hơn nữa nói chuyện khá tùy ý, nên biểu hiện ra y rất là trẻ trung, Hạ Tưởng ở trước mặt y, cũng không tiện biểu hiện được lên mặt quá mức, liền nói. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, tổng giám đốc Cao về sau, sẽ càng thêm trời cao biển rộng. Nhà nội khoát tay. Không nói về sau, chỉ nói trước mắt thôi, tôi trước khi đến, Hồng Cơ khẳng định đã cùng Phó Bí Thư Hạ nói không ít, tôi không nói nhiều nữa, hôm nay cũng chỉ đưa một phần lễ vật, xin Phó Bí Thư Hạ nhất định vui lòng nhận cho. Duỗi tay ra, nhà nội giơ ra một tấm giấy mỏng manh. Hạ Tưởng vốn định chỉ đùa một chút, năm nay ăn Tết không thu lễ, thu lễ chỉ nhận não tàn kim, một loại thuộc bổ não, nhưng không nói ra miệng, bởi vì tấm giấy mỏng manh của nhà nội, mặt trên chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ to, tuy rằng chữ viết tay siêu siêu vẹo vẹo không thành hình, lại khiến hắn giật mình không nhỏ. Đạt tài, 3 tỷ, 5%. Cuộc nói chuyện giữa nhân vật chính trị, có đôi khi vì phòng ngừa đối phương lén lút ghi âm, đều sẽ dùng một chiêu, hoặc là không nói vấn đề mấu chốt, hoặc là lập lờ. Đương nhiên, tới cấp bậc của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, kiểu sự kiện ghi âm gần như đã không còn, bởi vì chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ mất sạch nhân cách. Kết giao của cấp bậc phó tỉnh trở lên, đấu thực lực là một mặt, có khi cũng phải đấu nhân cách. Nhà nội vừa có sự khôn khéo của nhân vật chính trị, lại có sự cẩn thận của thương nhân, hắn không nói rõ tặng Hạ Tưởng lễ vật gì, chỉ có điều không biết từ nơi nào tìm tờ giấy, cũng không biết dùng cây bút thô dạng gì, cố ý siêu siêu vẹo vẹo viết vài chữ giống tuyết không ăn khớp, cho dù quảng ra đường bị người nhặt được, cũng sẽ không ai biết là ý gì. Cũng là chỗ cao minh của nhà nội. Hạ Tưởng đương nhiên biết, lễ vật nhà nội ở mặt ngoài là một vụ kinh doanh rất có lời, với 3 tỷ tài chính rót vào tập đoàn Đạt Tài, đổi lấy 5% cổ phần Đạt Tài, mà tập đoàn Đạt Tài hiện tại có giá trị thị trường là 50 tỷ, 3 tỷ nguyên là 6% cổ phần, chênh lệch trong này là 1%. 1% là sau khi chiết khấu, cất vào túi tiền Hạ Tưởng, hay là Hạ Tưởng coi như ân tình đưa cho Đạt Tài, nhà nội mặc kệ, nhà nội thông minh chính là chỗ này. Y mượn tay Hạ Tưởng hoàn thành bước đầu tiên để sáp nhập Đạt Tài, còn tặng một phần ân tình hậu hĩnh cho Hạ Tưởng, ải vì kế hoạch lâu dài của y mở ra cục đầu tiên, có thể nói một công đôi việc. Nếu không nói con quan giàu có là của quan thương kết hợp, thì đúng là tinh anh trong con quan giàu có thật sự. Như tên Hà Dương đó là một tên con nhà quan chuyên chơi xe, con nhà quan gì gì đó sau khi đụng chết người thì ngang ngược ở đó họ hét gọi cha mình ra. Lại có con nhà giàu mới nổi có ở trên mạng tiêu tiền bao gái chơi xe, kỳ thật đều là thứ cặn bã không hơn không kém, so sánh với nhà nội, kém đến cùng cực. Nhà nội ở mặt ngoài là chịu thiệt, nhưng trên thực tế theo kế lâu dài, vẫn là thơm lây, vừa trả lại ân tình của Hạ Tưởng, lại thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên y sáp nhập vào tập đoàn Đạt Tài, quả thật chỉ số thông minh rất cao. Thủ đoạn nhà nội, cùng điều kiện mà Chu Hồng Cơ mới đưa ra, có hiệu quả tuyệt vời như nhau. Hạ Tưởng tay cầm tấm giấy mỏng, trầm mặc không lên tiếng. Trước khi nhà nội đến, Chu Hồng Cơ đại diện phái phản đối, cũng đưa ra 3 điều kiện. So với 3 điều kiện mà Hà Giang Hải đề ra, thì 3 điều kiện của Chu Hồng Cơ, giống như là tay trái tay phải tình luôn cả chân Hạ Tưởng đều đeo vào một chiếc đồng hồ, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, không biết giờ của chiếc đồng hồ nào là chuẩn nhất. Một trong 3 điều kiện đó trong tư tưởng chính là, Hạ Tưởng phải làm cho tốt. Lãnh đạo Trung ương rất vừa lòng đối với công tác của hắn ở tỉnh Tề, nếu hắn có thể giúp Chu Hồng Cơ một tay, đem dòng dõi Hà Giang Hải phá hủy và quét ra sân khấu lịch sử. Như vậy, hắn chính là thứ tốt, về sau triển vọng vô cùng rộng lớn, chẳng những có thể ở tỉnh Tề có hành động lớn hơn nữa, còn có thể ở sân khấu lớn hơn nữa để hắn đại triển tay chân. Nói ngắn gọn một câu, lớn mà trống không mà vô dụng, dụ dỗ bé con còn được. T, R, U, I. E, N, I, I, C, O, M.
Hạ Tưởng không phải là loại cán bộ cấp sở được lãnh đạo trung ương vỗ vỗ vai khen vài câu làm cho tốt, sau này có hy vọng, sau đó liền quên hết tất cả và khờ dại cho rằng đã được lãnh đạo trung ương thưởng thức. Hắn hiện tại là phó bó thư tỉnh Tề, là có quan hệ mật thiết với Tổng Bí Thư, có giao tình thâm hậu với vô số ủy viên Bộ Chính trị, lại là lực lượng hậu bị rất được thế lực gia tộc thưởng thức. Mặc kệ phái phản đối có thừa nhận địa vị của hắn hay không, cho tới bây giờ, thế trưởng thành của hắn đã vào thế không thể làm ra được, không phải người nào đó trên cao nhìn xuống hứa suông lừa gạt vài câu không tới, có thể khiến đầu óc hắn sôi sục chí khí hừng hực. Vì nước vì dân Hạ Tưởng cam tâm tình nguyện, nhưng nếu cực khổ vất vả, đều vì tham quan ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, hắn sao chuốt vào thân chi cho mệt. Có sức lực đó, chỉ bằng đến vùng núi làm một ông giáo nông thôn còn thực tiễn hơn. Sau khi Chu Hồng Cơ đề xuất ba điều kiện, có lẽ bản thân Chu Hồng Cơ cũng tự cảm thấy không thú vị, thật sự là lời nói suông hết bài này đến bài khác, liền cố ý bổ sung một câu, nói là nha nội còn có lễ vật khác. Hạ Tưởng vốn không ôm hy vọng gì đối với phái phản đối, không ngờ phái phản đối tự cho là đúng thì thôi đi, đằng này lại còn đắm chìm trong lịch sử quá khứ không thể tự kiềm chế, lại không biết tình thế đã có thay đổi lớn, sớm đã không còn như năm xưa thời đại quần chúng hô hào khẩu hiệu. Họ hét không rõ chân tướng. Còn muốn chỉ dùng mạnh miệng lời nói suông để khiến hắn vì bọn họ sử dụng, cũng không biết là đã đánh giá cao chỉ số thông minh của bọn họ, hay là đã xem nhẹ chỉ số thông minh của hắn đây, hay hoặc là cho rằng, chỉ dựa vào chênh lệch của 1% mà nha nội đưa cho có thể mua được hắn. Nói lời không dễ nghe, đừng nói hắn không thèm để ý vấn đề tiền tài, nếu thật sự đi để ý, hắn giơ tay cái là có thể kiếm được lợi nhuận gấp mấy lần 1% đó của nha nội. Càng không cần dùng gia sản ẩn hình hiện tại của hắn ra mà nói, nhà nội tự cho là của cải khiến mọi người có thể khiếp sợ, nhưng trong mắt hắn, chỉ là mưa bụi thôi. Tuy nhiên, nếu tính toán của đối phương đã tính khôn khéo như thế, hắn không phối hợp diễn trò với đối phương một chút, nói sao cũng không thể qua được, vốn Hạ Tưởng còn đang do dự giữa hai phái bình dân và phản đối. Hiện tại xem ra, vấn đề đối đãi của phái phản đối, thật sự là quá mức thiển cận, hắn liền quyết định tương kế tự kế. Thật ngại quá, Hạ Tưởng trong lòng cười ha hả, đừng trách tôi tham lam, muốn trách, thì trách các ông tự cho mình là đúng. Đợi sau khi chịu thiệt, đừng hối hận là được. Hạ Tưởng đi rồi, Chu Hồng Cơ và nha nội ngồi đối diện nhau, còn nói chuyện một hồi. Hạ Tưởng thật sự đáp ứng rồi. Nha nội ngồi trên ghế, cảm thấy không thoải mái, lại đứng lên, y tuy rằng làm bộ bản thân bị trọng thương, kỳ thật cũng quả thật bị một chút thương tích, tuy rằng không nặng như đã công bố với bên ngoài. Hiện tại cũng không dễ chịu. Xương sườn gãy một hai cái là nhẹ đấy, dù sao y bình thường chú trọng rèn luyện, thể trạng tốt, khôi phục cũng nhanh, nhưng lúc ấy cũng quả thật đã chấn động khiến nội tạng bị thương nhẹ, cũng hôn mê một thời gian, ít hơn nhiều so với việc nói với bên ngoài là một ngày một đêm, tuy rằng bây giờ còn cảm giác đau nhức mơ hồ, chỉ mong đừng ảnh hưởng đến cơ năng phương diện nào đó thì tốt. Nếu thật sự tổn hại đến, y nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt Hà Giang Hải, quyết không bỏ qua. Khi nha nội nghe nói độc thủ phía sau toàn bộ sự kiện không phải là Hạ Tưởng, mà là Hà Giang Hải, ngay lúc đó tâm tình không phải phẫn nộ, mà là dở khóc dở cười. Y căm hận Hạ Tưởng hết nửa ngày, không ngờ tới lại hận sai người, liền có cảm giác như dùng sức đạp một cái không ngờ lại bị hụt thiếu chút nữa trẹo cả lưng. Chỉ có điều, sao có thể là Hà Giang Hải? Nha nội có thế nào cũng đoán không ra Hà Giang Hải sao lại có thể to gan lớn mật ép y vào chỗ chết. Nhưng đoán được hay đoán không ra cũng không quan trọng, quan trọng là, sự tình đã thật sự xảy ra, mà y còn đang nằm trong bệnh viện. Vì thế, nha nội chưa bao giờ bị thiệt thòi như thế trong cuộc đời đã bùng nổ rồi, quyết định ở bệnh viện bệnh tới cùng, Hà Giang Hải khi nào xong đời, thì y khi đó mới xuất viện, và thỏa thuận công bố với bên ngoài phải nghiêm trọng một chút, chính là để tăng áp lực cho khắp nơi. Cũng quả thật, sách lược của nha nội rất hiệu quả. Mà thế lực bình dân không rõ nha nội rốt cuộc bị thương nặng nhẹ thế nào cũng loạn cào cáo, đến khi biết trời đất run rủi thế nào suýt nữa khiến nha nội bị xe ủi đất trực tiếp chôn sống ở thành phố Lỗ, biết vấn đề nghiêm trọng cỡ nào, nếu không làm ra nhượng bộ thật lớn, chính là bế tắc. Thế là hậu thuẫn phía sau, cứ thế bắt đầu thay nhau đọ sức và đối thoại, kết quả cuối cùng như thế nào, từ việc Hà Giang Hải đề xuất ra ba điều kiện, đã có thể thấy được manh mối. Rồi từ sau khi Chu Hồng Cơ đưa ra ba lời nói suông bài bản gọi là điều kiện với Hạ Tưởng, phái phản đối muốn hoàn toàn mượn dùng sự kiện nha nội, ý đồ tay không nắm trọn Giang Sơn tỉnh Tề cực kỳ rõ ràng.
Tuy rằng nói bụng dạ hơi bị to lớn, nhưng cũng phải thừa nhận, nhà nội rất thông minh mượn thương thế tạo thế, vì người phía sau chuẩn bị đầy đủ lý do để ra tay. Vẫn là một câu phán đoán kia của Hạ Tưởng, nhà nội không theo chính trị, thật sự là đáng tiếc. Chỉ tiếc theo Hạ Tưởng thấy, nhà nội cũng được, phái phản đối cũng được, đều phạm vào một sai lầm không lớn không nhỏ, chính là quá xem trọng chuyện bản thân. Quả thật, mỗi người đều có tật xấu giống vậy, chính là tự cho là đúng, hết thảy lấy mình làm trung tâm, cho rằng trời đất bao la chỉ mình lớn nhất. Nhưng mọi việc đều có một mức độ, mọi nói đều cho mình là trung tâm, không hề quan tâm cảm xúc và cảm nhận của người khác, đừng nói làm lãnh đạo tồi, đến bạn bè cũng không có được vài người. Kết giao giữa người với người, có lẽ có thể vượt qua giai tầng, có thể vượt qua chủng tộc, nhưng tuyệt đối không vượt qua được giới hạn bình đẳng đối diện. Cho nên, hiện tại rất nhiều lãnh đạo cấp trên, ở trước mặt công chúng, đều phải tận lực biểu hiện ra vẻ mặt bình dị gần gũi, còn ở phía sau, cũng sẽ bày ra thái độ có việc cứ thương lượng. Người quả thật là động vật lấy ích lợi làm trung tâm, nhưng người dù gì cũng là con người, sẽ có cảm tình phong phú, có cảm nhận, có niềm tin, có tự tôn. Một kẻ bề trên muốn người khác đi theo, không chỉ là nắm giữ quyền lực liền hết thảy không cần lo, còn phải có sức hấp dẫn của nhân cách, còn phải có phẩm hạnh làm cho người ta tin phục. Nhà nội thật là bị thương, nhưng nhà nội bị thương không phải là chuyện gì lớn lao, cách nghĩ cứ nhất mực cho rằng nhà nội vừa bị thương, thì tất cả mọi người phải nhường đường chẳng những buồn cười, hơn nữa còn tục tĩu. Thì như người trong nước đều cưng chiều con mình, cho rằng con mình chính là toàn thế giới, nhưng nói lời thật không dễ nghe. Toàn thế giới của anh không phải là toàn thế giới của người khác. Cho nên, phái phản đối mượn việc nha nội bị thương, tự nhận đứng trên đạo đức và công nghĩa thậm chí điểm tối cao của tất cả, liền không khỏi quá cao nâng chính mình. Thầm nghĩ dùng một chút chênh lệch giá cổ phần của tập đoàn Đạt Tài đã muốn mua đứt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ở mặt ngoài không nói, nội tâm cũng là nhạo báng không ngừng. Không chỉ vì phong cách cao cho rằng có tiền là có thể bình ổn hết thảy của nha nội, còn bởi vì thói hư tật xấu có chết cũng không hối cải của nha nội, ngay khi Hạ Tưởng vừa kết thúc cuộc gặp mặt với nha nội, y liền nhận được điện thoại bên Bắc Kinh, kế hoạch thâu tóm sản nghiệp Tiếu Giai của nha nội, lại gia tăng cường độ. Hạ Tưởng lúc này trong lòng liền trở nên cười lạnh. Kỳ thật Hạ Tưởng không biết chính là, theo Chu Hồng Cơ thấy, theo nha nội thấy, đều cho rằng điều kiện đưa ra cho hắn đã rất đủ hậu đãi, thậm chí còn cho rằng, lật đổ Hà Giang Hải còn vô cùng có lợi đối với hắn. Cho dù không có điều kiện hậu đãi, Hạ Tưởng cũng sẽ chủ động phối hợp mới đúng. Nếu không nói, người quá cho mình là trung tâm, cùng tất cả mọi người rất khó đạt thành nhận thức chung, chỉ sợ cũng là phái bình dân thà rằng để Hạ Tưởng được lợi, thà rằng cùng phái phản đối quyết chiến một trận trên chuyện Hà Giang Hải, cũng không muốn nhượng bộ, liền nói rõ phái phản đối mượn đề tài để nói chuyện của mình hơi quá rồi, lấy chuyện nha nội bị thương coi như thành lũy không thể phá vỡ. Tổng hợp hiểu biết của tôi đối với con người của Hạ Tưởng, hơn nữa hậu lễ vừa rồi của anh, Hạ Tưởng không đáp ứng chính là không thức thời. Chu Hồng Cơ cũng đưa ra phán đoán sai lầm đối với Hạ Tưởng, cũng không trách y, nhìn lại thì, người thế gian cũng chỉ có hai loại, một vì quyền lực tiền tài, một vì danh tiếng người đẹp, tiền tài là một trong bốn loại, Hạ Tưởng sẽ không lấy sao? Không lấy, chính là thánh nhân. Hạ Tưởng không phải thánh nhân. Nhưng Hạ Tưởng thật đúng là không hề thiếu chút tiền này của nha nội. Nha nội đứng ở trước mặt Chu Hồng Cơ, thấy Chu Hồng Cơ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, mà không phải rất lễ phép cùng gã đứng dậy, liền hơi nhíu mày không dễ thấy, sau lại suy nghĩ ở tỉnh tề chỗ nhờ và Chu Hồng Cơ cũng rất nhiều, cũng liền cam chịu sự thất lễ của Chu Hồng Cơ. Nói đến Tôn Tập Dân tuy rằng là chủ tịch tỉnh, nhưng ở trong mắt nha nội, sau khi đến tỉnh tề, vẫn quá mức bình thường, tuổi đã lớn. Không có tinh thần phấn chấn còn chưa tính, đến nhuệ khí cũng không có, liền rất khiến người ta thất vọng. Trên cơ bản trọng trách khai thác của tỉnh tề, toàn bộ rơi xuống người Chu Hồng Cơ. Vừa đấm lưng, nha nội vừa lạnh lùng nói. Hà Giang Hải muốn an toàn lui ra, cho rằng chủ động đề xuất từ chức liền mọi sự đại cát. Không thể quá lợi cho gã, nếu không phải gã mất đứa con, thì nói không chừng hiện tại gã cũng đã xảy ra tai nạn xe cộ. Thấy trên mặt nha nội toát ra vẻ tối tăm, trong lòng Chu Hồng Cơ nhảy dựng, nghĩ thầm rằng nha nội trước mắt mới là thật sự là nha nội con ông cháu cha, nhớ năm xưa, nha nội cũng là một nhân vật tàn độc, tuy nhiên vài năm gần đây theo độ tuổi tăng dần, lại bởi vì việc kinh doanh càng làm càng lớn, lòng dạ càng ngày càng sâu, đã bớt tàn độc. Ủy ban kỷ luật Trung ương đã bắt đầu âm thầm điều tra vấn đề Hà Giang Hải, Triệu Mẫu Đan,
Chu Trấn Ba là điểm đột phá lớn nhất, chỉ cần Hạ Tưởng phối hợp công tác, Cục Công an thành phố và Ủy ban Kỷ luật thành phố cạnh miệng hai người đó, thì Hà Giang Hải tất đổ không còn nghi ngờ. Chu Hồng Cơ vô cùng tin tưởng đối với bước tiếp theo khiến Hà Giang Hải thân bại danh liệt, làm như Hạ Tưởng lúc này đã động thủ bố trí bước tiếp theo vậy. Cũng không thể trách Chu Hồng Cơ lần này đưa ra phán đoán sai lầm nghiêm trọng, cũng là do y trải nghiệm chính trị địa phương chưa đủ, còn có một điểm, y ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm cũng không ít, chính yếu chính là, khi ứng đối với tình huống phức tạp nhất, vẫn là thiếu mất một đôi mắt tinh tường để rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Để trở về nói chuyện với Chủ tịch Tình Tôn, nếu Hạ Tưởng giật dây thành công, Thành Đạt Tài đồng ý ra mặt, đến lúc đó ông ta tốt nhất ngồi lại với Thành Đạt Tài. Chủ tịch tỉnh ra mặt, Thành Đạt Tài càng phải nể mặt vài phần. Nhà nội hiện tại nhớ mãi không quên chỉ có hai chuyện, một là Hà Giang Hải chết thế nào, hai là tập đoàn Đạt Tài làm thế nào bị y một ngụm nuốt chừng. Về phần đại kế thâu tóm sản nghiệp Tiếu Giai ở Bắc Kinh, theo y thấy chỉ là việc nhỏ dễ như trở bàn tay, không đáng vướng bận. Nhưng mà nhà nội không biết chính là, kế hoạch thâu tóm của Bắc Kinh, khiến y thiếu chút nữa, ngã một cú đau giếng người. Chu Hồng Cơ cũng không nói lời nào, chỉ im lặng gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, nói thêm một câu. Tôi luôn cứ cảm thấy, điều kiện chúng ta đưa ra dường như hơi không đủ hậu đãi, tôi hoài nghi, bên còn lại sẽ đưa ra điều kiện hậu đãi hơn, nếu chẳng may Hạ Tưởng đến lúc đó lật lọng, thì công tác của chúng ta ở tỉnh Tề, sẽ vô cùng gian nan. Sao có thể chứ? Nhà nội cười ha hả. Trước không nói đến việc Hạ Tưởng vừa mới chiến một trận muối ăn với phe bình dân, chỉ với phần đại lễ mà tôi vừa mới nhắc tới, Hạ Tưởng khẳng định tâm động. Hồng Cơ, tôi dùng 3 tỷ thu mua 5% cổ phần của tập đoàn Đạt Tài, trên thực tế dựa theo giá trị thị trường của tập đoàn Đạt Tài để tính, 3 tỷ đó đáng lẽ sẽ là 6%, nói cách khác, nếu Hạ Tưởng vận tác một chút, thì số tiền mặt chênh lệch giá 1% ở giữa, hắn có thể kiếm lời 500 triệu. Chu Hồng Cơ mặt ngoài gật đầu biểu thị đồng ý, kỳ thật trong lòng lại rất là không cho là đúng, bởi vì y rất rõ, sổ sách không thể tính như vậy. Trước tiên không nói tập đoàn Đạt Tài có thừa nhận giá trị thị trường là 50 tỷ hay không, nếu lỡ cơ cấu đánh giá khác đưa ra một kết quả khác một trời một vực, nếu chẳng may Thành Đạt Tài tự nhận giá trị thị trường tập đoàn Đạt Tài vượt trên 60 tỷ thì sao? Hơn nữa Thành Đạt Tài có đồng ý bán ra cổ phần của tập đoàn Đạt Tài cho nhà nội hay không, vẫn còn chưa biết được. Nhà nội cứ đinh đinh là vậy chỉ là chuyện một phía mà thôi. Chu Hồng Cơ lại khó mà nói gì. Bởi vì Hạ Tưởng tuy rằng không đáp ứng liền, lại cũng không từ chối, khiến cho trong lòng y ít nhiều hơi thiếu tự tin. Hạ Tưởng không phải là người ba phải, nhưng ở trên chuyện của Hà Giang Hải, y cứ cảm thấy Hạ Tưởng có chút do dự không định. Kỳ thật y cũng rõ, bên mình đề xuất 3 điều kiện thật sự là lời nói suông mạnh miệng, thành ý không đủ, cũng chỉ có 3 tỷ của nha nội mới có chút thực tiễn, nhưng cũng là vì thâu tóm tập đoàn Đạt Tài mà mai phục bút. Tuy nói trên chính trị nơi nơi đều là tính kế và ích lợi, nhưng có phải là bên mình ở trong chuyện Hà Giang Hải, mưu tính quá mức tinh tường rồi sao? Chỉ mong không xảy ra sai lầm gì mới tốt, Chu Hồng Cơ trong lòng rất rõ năng lực của Hạ Tưởng. Kỳ thật Chu Hồng Cơ không biết chính là, y tự nhận biết rõ năng lực của Hạ Tưởng, thật ra vẫn là xem nhẹ lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng. Không chỉ y, nhà nội và người phía sau nhà nội, đều có phán đoán sai lầm đối với Hạ Tưởng. Và làm cho thế cục tỉnh Tề lệch khỏi quỹ đạo mọi người mong muốn. Nói thêm, sau khi Hạ Tưởng tạm biệt nha nội và Chu Hồng Cơ, vẫn chưa về nhà, bởi vì nửa đường nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu Thì, nói là có chuyện phát sinh, muốn hắn mau mau tới đây. Hạ Tưởng cũng lơ đễnh, bởi vì theo hắn thấy, Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu Thì ở cùng một chỗ, người bình thường không ai ức hiếp được các cô. Quả thật hắn đã đoán đúng rồi, không ai ức hiếp các cô. Mà là các cô muốn thay hắn ức hiếp người khác. Trên đường, lại nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Phó Bí Thư Hạ, xem chừng nào anh thuận tiện, thì sắp xếp một chút, mau chóng đến Bắc Kinh, thăm hỏi ông cụ phó một chút. Giọng Khâu Tự Phong rất bình tĩnh, dù sao bệnh là của ông cụ nhà khác. Tôi và Chủ tịch tỉnh phó nói chuyện điện thoại, ngày mốt anh ta đi, anh xem có thuận tiện không? Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, ngày mốt cũng có thể bỏ ra được, nói. Được, hẹn ngày mốt. Sau khi Khâu Tự Phong chốt thời gian, cũng không nhiều lời, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhắc tới Mai Hiểu Lâm. Hiểu Lâm cũng đi, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với cô ấy. Cô ấy không nói gì với anh sao?
Gần đây thật đúng là không liên hệ với Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng cười nói. Nói với anh là được, sao phải làm điều thừa mà nói với tôi? Như vậy Hiểu Lâm vẫn độc thân một mình mà sống như vậy sao? Cũng không biết Khâu Tự Phong nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên liền nhắc tới hôn nhân đại sự của Mai Hiểu Lâm. Tuy nhiên nữ cán bộ khá đặc biệt, nói độc thân, cũng không ảnh hưởng con đường làm quan. Đúng là không có việc gì để làm nói lời sáo rỗng, Hạ Tưởng muốn nói với Khâu Tự Phong vài câu gì, Khâu Tự Phong đã không đợi Hạ Tưởng mở miệng, cười ha hả. Tôi chỉ là thuận miệng mà nói, kỳ thật nếu năm đó tôi cưới Hiểu Lâm, nói không chừng bây giờ cô ấy còn không có thành tựu như hiện tại. Như thế thì làm sao? Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, tỉnh tề có một đống sự kiện chờ hắn xử lý, hắn thật đúng là không có tâm tư nhớ lại mọi chuyện với Mai Hiểu Lâm. Như vậy làm sao phe bình dân và phe phản đối đi dây làm xiếc, phe phản đối là cách gọi lén của Hạ Tưởng, trên thực tế, đối phương có tên khác. Sau khi Hạ Tưởng từ biệt Nha Nội và Chu Hồng Cơ, trên xe, hắn cầm trang giấy mà Nha Nội đưa cho Von Nát, trong lòng cũng đã có quyết định sẽ không đề cập tới sự đối địch tự nhiên giữa hắn và phe phản đối, mà qua lại ăn Tết, riêng chuyện đối phương vừa không có thành ý lại tính kế đặt điều kiện, thật sự là quá mức tự đại và tự tin thái quá. Nói không chừng ở trong mắt đối phương, hắn chẳng qua là trợ lực gọi thì đến, bảo thì đi. Có thành ý hay không, có thật tâm hay không, không phải dựa vào lời hứa, mà là hành động cụ thể. Đến nhà khách tỉnh ủy, Hạ Tưởng còn có điểm cảm thấy không thể lý giải, được, Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu thì muốn bắt hắn đến nhà khách tỉnh ủy một chuyến là có dụng ý gì. Nếu đổi là người khác, hắn khẳng định sẽ không đến. Nhưng Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu thì đồng thời nhắc tới vấn đề mặc dù cần giải quyết, hắn nhất định phải coi trọng. Đã là quá nửa đêm, sau khi tới nhà khách tỉnh ủy, Hạ Tưởng ở đại sảnh chờ gặp Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu thì. Phó Tiên Tiên so với ngày hôm qua tinh thần tốt hơn, dù chưa trang điểm, nhưng ánh mắt đã bớt vẻ ưu tư, vui mừng hơn. Mà Nghiêm Tiểu thì vẫn như bình thường dùng đồ trang sức trang nhã, mặt mày như bức tranh, đẹp tới cực hạn. Hạ Tưởng vẫn cho rằng diện mạo Nghiêm Tiểu thì hoàn toàn có thể liệt vào hàng mỹ nữ tiêu chuẩn trong nước, hoặc là nói, Nghiêm Tiểu thì nếu diễn vai mỹ nữ cổ trang, tuyệt đối có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu thì vừa thấy Hạ Tưởng, không hẹn mà cùng tiến lên một bước, rồi lại liếc nhau, ngượng ngùng lại cùng ngừng bước chân. Hạ Tưởng không chú ý tới hai cô gái, bởi vì ánh mắt hắn dừng ở trên người một người khác. Cũng không phải là chỉ có Phó Tiên Tiên và Nghiêm Tiểu thì ở đây. Còn có một cô gái ăn mặc như nhân viên phục vụ ở một bên, cúi đầu, hơi thẹn thùng lại có dáng vẻ khiếp đảm, nhưng ánh mắt láo liên, biểu hiện ra tâm tư hay nội tâm thay đổi của cô ta. Tại sao lại có người ngoài? Phó Tiên Tiên giới thiệu. Phó Bí Thư Hạ, đây là Cung Tiểu Tinh, là nhân viên phục vụ của nhà khách tỉnh ủy. Chủ tịch tỉnh Lý lúc chỉnh đốn nhà khách, bởi vì biểu hiện công tác của cô ta không tích cực, bị loại khỏi danh sách, tuy nhiên cô ấy muốn lập công chuộc tội. Hy vọng anh có thể thay cô ấy nói với chủ tịch tỉnh Lý, cho cô ấy một cơ hội. Hơn nữa, cô ấy là người tỉnh Yến, là đồng hương. Phó Bí Thư Hạ, tôi biết tôi sai lầm rồi, van xin ngài giúp tôi. Cung Tiểu Tinh biết Phó Bí Thư Hạ trước mắt là ân nhân cứu mạng, vội vàng thuận thế nói. Tôi là người huyện Chu Khúc, cũng coi như nửa đồng hương với Phó Bí Thư Hạ. Huyện Chu Khúc là hàng xóm với huyện Đan Thành, cách Đan Thành mấy chục cây em. Hạ Tưởng cũng đã từng đi qua. Hắn tuy rằng không thích biểu hiện vội vàng khôn khéo quá mức của Cung Tiểu Tinh, nhưng nếu là đồng hương, cũng phải ứng phó vài câu, liền gật đầu nói. Trước tiên là nói về vụ việc, sự việc không lớn thì sẽ xử lý tốt thôi. Vừa nói xong, liền nhìn về phía Nghiêm Tiểu thì. Công trình sửa chữa nhà khách tỉnh ủy, Hạ Tưởng cũng nghe nói, nhưng cũng không để ý, lúc ấy cũng có người nhờ vả quan hệ với Ngô Thiên Thiếu. Nghĩ thông qua anh ta đến hắn để nhận được công trình, bị hắn xua tay từ chối. Nguyên tắc của hắn là, không nhúng tay vào dự án công trình, huống chi tỉnh ủy cũng đã chỉ định Lý Đinh Sơn làm người phụ trách cụ thể. Hạ Tưởng luôn luôn không nhúng tay vào dự án công trình, bởi vì hắn cũng biết, dự án công trình là dễ dàng ra tham quan địa phương nhất, gần như 10 dự án sẽ có 9 tham quan ở trong đó. Chủ yếu cũng là dự án công trình kiếm tiền nhanh, lỗ hổng nhiều, kim ngạch cao. Bên trong nhiều đường cong. Mà dự án một đoạn mấy chục cây em quốc lộ nào đó, đầu tư hơn 1 tỷ, nhưng sau khi trải qua mấy tầng bàn việc, cuối cùng đến công trình tài chính trong tay cũng chỉ có mấy chục triệu, kết quả liền xuất hiện chuyện hoang đường là đầu bếp,
thợ sửa giày dép cùng người làm hỗn tạp các loại ngành sản xuất nhận các công trình. Nếu không quốc lộ trong nước sau khi làm xong không đến một năm đã đại tu, không đại tu mới là lạ, bên trong có bao nhiêu tiền chạy vào hầu bao tham quan hết. Hạ tưởng bởi vì tự tay xử lý đại án tham nhũng ở tỉnh Tương, biết tiền cho dự án công trình không được chia ra một hào, nhận tiền một cách không có tính người như vậy chính là muốn tuyệt tự. Huống chi, Hạ tưởng chưa bao giờ thiếu tiền. Hạ tưởng vừa nghe đã biết trong đó có chút mưu mẹo, cho nên hắn cũng không nhìn ai, chỉ nhìn Nghiêm Tiểu Thì, bởi vì hắn đoán được điều gì đó. Nghiêm Tiểu Thì ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu. Là chủ tịch tỉnh Lý tin tưởng em có thể giám sát chất lượng, cho nên để em tiếp nhận công trình. Em vốn định nói cho anh, nhưng chưa kịp. Phó Tiên Tiên ở bên cạnh nói. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, chút nữa nói sau, hiện tại phải giải quyết vấn đề Cung Tiểu Tinh. Hạ tưởng dù là người ra sao cũng thấy Cung Tiểu Tinh có sắc đẹp, biết làm bộ, lại nghĩ đến cách Lý Đinh Sơn đối nhân xử thế, thì đoán được nguyên nhân đại khái là Lý Đinh Sơn trước đây bị Cung Tiểu Tinh giở trò, đã nói. Nơi này nói chuyện không kín đáo, mấy người tới phòng Cung Tiểu Tinh. Phòng không lớn, chính là một gian tiêu chuẩn bình thường của ký túc xá cải tạo, nhưng dọn dẹp không được tươm tất lắm, vài món đồ nội y của phụ nữ khó tránh khỏi làm cho người ta xấu hổ, sau đó Hạ tưởng coi như ngồi xuống, uy nghiêm nói. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cung Tiểu Tinh trước mặt Nghiêm Tiểu Thì dám khóc lóc om sòm, lại bị Phó Tiên Tiên trừng trị thành ra dễ bảo, hiện tại ở trước mặt Hạ tưởng. Một chút mạnh mẽ và điêu ngoa cũng không có, thành thật giải thích vấn đề. Cung Tiểu Tinh quả thật là chịu sai khiến của Hà Giang Hải, cố ý dụ dỗ Lý Đinh Sơn, muốn hãm hại Lý Đinh Sơn, nhưng Lý Đinh Sơn không mắc mưu. Sau đó Hà Giang Hải không ngờ lại rơi đài, Cung Tiểu Tinh liền tự biết có khả năng đã bị liên lụy, không nghĩ bị xử lý nhanh như vậy. Kỳ thật cũng chính là Lý Đinh Sơn đối nhân xử thế có chút chính trực, thay đổi người khác, hoặc là trực tiếp thu nhận Cung Tiểu Tinh. Lấy quyền thế đè cô, hoặc là đã sớm quên cô, làm sao còn nhớ rõ cô là ai. Cung Tiểu Tinh cũng không phải người bình thường, đã có dũng khí trèo cao, cũng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý bị thanh toán. Nhưng không ai ngồi chờ kết cục thất bại, một con kiến cũng sẽ muốn sống, cô hay dùng phương pháp của chính mình, vì sự sinh tồn của chính mình mà mở ra cánh cửa chính nguy hiểm. Sở dĩ nói là nguy hiểm, bởi vì Cung Tiểu Tinh mặc dù có dũng khí, nhưng dù sao trí tuệ không đủ. Với quan trường hiểm ác thì không đủ, nghĩ đến cô là một phụ nữ có thể dựa vào một chút đồ vật này nọ trong tay, mà bố trí quan to đã chìm nổi quan trường vài thập niên. Nếu cô không phải may mắn gặp Phó Tiên Tiên, lại có Hạ tưởng đi trước một bước biết được những gì cô đã làm, cô cuối cùng chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Chớ quên, thành phố Lỗ từng có vụ án ô tô tình nhân bị nổ bom. Hạ tưởng nghe xong lời nói của Cung Tiểu Tinh, thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu mới nói. Tiểu Thì, em phụ trách tìm cho Tiểu Tinh một công việc tại thành phố Yến, để cô ấy mau chóng rời khỏi thành phố Lỗ. Lại nghĩ, bổ sung. Sắp xếp ở tòa nhà của Tề Á Nam là có được, làm kiếp trưởng hay gì đó, về sau cũng sẽ có tiền đồ hơn so với ở nhà khách tỉnh ủy. Nghiêm Tiểu Thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ tưởng, biết tình thế nghiêm trọng, lập tức đồng ý. Có lời nói của Hạ tưởng, cùng Tiểu Tinh tới tòa nhà Tề Thị, phỏng chừng rất nhanh có thể lên tới cấp giám đốc. Thu nhập so với ở nhà khách tỉnh ủy cao hơn mấy lần. Cung Tiểu Tinh còn không muốn rời khỏi thành phố Lỗ, muốn nói điều gì, bị Hạ tưởng giơ tay ngăn lại. Cái gì cũng không cần nói nữa, lập tức đi, nếu không, cô hối hận cũng không còn kịp đâu. Cung Tiểu Tinh mới thấy sợ hãi. Phó Bí Thư Hạ, tôi. Thấy Hạ tưởng không muốn nói nhiều, Phó Tiên Tiên kéo Cung Tiểu Tinh. Em đi tòa nhà Tề Thị. Về sau ít nhất có thể lên làm giám đốc bộ phận, thu nhập so với hiện tại cao hơn nhiều lần, còn không mau cảm ơn Phó Bí Thư Hạ. Cung Tiểu Tinh mới biết được chỗ thất lễ, Phó Bí Thư Hạ một chút cũng không bạc đãi cô, mới cao hứng mà ngàn lần cảm ơn. Hạ tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, Nghiêm Tiểu Thì thấy thế, vội vàng lôi Cung Tiểu Tinh đi, sắp xếp cho cô lập tức rời khỏi thành phố Lỗ. Nếu nói Vương Sắc Phi làm người ngoài cuộc. Ở sự kiện Triệu Mẫu Đan trở thành một điểm tựa mấu chốt và ngoài dự đoán của mọi người, như vậy Cung Tiểu Tinh cũng là một người ngoài cuộc, có lẽ nói cô là người ngoài cuộc cũng không chuẩn xác, nhưng đề cập đến ân oán giữa nhà nội và Hà Giang Hải, cô lại quả thật là một người ngoài cuộc cũng không ngờ đã cung cấp cho Hạ tưởng một điểm tựa không tưởng được, quả thật là làm cho người ta có niềm vui vô cùng bất ngờ. Nhưng niềm vui bất ngờ nhiều,
Hạ Tưởng cũng phải vì sự an toàn của người thân của Cung Tiểu Tinh mà suy nghĩ, bởi vì cô đã động chạm đến điểm mấu chốt của một số người, nếu bị người ta phát giác, cô ngoại trừ chỉ còn đường chết, tuyệt đối không có đường đi. Ra khỏi phạm vi thế lực tỉnh Tề, dưới sự che chở của Tề Á Nam, tin rằng không ai dám tới tỉnh Yến mà dương oai. Nhưng khi bắt đầu bắt tay vào xử lý vấn đề sót lại cuối cùng ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng phải đích thân nhích người đi Bắc Kinh một chuyến, bởi vì có chút đề cập tới tin tức sự tình sâu tầng, phải giao lưu với lãnh đạo cấp cao. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn gặp mặt, liền nói đơn giản về vấn đề Cung Tiểu Tinh một chút. Biết được Cung Tiểu Tinh đã rời khỏi thành phố Lỗ, đến thành phố Yến, Lý Đinh Sơn cũng không nói thêm điều gì, ông ta đối với cách Hạ Tưởng đối nhân xử thế tất nhiên là 100% yên tâm. Sau đó, Hạ Tưởng thông qua Ngô Thiên Thiếu và Ôn Tử Tuyền, nêu ra tinh thần truyền đạt tới Ủy ban Kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố, nhằm vào vấn đề Chu Trấn Ba và Triệu Mẫu Đan, hiện tại toàn bộ tạm dừng công tác thẩm vấn. Một vòng tẩy bài mới, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Mỗi một người đàn ông đều có một ảo tưởng, là người tốt trong người tốt như Hạ Tưởng, quả thực nếu muốn ăn ngay nói thẳng thì, ở bên trong sâu thẳm cũng có ẩn giấu một dục vọng trái ôm phải ấp. Ở tỉnh Tề, nhưng không hưởng thụ được cái phúc của trái ôm phải ấp, cũng là sự đáng tiếc. Tuy nhiên, Hạ Tưởng chỉ có thể bên trong tiếc nuối giữ lại mộng tưởng hồn nhiên của một người đàn ông, tối hôm qua hắn vốn có cơ hội để thực hiện mộng tưởng đó, vì Phó Tiên Tiên rất nghịch ngợm nói một câu muốn Hạ Tưởng ngủ lại, Nghiêm Tiểu thì cũng đúng lúc nói tiếp một câu, là giường của cô rất lớn, ngủ ba người không thành vấn đề. Nếu ý chí Hạ Tưởng chỉ không kiên định một chút, tâm tư đen tối một chút, dễ dàng thuận miệng đồng ý, tin tưởng Phó Tiên Tiên cũng tốt, Nghiêm Tiểu thì cũng vậy, đều sẽ xấu hổ chấp nhận. Nếu hai người đều không xấu hổ đáp ứng, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể xuất ra khí thế đàn ông, ép hai cô gái ở lại, chỉ cần hắn mỗi bên ôm một cô, giả vờ dùng sức mạnh một chút, thì sẽ xuất hiện tình trong mặt ngoài tình trạng ý thiếp kết quả mỹ mãn. Đáng tiếc là đều không có, đang lúc ý chí đồng chí Hạ Tưởng đang không kiên định, đang muốn gật đầu đồng ý thực hiện mộng tưởng, thì lại bất ngờ nhận phải cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Nói ngoài ý muốn, bởi vì điện thoại quả không phải lúc. Nói không tình nguyện, nhưng phải tiếp nghe, là vì Mai Hiểu Lâm gọi tới. Có lẽ sự thật là Hạ Tưởng mắc nợ tình cảm của Mai Hiểu Lâm, thế là mộng tưởng mà Hạ Tưởng từ lâu đã có lòng ao ước muốn thử, lại bị Mai Tiểu Lâm vô tình phá hủy. Bởi vì cô gọi điện thoại, gọi tới nửa giờ đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ, đủ để cho ngọn lửa lòng trong Hạ Tưởng phụt tắt. Mà Nghiêm Tiểu thì và Phó Tiên Tiên lại nghe ra Hạ Tưởng đang cùng Mai Hiểu Lâm nói chuyện, liền lè lười, nhăn mặt, sau đó bỏ chạy một mạch như làn gió xuân không thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Tưởng chỉ có thể ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ thở dài, đã bao nhiêu lần, hắn có mấy cơ hội lớn để thực hiện giấc mộng nhưng đều bị hắn bỏ lỡ, khi hắn cố lấy dũng khí để thử một lần, cơ hội thật sự hóa ra sao dễ dàng lướt qua. Khiến hắn hiểu ra chân lý, đôi khi nhận biết phụ nữ quá nhiều thực sự không phải là một việc tốt lành gì. Có lẽ nguyên nhân là đã lâu Mai Hiểu Lâm không liên lạc Hạ Tưởng, nên cuộc nói chuyện có phần hơi lạnh nhạt. Hạ Tưởng, ngày kia đến Bắc Kinh, anh có đến đúng giờ được hay không? Khâu Tự Phong đề nghị mấy người đến cùng nhau thăm hỏi ông cụ họ Phó, cũng hợp tình hợp lý, cũng có ý nghĩa chính trị nhất định. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm tự không cần nói đến. Bản thân chính là người nổi bật của đời thứ ba bên trong thế lực dòng họ, mà hắn trước mắt là người phát ngôn cho thế lực gia tộc, thậm chí cũng có thể gọi là đại diện đời thứ ba nhà họ Ngô, bởi vậy, y và Khâu Tự Phong cùng nhau hiện thân, ý nghĩa không bình thường. Tức là công khai với bên ngoài thế lực gia tộc cùng tiến cùng lui, đồng thời cũng là tuyên bố sự đoàn kết của thế lực gia tộc, sẽ không vì bệnh tình của ông cụ Phó mà bị ảnh hưởng. Trước đợt đổi nhiệm kỳ lần này, bệnh tình ông cụ họ Phó, kéo theo ánh mắt của thế lực khắp nơi, cũng khiến bên ngoài không ít suy đoán. Mặc dù nói đợt đổi nhiệm kỳ lần này, đối với bố cục nhà họ Phó có ảnh hưởng không ít, ít nhất cũng phải 5-3 năm thậm chí lâu hơn nữa, nhưng bác sĩ chuẩn đoán bệnh nói, ông cụ họ Phó có khả năng sống thêm 5-3 năm, trong đó không chỉ trùng hợp ngầm có ý tứ chính trị hàm xúc, trước khi ông cụ họ Phó chết, nói thế nào cũng nâng đỡ cho Phó Tiên Phong đã ân đường. Theo một góc độ suy xét, Hạ Tưởng cùng mấy người đi đến thăm hỏi ông cụ họ Phó, cũng là biểu đạt ý ủng hộ đối với ông cụ họ Phó. Đương nhiên, trừ việc này ra Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, còn có nhiều chuyện quan trọng khác phải làm. Ngồi ở trên máy bay, Hạ Tưởng cố ý khiêm tốn chỉ dẫn theo thư ký Ngô Thiên Thiếu đồng hành,
cũng để y chạy trước chạy sau phối hợp tất cả việc vặt vãnh, nhưng hắn và Ngô Thiên Tiếu không ngồi cùng một chỗ, vì còn có Phó Tiên Tiên đi cùng hắn. Ngô Thiên Tiếu lúc đặt vé máy bay, nghe nói có phụ nữ đồng hành, cũng biết thức thời mà cách xa chỗ ngồi Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên. Khi y nhìn thấy Phó Tiên Tiên lần đầu, liền có một loại cảm giác kinh ngạc, bởi vì tuy Phó Tiên Tiên không phải người con gái rất xinh đẹp, nhưng cô tràn đầy sức sống, có lực tác động mãnh liệt vào tầm nhìn. Ngô Thiên Tiếu liền ngầm khâm phục ánh mắt tinh tường vào vận may của Phó Bí Thư Hạ. Tuy nhiên sau khi y nghe được Phó Tiên Tiên là ai, lập tức ý nghĩ không còn, ngay tức khắc xoay người bỏ chạy, đến việc Phó Bí Thư Hạ và Phó Tiên Tiên làm sao nhận biết, rốt cuộc quan hệ là thế nào, gần như tất cả những đề tài mà người đàn ông cảm thấy hứng thú, những suy diễn của tâm lý theo đuổi sắc đẹp v.v. đều ngay lập tức bị cắt đứt, ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của một thư ký. Nói đùa, Phó Tiên Tiên không ngờ đường đường là thiên kim nhà họ Phó, là em gái chủ tịch tỉnh Tương Phó Tiên Phong, thật đúng là kẻ không phải người bình thường có thể chọc vào. Được thôi, y cũng hết ở trước mặt lãnh đạo xung xoe giả bộ thông minh, làm gì cũng không bằng trực tiếp im miệng là an toàn nhất. Ngô Thiên Tiếu làm đúng rồi, nếu y ở trước mặt Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lượn lờ, quả thực Phó Tiên Tiên dám sẽ nhấc chân đá y một cái. Bởi vì Phó Tiên Tiên sẽ thấy y chướng mắt. Phó Tiên Tiên hiện tại, đang đắm chìm bên trong hạnh phúc trước nay chưa từng có, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, tựa vào trên bả vai Hạ Tưởng, hưởng thụ cuộc hành trình hai người chưa từng có. Cùng Hạ Tưởng bay tới Bắc Kinh, mang đến cho cô niềm vui bất ngờ không nhỏ, vì cô quen Hạ Tưởng nhiều năm, chưa có cơ hội đi cùng Hạ Tưởng. Mỗi người phụ nữ đều có giấc mơ cùng đồng hành với người đàn ông mình yêu thương, vì bên trong cuộc hành trình, luôn có thể làm người ta có cảm giác trong cuộc hành trình đường trên đời tang thương, mà khoảnh khắc vui nhất trong đời người cô đơn là, ai cũng nguyện ý ở cùng người mình yêu. Nhưng điều khiến Phó Tiên Tiên hạnh phúc không chỉ một cuộc hành trình. Buổi tối hôm trước còn cùng Hạ Tưởng ôm nhau ngủ một đêm mà nói, tối hôm qua quả thực hơi tiếc nuối, tuy nhiên Hạ Tưởng nếu thực sự dám, Nghiêm Tiểu thì cũng không một lời phản đối, cô cũng thực không sợ Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì cùng nhau phóng đãng một đêm. Không sai, Phó Tiên Tiên trực tiếp đem giấc mộng đẹp đẽ ba người của Hạ Tưởng hình dung thành phóng đãng. May mắn Hạ Tưởng không biết, nếu không, thật đúng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của hắn với giấc mộng tốt đẹp kia. Hiện tại có thể ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, ngồi cùng một chỗ bay trên bầu trời xanh, coi như là hạnh phúc hiếm có rồi, Phó Tiên Tiên đã đem bệnh tình của ông quẳng ra sau đầu, không đều nói con gái hướng ngoại, cũng không hề sai nhỉ. Sau đó lặng lẽ cúi xuống bên tai Hạ Tưởng nói. Chị Tiểu thì nói, giấc mơ lớn nhất của chị ấy chính là muốn anh từ sáng tới tối, một phút không rời, ở cùng chỉ một ngày một đêm. Em cũng có một giấc mộng, anh có muốn biết là gì không? Nói thật, Hạ Tưởng thật đúng là không muốn biết. Tuy nhiên cũng chỉ giả vờ rất muốn gật gật đầu. Chính là, Phó Tiên Tiên hơi thở như hương ngọc lan, tiến lại thật gần, khiến cho Hạ Tưởng nghe giọng điệu cô nói như là đang nói mớ. Em hy vọng một ngày, có thể có chí ít hai lần cùng nhau dậy sớm, mở mắt có thể nhìn thấy anh. Có một câu nói, quan hệ gần xa với một cô gái, không phải anh có thể cùng cô ăn cơm chiều hay không, mà có thể cùng cô ăn cơm sáng. Giấc mơ Phó Tiên Tiên thật ra so với giấc mộng Nghiêm Tiểu thì càng nhiều hơn, hai lần liên tiếp cùng nhau thức dậy, ít nhất còn dài hơn so với một ngày một đêm, vượt cả dã tâm của Nghiêm Tiểu thì. Hạ Tưởng bật cười ha hả. Cùng anh thức dậy chẳng lẽ có thể trẻ mãi không già? Nói nghe sao mà có vẻ chuyện cực tốt, anh có thể nói em biết, cùng anh thức dậy, chẳng những phải chuẩn bị tốt bữa sáng, còn phải thay anh thu dọn sạch sẽ. Phó Tiên Tiên trả lời rất kiên quyết. Không thành vấn đề, em gọi phục vụ phòng. Sớm đã biết Phó Tiên Tiên không phải là loại phụ nữ sống qua ngày ở nhà, Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, vỗ nhẹ đầu cô. Mệt rồi, ngủ một lát đi, chốc nữa hạ cánh anh gọi em. Không ngủ, sẽ không ngủ. Phó Tiên Tiên dịu dàng hiếm thấy. Em muốn tỉnh táo cùng anh trải qua thời gian cùng ngồi với nhau, để tránh sau này quên mất. Tuy rằng cô nói bằng giọng điệu trêu chọc, nhưng vào tai Hạ Tưởng, đã có nỗi xót xa khác. Dù là tiểu ma nữ, dù có tùy hứng, cũng là người phụ nữ lóng dạ mềm yếu. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, Ngô Thiên Tiếu đang buồn bực làm thế nào sắp xếp việc đón máy bay của Phó Bí Thư Hạ. Trước khi đi ra, y thông báo cho văn phòng tỉnh Tề đóng tại Bắc Kinh, chuẩn bị để văn phòng đóng tại Bắc Kinh ra nghênh đón. Hạ Tưởng lại không đồng ý việc y bố trí, nói với y, không cần chuẩn bị, nếu không ai đón, thì tự mình lái xe.
Ngô Thiên Tiếu rất khó xử, với cấp bậc phó bí thư hạ, dù tới Bắc Kinh cũng phải có xe chuyên dụng ra đưa đón mới được, phó bí thư tỉnh ủy lái xe. Thật đúng là không phải chuyện thường. Nhưng phó bí thư hạ chỉ bảo, y cũng chỉ đành làm theo, trong lòng vẫn chẳng yên, nếu chẳng may phó bí thư hạ phải đi lái xe, y thân là thư ký, trên mặt cũng không còn chút ánh sáng. Người xưa là chủ nhục thần chết, hiện tại cũng là lãnh đạo bị lạnh nhạt, cấp dưới đau lòng. Vừa xuống đất liền, Ngô Thiên Tiếu liền mang theo hành lý đi lên trước, không dám quấy rầy Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên. Tuy nhiên y cũng lo lắng thừa rồi, Phó Tiên Tiên hiện tại khôi phục dáng vẻ đoan trang nho nhã, cùng Hạ Tưởng duy trì khoảng cách hữu nghị, không xa không gần, cứ như cùng Hạ Tưởng chỉ là bạn bè bình thường đang giải quyết việc công. Vừa ra sân bay, thật đúng là không có xe của văn phòng tỉnh tề đóng tại Bắc Kinh, căn bản không hề thông báo cho bọn họ chuyến bay mấy giờ, bọn họ dù muốn nịnh bợ phó bí thư hạ, cũng tìm không ra cửa. Lại nhìn một cái, bên ngoài xe rất nhiều, nhưng phần lớn là xe tư nhân hoặc là xe cấp bậc quá thấp, không có một chiếc phù hợp với thân phận phó bí thư hạ, nói cách khác, thật không có xe chuyên dụng tới đón. Chẳng lẽ đường đường là phó bí thư tỉnh tề, lại phải tự mình lái chính? Khi Ngô Thiên Tiếu trong lòng đang khổ sở, bỗng nhiên một chiếc xe đen không một tiếng động chạy tới, y thu thế không kịp, thiếu chút nữa bổ nhào lên xe, không khỏi nổi giận, miệng đang muốn châm biếm vài câu, lời đến bên miệng lại nuốt trở lại, bởi y thấy chiếc xe đen mặt trước có chỗ kỳ lạ, không nhận ra thương hiệu còn chưa tính, biển số cũng vô cùng kỳ quái thế nào y cũng không thể nói rõ được, dù sao không chỗ nào không lộ ra thần bí. Đất Bắc Kinh, ngọa hổ tàng long. Vẫn là ít gây chuyện là tốt nhất, Ngô Thiên Tiếu chẳng những im lặng còn vô cùng rộng lượng giữ lấy vẻ mỉm cười, sau đó đứng lại không di chuyển, chờ ô tô đi qua. Không ngờ ô tô không đi tiếp, dừng ở trước mặt Ngô Thiên Tiếu, sau đó cửa kính mở ra, lộ ra khuôn mặt mỉm cười, vẻ tươi cười thân thiết. Người trong xe hướng Ngô Thiên cười gật đầu nói. Người trẻ tuổi không tồi, có lễ phép. Sau đó ông ta quay đầu về hướng Hạ Tưởng đang ở sau, vẫy tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, đến đây, lên xe. Ngô Thiên Tiếu trong nháy mắt dừng hô hấp, ngay cả đầu óc cũng đều trống rỗng. Hạ Tưởng tới Bắc Kinh sớm hơn Khâu Tự Phong, Mai Hiểu Lâm một ngày, cho nên không có khả năng là Khâu Mai đến đây đón máy bay. Kỳ thực hắn không cho văn phòng tỉnh tề ở Bắc Kinh đến đón máy bay, cũng là không muốn kinh động quá nhiều người. Cũng vì Phó Tiên Tiên trước đó đã thông báo, muốn để nhà họ Phó tới đón. Hạ Tưởng cũng chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của cô. Hạ Tưởng khi thấy Ngô Thiên Tiếu có vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người đứng ở trước mặt chiếc xe đen, gần như sắp thất lễ, không khỏi bật cười. Ngô Thiên Tiếu tuy rằng là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy, nhưng y vẫn luôn ở thành phố Lỗ, rất ít đến Bắc Kinh làm việc. Đất Bắc Kinh, nơi tập hợp quan lớn, nơi hội tụ xe hiệu, thành phố Lỗ dù là thành phố cấp phó tỉnh, so sánh với nhau, cũng là khác biệt rất nhiều. Ngô Thiên Tiếu nhất thời trong tình trạng kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên khi Hạ Tưởng nghe có người gọi tên mình, lại cười, mới hiểu rõ nguyên nhân thật sự khiến Ngô Thiên Tiếu kinh ngạc đến ngây người. Không sai, ngồi trong xe là một nhân vật lớn mà Ngô Thiên Tiếu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Cổ Thu Thật. Ngô Thiên Tiếu đương nhiên nhận biết Cổ Thu Thật, y sớm đã nghiên cứu qua tài liệu của Hạ Tưởng, biết Phó Bí Thư Hạ Đại Khái cùng vị ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, ủy viên nào có quan hệ chặt chẽ. Cũng nghe nói qua chút ít về sự kết giao giữa Cổ Thu Thật và Phó Bí Thư Hạ. Nhưng tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, lan truyền rất sống động, có khi chỉ có thể là tin đồn, đảm đương không nổi thực tế. Trên chính trị có rất nhiều sự việc, thật thật giả giả, rất khó phân biệt, Ngô Thiên Tiếu tuy rằng không hoài nghi toàn bộ nhưng cũng chỉ tin một nửa. Cho nên người bên trong xe tỏ ra thân thiết tươi cười, thậm chí còn lễ phép nói một câu với y. Sau đó khi gọi Hạ Tưởng lên xe, y gần như không thể tin được vào mắt mình. Thật sự đường đường là ủy viên Bộ Chính trị Cổ Thu Thật. Bí thư Cổ chính miệng khen y lễ phép. Bí thư Cổ tự mình đến sân bay đón phó bí thư Hạ. Một ủy viên Bộ Chính trị hàng tôn quý tới đón một phó bí thư tỉnh ủy, không nói giỡn chứ. Ngô Thiên Tiếu biết quy tắc quan trường lớn hơn trời, nhất là người Trung Quốc rất tôn trọng tôn ti trật tự, ở trường hợp chính thức. Ngay cả sắp hàng đi đường cũng không được lọ ân xạ. Đừng nói phó bí thư tỉnh ủy cũng không đáng ủy viên Bộ Chính trị đến nghênh đón, phó bí thư hạ thực sự là có thể diện to lớn. Thảo nào không cho văn phòng tỉnh tề tại Bắc Kinh tiếp đón, so với bí thư Cổ, bọn họ đến tư cách theo đuôi sau ô tô cũng không có.
Ngô Thiên Tiếu quả thực là chưa từng thật sự cùng lãnh đạo cấp phó quốc đối mặt qua, dưới sự khiếp sợ, nhất thời thất lễ cũng không tránh được. Tuy nhiên dù sao y sau khi theo Hạ Tưởng, thân phận nước lên thì thuyền lên, cũng coi như kiến thức rộng rãi, trước khi Hạ Tưởng chưa tới gần, cuối cùng lại khôi phục thái độ bình thường, vội cung kính thăm hỏi Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật còn hứng thú nói một câu. Anh chính là thư ký Ngô Thiên Tiếu của Phó Bí Thư Hạ. Ngô Thiên Tiếu gần như không thể hô hấp, một thư ký nhỏ nhoi của Phó Bí Thư tỉnh ủy như y, không ngờ có thể khiến Cổ Thu Thật nhớ kỹ tên, thật sự là vinh hạnh lớn. Trong nước có mấy chục thư ký số một tỉnh ủy, có mấy người có thể khiến Cổ Thu Thật há miệng đọc tên. Chỉ sợ không có mấy người, càng huống hồ y là thư ký thứ ba tỉnh ủy. Ngô Thiên Tiếu cảm kích vì được sủng ái mà lo sợ, còn có sợ hãi, liên tục gật đầu, hồi hộp đến nổi nói không ra lời. Nữ sợ gả sai chồng, nam sợ vào sai ngành, thật là không sai một chút nào. Bây giờ còn thêm một câu, làm nhân viên công vụ là bước ra bước đầu tiên trên ngàn dặm trường chinh, làm thư ký cũng chỉ là bước thứ hai, chỉ có theo đúng lãnh đạo, mới là bước thứ ba quan trọng. Thẳng đến khi lên được xe Cổ Thu Thật đương nhiên là xe sau, y không có tư cách ngồi cùng một xe với Cổ Thu Thật trong lòng Ngô Thiên Tiếu còn buồn bực, cho dù Phó Bí Thư Hạ và Bí Thư Cổ có quan hệ tốt đẹp đi nữa, cũng không đến mức tự mình đến sân bay để đón tiếp Phó Bí Thư Hạ. Chẳng lẽ Phó Bí Thư Hạ đáng để Bí Thư Cổ đánh giá cao như vậy? Nói thật, Cổ Thu Thật xuất hiện ở sân bay, cũng ngoài dự kiến Hạ Tưởng, bởi Hạ Tưởng cũng không ngờ tới. Cổ Thu Thật không phải đặc biệt đến đây đón hắn, rõ ràng trong lòng Hạ Tưởng biết, cho dù Cổ Thu Thật này lấy thân phận cá nhân đến, cũng không cần thiết, bởi vì quan hệ giữa hắn và Cổ Thu Thật, thật sự không đến mức như vậy, đón hay không đón. Cũng chỉ là hình thức thôi, đón, sẽ không khiến quan hệ của hắn và Cổ Thu Thật tiến thêm một bước. Không đón, quan hệ của hắn và Cổ Thu Thật cũng không bất hòa. Như vậy Cổ Thu Thật xuất hiện tại sân bay khẳng định có mục đích khác. Phó Tiên Tiên không ngồi trên xe Cổ Thu Thật, cô ngồi trên xe nhà họ Phó, chào hỏi với Cổ Thu Thật, sau đó vẫy tay tạm biệt. Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật ngồi cùng nhau ở băng ghế phía sau, cũng là hắn và Cổ Thu Thật quen nhau, liền hỏi một câu. Bí Thư Cổ đến sân bay tiễn bạn à? Cổ Thu Thật ha hả cười, hiểu được ý tứ Hạ Tưởng, nói. Tiễn một người bạn cũ, vừa lúc lại thuận tiện đón anh lên xe, một công đôi việc. Đúng rồi, Bí Thư Tống mới rời Bắc Kinh, tôi nghe ông ta nói, hôm trước mới cùng Bí Thư Cổ gặp mặt. Hạ Tưởng liền đúng lúc chuyển đề tài, không thì lại cùng Cổ Thu Thật gây nên vấn đề rằng co. Sự tình Tống Chiêu Độ vào bộ, đại khái tiến triển tới 2/3 tiến trình rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sang năm lúc nhiệm kỳ mới, năm đó tại tỉnh Yến suýt nữa bị Cao Thành Tùng làm cho cực khổ, từ đó về sau trưởng ban thư ký Tống Tiền Đồ ảm đạm, sẽ thật sự bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp phó quốc, thực hiện mục tiêu lớn nhất của đời người, đạt tới đỉnh cao không ai với tới trong quan trường. Cao Thành Tùng dưới kia khi biết được, sẽ có thể cảm thán bất đắc dĩ đúng là người tính không bằng trời tính hay không. Chẳng qua người thời nay học hoặc không học lịch sử, đều không thừa nhận. Nhưng lại khách quan tồn tại một chân lý chính là, quá trình lịch sử, thật sự không thể lấy ý chí cá nhân thay đổi được. Hạ Tưởng cũng cảm thấy vui mừng thay Tống Chiêu Độ vì cuối cùng đã bước ra một bước kiên cố. Trước khi tới Bắc Kinh, hắn và Tống Chiêu Độ còn gọi một cuộc điện thoại, biết hắn đến mà Tống Chiêu Độ phải rời đi, không thể gặp mặt một lúc, trong lòng còn tiếc nuối. Cũng phải, ở thời điểm Tống Chiêu Độ ngồi vào chiếc ghế vàng chủ tịch tỉnh, thậm chí thời khắc Tống Chiêu Độ thăng bí thư tỉnh ủy. Hạ Tưởng đều không có kích động, cũng không gấp gáp muốn cùng Tống Chiêu Độ nói chuyện tâm tình, nhưng khi biết được việc Tống Chiêu Độ vào bộ, trong nháy mắt sắp thành cục đã định, hắn lại kích động một cách khó hiểu. Bởi vì hắn biết Tống Chiêu Độ sẽ có một ngày sẽ đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, sẽ hướng tới địa vị cao của bí thư tỉnh ủy, nhưng vận mệnh Tống Chiêu Độ có thể vì lịch sử lệch lạc mà thay đổi hay không, có thể cuối cùng thành một trong những người lãnh đạo quốc gia hay không, vẫn luôn là sự chờ mong của hắn từ mười mấy năm trước. Trước khi chưa bước vào con đường làm quan, hắn liền âm thầm đem toàn bộ hy vọng gửi gắm trên người Tống Chiêu Độ. Mà ngày nay, tuy rằng Tống Chiêu Độ đã không hề có ảnh hưởng lớn trong tầm mắt hắn, tuy rằng hiện tại Tống Chiêu Độ đã không quyết định được vận mệnh của hắn, nhưng Hạ Tưởng vẫn duy trì kỳ vọng lúc ban đầu, hy vọng Tống Chiêu Độ như hắn mong ước, có khả năng leo lên sân khấu bộ chính trí nhìn xuống cán bộ khắp thiên hạ. Tống Chiêu Độ có thể vào bộ. So với Cổ Thu Thật lúc mới vào bộ càng tác động đến tiếng lòng Hạ Tưởng, tuy nói quả thật trên chuyện Tống Chiêu Độ vào bộ, Hạ Tưởng vẫn không thể ra tay giúp đỡ,
nhưng cũng không ngăn cản sự chú ý và quan tâm của hắn đối với bản thân sự việc, cùng với tâm trạng bất cứ khi nào cũng chuẩn bị giúp một tay. Tống Chiêu Độ vào bộ, cũng là hạ tưởng thắng lợi. Trên thực tế đối với việc Tống Chiêu Độ vào bộ, Tổng Bí Thư cũng không có ý kiến khác, bên thế lực gia tộc, nhà họ Phó có chút phân kỳ, nhưng vẫn bị hạ tưởng thuyết phục, cản trở sau cùng mấu chốt nhất chính là hệ bình dân, mà sự kiện Hà Giang Hải, gián tiếp nổi lên tác dụng thúc đẩy không thể thiếu, khiến hệ bình dân giơ tay thông qua việc lớn Tống Chiêu Độ vào bộ. Nói cách khác, bên ngoài hạ tưởng không hề ra mặt giúp đỡ Tống Chiêu Độ, trên thực tế, vẫn âm thầm thay Tống Chiêu Độ đánh yểm trợ, thậm chí có thể nói. Nếu không có hạ tưởng và quan hệ của thế lực gia tộc, thì khả năng Tống Chiêu Độ vào bộ là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa hạ tưởng xem xét thời thế, trên chuyện Hà Giang Hải lặng yên chuyển hướng cùng hệ bình dân hợp tác, thắng được thiện cảm của hệ bình dân, bởi vậy, Tống Chiêu Độ rốt cuộc thắng được 4 điểm trong ủng hộ đa số. Cổ Thu Thật biết rõ chuyện sau hậu trường, y vỗ vỗ bả vai hạ tưởng, cười nói. Theo đúng lãnh đạo và cất nhắc đúng cấp dưới, kỳ thực là đạo lý giống nhau. Hạ tưởng, tôi và Chiêu Độ khi gặp mặt, Chiêu Độ nói về năm đó cùng cậu kết bạn, cảm xúc rất sâu, đối với các việc anh làm, trong lòng ông ta đều nắm rõ. Nghĩ đến cũng là Tống Chiêu Độ mượn lời của Cổ Thu Thật, để hàm xúc truyền đạt một thông điệp với hắn. Hạ tưởng trong lòng hiểu rõ, giữa hắn và Tống Chiêu Độ quả thực không thèm để ý chuyện anh giúp tôi giúp anh, quan hệ đến trình độ nhất định, sẽ không cần nói nhiều lời, ngược lại sẽ có vẻ xa lạ. Giống như hắn và Lý Đinh Sơn. Thủ tướng đề danh Lý Đinh Sơn đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Lỗ. Hạ tưởng vừa nghĩ đến Lý Đinh Sơn, Cổ Thu Thật liền nhắc đến Lý Đinh Sơn, hơn nữa còn trịnh trọng chuyện lạ đề ra. Nếu tôi đoán không sai, đề danh của thủ tướng, cùng thế cục tỉnh tề có liên quan. Hạ tưởng cũng biết Cổ Thu Thật mặc kệ có ý hay cố ý đến tiếp đón, khẳng định là có mục đích, là muốn trước khi hắn gặp mặt người khác, muốn âm thầm quyết định một số việc. Đề danh Lý Đinh Sơn đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Lỗ, là chuyện tốt, nhưng trước khi hạ tưởng còn chưa có đáp ứng Hà Giang Hải, thủ tướng đã áp dụng hành động, chẳng lẽ lý do là nhân phẩm của hắn quá tốt? Hạ tưởng cười bất đắc dĩ, có khi nhân phẩm quá tốt cũng không phải chuyện tốt, người khác luôn thích đem tất cả sự việc làm đâu vào đấy, khiến hắn muốn từ chối, cũng từ chối không được. Nói thật thủ tướng vẫn là rất hiểu biết về hắn, phía hệ phản đối, ngoại trừ Chu Hồng Cơ. Thì không có được mấy người thực sự hiểu về con người của hắn. Cũng tốt, nếu hắn bị đối thủ nghiên cứu thấu triệt, hắn sẽ chết sớm mất. Quả thật như thế. Hạ tưởng gật gật đầu, nhìn không ra Cổ Thu Thật ở đề danh của Lý Đinh Sơn có lập trường gì, liền lời ngay nói thật. Sự kiện Hà Giang Hải dừng ở đây, có lợi cho cục diện chính trị yên ổn đoàn kết của tỉnh Tề. Hà Giang Hải xuống đài thì dễ dàng, nếu sau khi xuống còn không buông tha. Thế lực địa phương tỉnh Tề vô cùng to lớn, công tác tỉnh ủy về sau sẽ gặp phải cản trở lớn hơn nữa, sẽ rất khó tiếp tục triển khai, cũng sẽ khiến rất nhiều người tỉnh Tề có cái nhìn không tốt đối với Trung U Ân. Ý tứ của Hạ Tưởng đã rất rõ ràng, chính là rõ ràng rành mạch nói cho Cổ Thu Thật, hy vọng sự việc Hà Giang Hải xuống đài là hết. Cổ Thu Thật im lặng một lát, vẻ mặt hơi ngưng trọng, sau đó một lúc lâu mới nói. Hạ Tưởng, đối với tình hình tỉnh Tề, Tổng Bí Thư có cách nhìn khác. Hạ tưởng trong lòng kinh hãi, nếu Tổng Bí Thư không ủng hộ cách làm của hắn, thì đó sẽ là biến số cực lớn. Ô tô chạy vào đường quốc lộ, ngoại trừ âm thanh lốp xe ma sát và chấn động truyền đến bên trong xe, tiếng gió bên ngoài gần như không nghe được, có thể thấy cách âm rất tốt. Ô tô càng cao cấp, hiệu quả cách âm càng tốt, nhưng đồng thời với người say xe mà nói càng là sự tra tấn. Bình thường người say xe không choáng ở máy kéo. Chính bởi vì máy kéo có đủ sự giảm sóc, đủ không khí. Không khí bên trong xe nhất thời hơi nặng nề. Cổ Lâm Thật quả thực vẻ mặt không quá nghiêm túc, nhưng mà chỉ hơi thản nhiên thôi, y im lặng trong chốc lát, mới nói thêm. Trên vấn đề Hà Giang Hải, Tổng Bí Thư không có nhận định, nhưng trên vấn đề ai tiếp nhận chức Bí Thư tỉnh ủy thành phố Lỗ, lại không có chung ý kiến. Lời này vừa nói ra, Hạ Tưởng âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật lo lắng Tổng Bí Thư muốn tiếp tục truy cứu trách nhiệm Hà Giang Hải, cũng không phải hắn một lòng thật sự che chở cho Hà Giang Hải, mà là biết rõ một đạo lý tức nước vỡ bờ tuy rằng thô tục nhưng rất hiện thực. Hà Giang Hải có nền móng ở tỉnh Tề nhiều năm, không phải không có nguyên nhân lịch sử. Hiện tại Hà Giang Hải lui về toàn bộ, Viên Húc Cường cũng lui ra trước thời hạn, hơn nữa Bí Thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh cũng không phải là người tỉnh Tề,
Dụng tâm của Trung ương đối với tỉnh Tề vừa xem đã hiểu ngay, chính là muốn phá hiện tượng ngồi tỉnh Tề trị Tề. Hạ Tưởng sở dĩ quyết định bảo vệ Hà Giang Hải yên lặng lui ra, cũng không phải là hắn thật tâm muốn cùng hệ bình dân hợp tác, cũng không phải hắn tâm tư mềm yếu, mà là hắn hiểu rõ mọi việc đều phải từ từ mưu tính, không thể một lần là xong, nếu không sẽ có khả năng thu được hiệu quả trái ngược. Bởi vì tỉnh Tề ở kiếp trước, vẫn không phá vỡ vòng luẩn quẩn người Tề trị Tề, tỉnh Tề hiện nay, tỉnh Tề ở thế giới kia đã có tiến triển, lúc này thích hợp nhẹ nhàng dừng bước chân, mà không phải tiếp tục hát vang tiến mạnh. Tức nước vỡ bờ, Hà Giang Hải và Viên Húc Cường đều là hai nhân vật dẫn quân tỉnh Tề lại lần lượt lui ra, bang phái người Tề như rắn không đầu, thực lực sẽ từ từ giảm mạnh, lại dùng thủ đoạn ẩn nước ấm luộc ếch chấm rãi hòa giải, cuối cùng có thể đạt tới mục đích thật sự. Mà nếu Hà Giang Hải xuống đài còn chưa xong chuyện, còn muốn sau khi thanh toán còn cộng thêm diệt tận gốc, Hạ Tưởng rất lo lắng thế lực địa phương trung tầng tỉnh Tề khổng lồ sẽ không thể nhịn được hơn nữa, mà phản kháng mạnh mẽ. Đừng tưởng rằng tình thế mới thì không xuất hiện tình huống phản kháng, nó vẫn có như thường. Chẳng qua là ở một dạng khác mà thôi, sẽ không đình công tiêu cực, cũng sẽ không bằng mặt không bằng lòng, chỉ cần kết hợp lại, làm ra mấy cuộc biểu tình không lớn không nhỏ là được, tuyệt đối khiến cho anh không chịu nổi. Ngược lại anh không có khả năng điều tra ra ai đứng phía sau làm chủ, bởi vì anh đã rơi vào đại dương mênh mông của cuộc đấu tranh nhân dân. Ở một tỉnh Tề với quan niệm tư tưởng quê mùa vô cùng mãnh liệt, nếu dùng không tốt cán bộ địa phương, đừng nói công tác khó có thể tiếp tục, thậm chí sẽ có đủ lọ ai việc sinh ra ngoài dự kiến không ngờ tới, khiến anh bó tay bó chân, khiến anh không kế khả thi, khiến anh đừng nói có chiến tích, không biến thành mặt xám mày cho thật sự đã không tồi. Hạ Tưởng suy nghĩ sâu xa hơn, cũng không lộ ra với bất cứ ai, hắn cũng rõ, Tổng Bí Thư tán thành ngừng sự việc Hà Giang Hải ở đây, cũng căn cứ vào suy xét giống vậy. Nhưng Tổng Bí Thư không đồng ý Lý Đinh Sơn tiếp nhận chức phụ Bí Thư Thành ủy thành phố Lỗ, thì không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, nhưng điểm xuất phát của Tổng Bí Thư cũng không quan trọng, quan trọng là, rèn luyện chính trị của Lý Đinh Sơn lại không lọt vào mắt Tổng Bí Thư. Có lẽ nguyên do là vì lúc Lý Đinh Sơn mới vào tỉnh Tề, đã quá mức cấp tiến hoặc là liều lĩnh, mới gián tiếp dẫn tới cuộc chiến tranh của sản nghiệp muối, khiến Lý Đinh Sơn cho ở trong mắt cao tầng của Tổng Bí Thư là không đủ thành thục điềm đạm. Chắc chắn, cũng thiếu hụt sự khôn ngoan nên có của cán bộ cấp phó tỉnh. Thành phố Lỗ là tỉnh lỵ, vị trí vô cùng quan trọng, chức bí thư tỉnh ủy thành phố Lỗ, quan trọng hơn nhiều so với phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý mấy ngành mà Lý Đinh Sơn đương nhiệm. Một là nhân vật số một chủ trì toàn diện công tác, một là phó chức, ở hội nghị thường vụ xếp hạng trợ thủ gần cuối, hai người hơn kém không chỉ là hơn kém vài thứ tự xếp hạng, mà là sự khác nhau tương đối lớn. Kỳ thực khi Hà Giang Hải đề nghị Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Lỗ, Hạ Tưởng ngoài mặt từ chối cho ý kiến, trong lòng cho rằng chỉ sợ đề danh của Lý Đinh Sơn rất khó thông qua bổ nhiệm, trước tiên không nói đến ý kiến của ban tổ chức trung ương, không nhắc đến Ngô Tài Dương có thiện cảm với Lý Đinh Sơn không, chính là Tổng Bí Thư chắc chắn sẽ không tán thành đề danh Lý Đinh Sơn. Tuy rằng, Lý Đinh Sơn có thể đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, vốn là do Tổng Bí Thư bày mưu tính kế. Thật ngạc nhiên nhưng đúng là như vậy. Phải nói, hắn còn chưa đặt chân vào Bắc Kinh, ý tứ Tổng Bí Thư không muốn Lý Đinh Sơn sẽ đảm nhiệm Lỗ Thị Bí Thư Thành ủy đã truyền đạt tới tai, bởi vậy có thể thấy được, Tổng Bí Thư đối với những gì Lý Đinh Sơn đã làm có nhiều bất mãn. Hạ Tưởng trầm ngâm một lát. Tối nay tôi gặp mặt trưởng ban Ngô. Làm trưởng ban tổ chức trung ương, trên vấn đề đề cử cán bộ cấp phó tỉnh, có quyền phát ngôn rất lớn, lại bộ thượng thư không phải hư danh. Tuy rằng cấp chính tỉnh phải nghe cấp trên bày vẽ mưu kế, nhưng sàng lọc cấp phó tỉnh, ban tổ chức trung ương có lẽ không quyết định được ai được chọn, nhưng ai không được chọn, vẫn đủ quyền quyết định. Chính là nói, Ngô Tài Dương nói một lời quyết định, nói là Lý Đinh Sơn không phù hợp điều kiện đề bạt chức bí thư thành ủy thành phố Lỗ, thì đề danh của Lý Đinh Sơn sẽ trực tiếp bị loại ra bên ngoài, ngay đến Tổng Bí Thư cũng không tiện phản đối ý kiến của Ngô Tài Dương. Nói đùa, đường đường một trưởng ban tổ chức trung ương. Ngay cả quyền bãi bỏ đề cử cán bộ cấp phó tỉnh cũng không có sao. Cổ Thu thật gật đầu, bởi Hạ Tưởng không hỏi lý do, vô điều kiện che chở cho Lý Đinh Sơn, trực tiếp chỉ ra muốn từ căn nguyên ngăn cản đề cử Lý Đinh Sơn, quả thực có phẩm chất ưu tú kịp thời ứng đối, tiềm chất khởi đầu của một chính trị gia. Cổ Thu thật vỗ bả vai Hạ Tưởng. Tình nghĩa không thể đại biểu chính trị, rất nhiều sự việc phải xuất phát từ đại cục. Đồng chí Đinh Sơn vẫn là thích hợp đảm nhiệm phó chức.
Cổ Lâm thật vẫn chưa nói Tổng Bí Thư muốn đề cử ai đảm nhận chức Bí Thư Thành ủy thành phố Lỗ, y không nói, Hạ Tưởng sẽ không hỏi, hỏi, chẳng những liều lĩnh, còn sẽ thể hiện thất lễ mà đa nghi. Đúng rồi. Cổ Thu Thật lại cười, đồng nghĩa với việc kết thúc đề tài nặng nề trước đó. Tổng Bí Thư rất thưởng thức Tống Chiêu Độ. Vừa rồi không khí hơi trầm trọng, Hạ Tưởng chẳng những không cảm thấy áp lực, ngược lại còn thấy rất thoải mái, bởi vì Cổ Thu Thật đưa ra việc bác bỏ đề cử Lý Đinh Sơn, là thái độ ngưng trọng mà cẩn thận, nghiêm túc mà nói ra với hắn, hàm nghĩa sau lưng chính là, coi trọng và tôn trọng hắn. Nếu tùy ý nhẹ nhàng mà đề xuất, ngược lại là không thèm để ý biểu hiện cảm xúc của hắn. Cũng nói rõ Tổng Bí Thư cũng không muốn trong lòng hắn có mụn nhọt gì. Tổng Bí Thư khen thưởng Tống Chiêu Độ, biểu lộ hai ý nghĩa sâu xa, một là Tổng Bí Thư ủng hộ Tống Chiêu Độ vào bộ, hai là sau khi Tống Chiêu Độ vào bộ trên công tác sắp xếp, Tổng Bí Thư sẽ thích hợp mà nghiêng lệch. Với tính tình và năng lực của Tống Chiêu Độ, Tổng Bí Thư sau nhiều lần tiếp xúc, đối với ông ta có sự yêu thích, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng. Đồng thời cũng cho thấy, Tổng Bí Thư này với năng lực nhận thức người, cũng như là giao tình xưa của Hạ Tưởng, trên có Tống Chiêu Độ, dưới là Lý Đinh Sơn, chính là nhìn việc chứ không nhìn người. Cổ Thu Thật vẫn đưa Hạ Tưởng đến đại viện nhà họ Ngô, y cũng biết Hạ Tưởng lần này đến Bắc Kinh là vì thăm hỏi ông cụ họ Phó, lúc này việc trên cũng không nên nói nhiều, chỉ có điều sau khi nói xong vấn đề Lý Đinh Sơn, lại cố ý nhấn mạnh một câu. Tỉnh Tề vẫn là yên ổn một chút thì tốt, tỉnh ủy lập tức sẽ thay nhiệm kỳ mới, phòng ngừa người có ý lợi dụng sự việc Hà Giang Hải làm bài văn lớn. Bộ máy tỉnh Tề hiện tại rất hoàn thiện, trung ương sẽ không có động tác lớn. Một câu lập tức nhắc nhở Hạ Tưởng có một khả năng khác, chính là hệ phản đối có khả năng muốn làm lớn chuyện Hà Giang Hải mang ý nghĩa tầng sâu, nếu không phải là vì hận thù cá nhân, mà là vì mưu đồ lớn hơn nữa, ví dụ như nếu như tỉnh Tề các nơi nổi lửa, là có thể mượn cơ hội đề nghị chuyển rời Khâu Nhân Lễ, từ đó nắm toàn diện tỉnh Tề trong tay. Mưu kế hay. Hạ Tưởng vẫy tay tạm biệt Cổ Thu Thật, trong lòng liền rõ ràng vẽ phác thảo ra hình dáng bước tiếp theo, không kiềm nổi cười lạnh một cái, muốn không ra một chút sức lực, thì lợi dụng tay người khác đạt tới mục đích chính trị, quả là kế mượn đao giết lý tưởng nhất trong cảm nhận của mỗi một chính khách, đáng tiếc là, dùng nó trên người khác còn được đi, muốn lợi dụng hắn, thật đúng là tính lộn bàn số nhận sai người rồi. Hạ Tưởng đến Bắc Kinh trước một ngày, bởi vì hắn trước khi thăm hỏi ông cụ họ Phó, muốn làm xong ba chuyện trước. Thứ nhất, chính là muốn cùng ông cụ họ Phó và Ngô Tài Dương gặp mặt, nói về thế cục tỉnh Tề, cùng bước tiếp theo của Lý Đinh Sơn. Trên cơ bản trên đường Cổ Thu Thật đưa hắn đến đây, vận mệnh Lý Đinh Sơn đã được quyết định rồi. Nói cách khác, chuyện thứ nhất của Hạ Tưởng đã hoàn thành. Ngay giữa trưa, đại viện nhà họ Ngô rời xa chốn ồn ào náo nhiệt, tuy rằng ánh nắng mặt trời gắt gao, nhưng đặt mình trong yên tĩnh dưới bóng cây xanh, vẫn là làm cho người ta không tự chủ mà tâm sinh cảm giác mát mẻ. Khó được, thật sự là khó được, Hạ Tưởng trong lòng thoáng cái khôi phục bình thản. Đối với kế hoạch tỉ mỉ của hệ phản đối, cũng không có một tia oán giận. Tục ngữ nói, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, hiện tại tốt rồi, hắn đã biết có người muốn trộm cái gì của hắn rồi, chỉ cần trong tốt túi tiền tương ứng thì tốt rồi. Đi ra nghênh đón hắn không phải ông cụ, lại càng không phải là Ngô Tài Dương, cũng không phải Liên Nhược Hạm, một mình Liên Nhược Hạm đang ở nước ngoài, thế nào cũng không có khả năng sẽ trở về, mà là một người có hình dáng nho nhỏ. Liên Hạ. Liên Hạ ngay từ đầu cùng Hạ Đông cao bằng nhau, hiện tại thì độ cao đã thua xa Hạ Đông. Hạ Đông hiện tại là hơi mập, cường tráng, mà Liên Hạ, gầy yếu, hào hoa phong nhã, hai đứa bé phát triển trên xu hướng hoàn toàn trái ngược. Kỳ quái chính là, mẹ Hạ Đông là Tào Thù Lê so với Liên Nhược Hạm thì thấp hơn một chút, mà Liên Nhược Hạm lại cao, có thể thấy được vấn đề gen quả thực phức tạp, không thể vơ đũa cả nắm. Liên Hạ lao đi rất nhanh, lao đầu vào trong lòng ngực Hạ Tưởng lớn tiếng kêu. Ba ba, cùng Hạ Đông khi gặp Hạ Tưởng có chút hàm xúc khác nhau chính là, có lẽ bởi vì nguyên do Liên Nhược Hạm xuất ngoại, Liên Hạ ỷ lại Hạ Tưởng sâu hơn, cùng Hạ Tưởng cũng là phụ tử tình thâm, cũng không thua gì tình cảm của Hạ Tưởng và Hạ Đông. Đều nói con trai thân với mẹ, theo Hạ Tưởng nhận thức lại là, hai con trai đều vô cùng thân thiết với hắn, cũng khiến hắn rất an ủi, đồng thời cũng khó tránh có chút tự đắc ở trước mặt Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Liên Hạ dường như lại cao hơn, tuy nhiên dường như lại gầy vài phần, ôm ấp đứa con, Hạ Tưởng liền tay cầm tay Liên Hạ cất bước đi vào,
vừa ngẩng đầu, đã thấy Ngô Tài Dương đứng ở phía trên bậc thang, vẻ mặt ý cười thản nhiên. Thấy Ngô Tài Dương trên mặt rào rạt thân tình thân thiết, trong nháy mắt, Hạ Tưởng nhớ tới những việc trước kia, không khỏi muôn vàn xúc động. Lại thấy Ngô Tài Dương bước ra phía trước một bước, đi xuống bậc thang, có thể khiến trưởng ban tổ chức trung ương Hạ mình nghênh đón, Hạ Tưởng biết rằng, hắn xem như đã thật sự tiến vào trung tâm nhà họ Ngô. Ngô Tài Dương từ thái độ đối với hắn đầy đối địch, muốn hắn bị thất thế, đến miễn cưỡng phải tiếp nhận sự tồn tại của hắn, tiếp đến hoài nghi hắn muốn tiếp nhận thế lực nhà họ Ngô, đã trải qua quá trình với bao nhiêu quanh co và dài dòng ở giữa. Sau đó, Ngô Tài Dương không hề có thái độ nghi ngờ đối với việc hắn nhúng tay vào chuyện của gia tộc nhà họ Ngô nữa, nhưng không chấp nhận được quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm. Cũng có thể hiểu được thái độ của Ngô Tài Dương, mặc dù con gái mình rất vui vẻ, mặc dù người đàn ông tên là Hạ Tưởng này là một người vô cùng ưu tú, nhưng thân là một người cha, cũng rất khó chấp nhận con gái mình chưa có danh phận lại theo sát một người đàn ông. Mặc dù thái độ của con gái đối với làm cha của ông ta vẫn rất sửng dưng, nhưng cũng không ngăn cản người cha bất mãn với lòng tham của Hạ Tưởng. Bởi vì trong vấn đề phụ nữ, Ngô Tài Dương mặc dù từng kết hôn, nhưng chưa phạm sai lầm nào. Kỳ thật nếu muốn nói đến chi tiết vấn đề, Liên Hạ đúng là chưa từng ở ngay trước mặt Ngô Tài Dương gọi Hạ Tưởng là ba. Cho tới nay, Liên Nhược Hạm cũng được, Hạ Tưởng cũng vậy, đều cố gắng tránh để Hạ Tưởng và Liên Hạ cùng xuất hiện ở nhà họ Ngô. Bởi vì không giống với Mai Đình còn phải gọi Hạ Tưởng là cha nuôi, Liên Nhược Hạm vẫn không chút kiêng dè, từ khi Liên Hạ còn nhỏ, cô đã bảo con kêu Hạ Tưởng là ba. Hôm nay là lần đầu tiên Hạ Tưởng nắm tay con trai, cũng là lần đầu tiên ngay trước mặt Ngô Tài Dương, đứa con trai lớn tiếng gọi hắn là ba. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên Ngô Tài Dương không tỏ vẻ gì là không vui, ngược lại vô cùng vui mừng ủng hộ sự thân tình giữa hắn và Liên Hạ. Điều này cũng khiến Hạ Tưởng sau hàng nghìn hàng vạn lần cảm thán, lần đầu tiên trước mặt Ngô Tài Dương, nảy sinh cảm giác ấm áp của gia đình. Hắn ở trước mặt Ngô Tài Dương, thực sự không ý thức được con của hắn gọi Ngô Tài Dương là ông ngoại, mà chỉ nhớ Ngô Tài Dương là trưởng ban tổ chức trung ương. Nhưng hiện tại, Ngô Tài Dương lần đầu tiên lộ ra sự tươi cười ôn hòa mà thân thiết, cuối cùng cũng khiến Hạ Tưởng cảm nhận được sự thân tình mà hắn chưa từng thấy trên người Ngô Tài Dương. Liên Hạ bỏ tay Hạ Tưởng ra, lại chạy vội đến trước mặt Ngô Tài Dương ngọt ngào mà kêu một tiếng. Ông ngoại! Ôi! Ngô Tài Dương vội lên tiếng, giơ tay ôm lấy Liên Hạ. Liên Hạ đã 8, 9 tuổi, tuy gầy, nhưng cũng được hơn 30 cân. Ngô Tài Dương chỉ bế lên một chút cũng cảm thấy hơi quá sức.